Bí thư trùng sinh. Vương Tử Quân. Chương 1326, một nâng tay đánh lên mặt. Rất nhiều nơi hai vị lãnh đạo đứng đầu đảng ủy và chính quyền căn bản có hiện tượng bất hòa, tổ chức sao lại không biết. Thật ra cũng không làm quá gắt, vì khi thượng tầng phân phối cán bộ thì cũng không có xu hướng cho hai vị lãnh đạo đảng ủy và chính quyền cùng một tuyến. Nếu hai người bọn họ đồng tâm hiệp lực duy trì công tác thì căn bản tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu như hai người đều cùng một ruột tư lợi cá nhân thì sao? Như vậy bọn họ sẽ làm cho ban ngành của mình vững như thép, bọn họ sẽ cùng nhau cộng hưởng lợi ích ở địa phương của mình, lãnh đạo thượng tầng sẽ mất đi lực khống chế với nơi này. Ban ngành Nam Giang cũng không ngoại lệ, mặc dù Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong căn bản không đồng bộ, thế nhưng lãnh đạo thượng tầng căn bản cũng không có ý nghĩ muốn động vào. Cũng may hai người đều chú ý đại cục, ở những chuyện không liên quan đến tư lợi bản thân, bọn họ căn bản đều khá ăn ý. Trử Vận Phong thấy Diệp Thừa Dân tỏ thái độ thì tranh thủ thời gian gật đầu nói, Bí thư Diệp nói rất đúng, điều chỉnh cương vị của đồng chí Lưu Thành Lâm căn bản là sai lầm, tôi làm ra quyết định này căn bản là có trách nhiệm. Lúc này chúng ta đã phát hiện ra sai lầm, như vậy nhất định phải sửa chữa. Mặc dù không tổ chức hội nghị thường ủy thế nhưng hai vị lãnh đạo đứng đầu một tỉnh đã có khuynh hướng rõ ràng, thế cho nên chuyện này trên cơ bản được quyết định. Trử Vận Phong thầm kêu một tiếng tốt, Diệp Thừa Dân lại nói đơn giản vài câu, sau đó tiến hành trao đổi lợi ích. Trử Vận Phong có thể nói Diệp Thừa Dân không giữ gìn tôn nghiêm cho mình được sao? Vì chính Trử Vận Phong cũng không phải là một người không thể ngã đổ. Lúc này có thể nói Diệp Thừa Dân không có tâm tư động vào Trử Vận Phong. Lão đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói, trưởng phòng Tử Quân, tôi đại biểu cho tỉnh ủy giao toàn quyền cho anh, nhất định phải xử lý vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng, đảm bảo cho công ty ổn định phát triển. Vương Tử Quân nhận quyền, hắn cũng không khách khí nói, Bí thư Diệp, tỉnh ủy tín nhiệm tôi như vậy, tôi tất nhiên sẽ không chối từ. Nhưng trước tiên tôi phải đề nghị với lãnh đạo. Tôi cho rằng muốn xử lý tốt chuyện này thì quan trọng nhất là nắm chắc công tác khôi phục vị trí của đồng chí Lưu Thành Lâm. Vương Tử Quân nói rồi đưa mắt nhìn Diêu Trung Tắc, cũng không nói thêm điều gì. Lúc này Diêu Trung Tắc thật lòng cảm thấy rất thất lạc, vừa rồi Diệp Thừa Dân tỏ thái độ rõ ràng là muốn gõ lên đầu hắn. Mặc dù hắn là một người nổi lên tác dụng chủ yếu ở sự kiện này, thế nhưng người chân chính thao túng phía sau là Trử Vận Phong. Diêu Trung Tắc tin tưởng với trí tuệ của Diệp Thừa Dân, chắc chắn sẽ hiểu rõ điều này. Nhưng Diệp Thừa Dân lại rộng lượng tha thứ cho Trử Vận Phong, giải vây cho Chủ tịch Trử, còn với Diêu Trung Tắc, căn bản là chỉ hận không thể đập một gậy cho anh chết tươi, đây là cái quái gì? Sự việc phát triển đến mức này thì dù có uất ức ra sao Diêu Trung Tắc vẫn phải che giấu trong lòng, bị động làm người chịu tội thay. Ai bảo trước đó hắn căn bản là quá nóng lòng thể hiện. Bây giờ thì tốt rồi, hắn trơ mắt nhìn Vương Tử Quân lên tiếng mà không làm gì được. Chuyện khôi phục công tác của đồng chí Lưu Thành Lâm, nên để cho Bí thư Diêu đại biểu tổ chức đi trò chuyện với đồng chí Lưu Thành Lâm. Diệp Thừa Dân hiểu ý của Vương Tử Quân, lão dùng giọng chân thật đáng tin nói với Diêu Trung Tắc. Diêu Trung Tắc đang cảm thấy rất bức bối, bây giờ nghe Diệp Thừa Dân nói như vậy mà thiếu chút nữa đã nghẹn ngào. Để hắn đi liên hệ với Lưu Thành Lâm. Đây không phải là bắt hắn tự vung tay tát lên mặt mình sao? Vương Tử Quân căn bản là quá âm hiểm, đừng nghĩ đối phương còn trẻ mà lầm, khi địa vị và độ tuổi tăng trưởng, người này căn bản làm quan ngày càng láo cá. Đây là hạng người có thù tất báo, thế nhưng hắn biết Vương Tử Quân là kẻ như vậy, căn bản vẫn nhắm mắt nhảy vào. Có lẽ Vương Tử Quân này ghi hận trước đó mình đào hố hãm hại, bây giờ mình roi vào hoàn cảnh này, xem ra cũng quá bi ai. Người này có thể đi một vòng quanh miệng hố, sau đó toàn thân quay ra, bình yên vô sự ngồi nói lời chê cười, mà người rơi vào hầm chính là mình. Diêu Trung Tắc nghĩ như vậy, hắn cảm thấy bức bối khó thở nổi, chỉ cảm thấy có thêm vài tên Vương Tử Quân thì chắc chắn mình sẽ mất mạng. Diêu Trung Tắc vừa mới mất hết tâm tư kéo Lưu Thành Lâm xuống, bây giờ lại phải mời người ta quay về, hai sự việc trái ngược căn bản làm cho người ta sinh ra những cảm thụ nói không nên lời. Diêu Trung Tắc đưa mắt nhìn Diệp Thừa Dân, vẻ mặt Diệp Thừa Dân cực kỳ chân thật đáng tin, thế là trong lòng sinh ra vài phần e sợ. Trong lòng hắn tuy có ý nghĩ xấu xa về Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này hắn căn bản không còn lực lượng phản bác. Tôi làm không được, Diêu Trung Tắc không thể nói ra câu này,
Trử Vận Phong thật tâm muốn giải quyết sự kiện liên quan đến công ty xe hơi Đông Hồng, còn Diệp Thừa Dân thì căn bản là mở rộng vấn đề, không ngại dẫm cho Diêu Trung Tắc một cái. Còn Vương Tử Quân, nếu mình bị bí thư và chủ tịch tỉnh dẫm lên người, đối phương căn bản sẽ vui cười hớn hở. Hàn Tín có thể chịu nhục chui qua háng người khác, Diêu Trung Tắc tuy không thể so sánh với Hàn Tín, thế nhưng hắn vẫn có thể nén giận với chút khuất nhục vào lúc này, vẫn có thể nuốt xuống. Không phải chỉ là gọi điện thoại nói Lưu Thành Lâm quay về làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng thôi sao? Không phải mất mặt một lần sao? Không là vấn đề gì cả. Diêu Trung Tắc an ủi mình một lúc lâu, thế nhưng vẫn thấy rất chua xót. Hắn thầm nghĩ, sau này khi đào hầm cho người khác thì nhất định phải xem trước ngó sau, làm tốt đường lui cho mình, cũng không nên rơi vào kết quả như ngày hôm nay. Mong bí thư Diệp yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Diêu Trung Tắc rời khỏi phòng làm việc của Diệp Thừa Dân mà gương mặt luôn căng cứng. Vương Tử Quân với nụ cười thản nhiên luôn là hình ảnh chiếm trọn đầu óc hắn. Mặc dù người này xưa nay luôn cười tủm tỉm, giống như ai cũng là ân nhân cứu mạng, thế nhưng bộ dạng của người này hôm nay lại cực kỳ không vừa mắt. Vì sao vậy? Rõ ràng đó là nụ cười mỉa mai, tất nhiên không phải là đồng tình. Bí thư Diêu, trên hành lang có người khẽ chào hỏi Diêu Trung Tắc, dựa theo thói quen thường ngày thì Diêu Trung Tắc nhất định sẽ gật đầu nói một câu, nếu gặp cán bộ thanh niên thì sẽ vỗ vai đối phương dặn dò vài lời. Nhưng hôm nay hắn lại không có tâm tư quan tâm, hắn chỉ gật đầu qua loa rồi đi về phòng làm việc của mình với bước chân rối loạn. Có một đống lớn văn kiện đặt trên bàn, bên cạnh còn có một chồng báo chí ngày hôm nay. Diêu Trung Tắc cầm lấy tờ báo mở ra xem, thấy đó là bản tin về chiếc xe Tùng Thử. Khi nhìn thấy hình ảnh đẹp đẽ của chiếc xe, Diêu Trung Tắc hổn hển vứt tờ báo xuống đất. Bí thư, đúng lúc này Phó Thư Ký trưởng Phòng Quảng Thắng đi vào, gương mặt cực kỳ cẩn thận. Phòng Quảng Thắng nhìn tờ báo trên mặt đất mà khẽ giật mình, Diêu Trung Tắc nói với gương mặt không chút biểu cảm, bàn công tác này quá trơn, không biết làm từ chất liệu gì. Chương 1326, 2, nâng tay đánh lên mặt. Phòng Quảng Thắng nhìn bàn làm việc rộng rãi của Diêu Trung Tắc, trong lòng lóe lên cảm giác đau thương, có lẽ tâm tình của bí thư Diêu lúc này là cực kỳ chán nản. Hắn nhớ rõ khi mua thiết bị văn phòng, hắn căn bản cực kỳ quan tâm đến bàn làm việc của bí thư Diêu, mà bí thư Diêu cũng cực kỳ thỏa mãn, khi đó còn điểm danh khen ngợi vị trưởng phòng sự vụ cơ quan tỉnh. Hôm nay làm sao vậy? Phòng Quảng Thắng nghĩ đến đây mà khẽ xin chỉ thị, nếu không tôi đổi bàn làm việc khác cho ngài. Diêu Trung Tắc nghe thấy Phòng Quảng Thắng nói như vậy thì tâm tình càng không xong. Chiêng trống nghe âm, lời người nghe nghĩa, rõ ràng đây là tờ báo tôi ném xuống đất, sao anh còn không hiểu? Còn nói tôi đổi bàn làm việc, hừ, anh đúng là không ra gì. Phòng Quảng Thắng ơi là Phòng Quảng Thắng, anh ngồi trên vị trí Phó Thư Ký trưởng Văn phòng Tỉnh ủy, chỉ sợ đây là trạm dừng cuối cùng trong tương lai chính trị của anh. Không cần, cứ để lại dùng. Diêu Trung Tắc nói rồi phất phất tay mất kiên nhẫn, tỏ ý cho Phòng Quảng Thắng có thể rời đi. Phòng Quảng Thắng sở dĩ đến kịp thời như vậy chính là vì sự việc xảy ra với bí thư Diêu, lúc này sự việc được xử lý thế nào. Hắn nhìn gương mặt bực mình của Diêu Trung Tắc, thế là hiểu ra vấn đề. Phòng Quảng Thắng muốn an ủi Diêu Trung Tắc vài câu, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Hơn nữa Diêu Trung Tắc là lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong tỉnh, căn bản cực kỳ có thể diện. Chính mình mở miệng an ủi chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Sau khi xem xét lợi hại, Phòng Quảng Thắng căn bản chỉ có thể nuốt lời vào bụng. Phòng Quảng Thắng rời đi, Diêu Trung Tắc chậm rãi ngồi xuống ghế. Dù vừa rồi Phòng Quảng Thắng lúng túng một lúc lâu không nói gì, thế nhưng biểu hiện của đối phương khá phức tạp, tất cả đều ánh vào trong mắt Diêu Trung Tắc. Không thể ngờ hôm nay Diêu Trung Tắc mình lại luân lạc đến mức như vậy, để cho một vị phó thư ký trưởng đến mở lời an ủi. Ngoài buồn cười rõ ràng chỉ còn lại bi thương. Diêu Trung Tắc ngồi trên mặt ghế, hắn bắt đầu suy nghĩ phương án đối phó. Trước đó hắn rõ ràng đào hố cho Vương Tử Quân nhảy xuống, nhưng không ngờ lại là hố chôn mình. Diêu Trung Tắc nghĩ như vậy, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ khác. Chẳng lẽ ngay từ khi bắt đầu tán thành cho Lưu Thành Lâm tiến lên làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng thì Vương Tử Quân đã nghĩ đến ngày này? Nếu thật sự là như vậy thì người kia quá đáng sợ, mặc dù Diêu Trung Tắc biết rõ mình nghĩ như vậy là quá duy tâm, thế nhưng suy đoán này vẫn mọc rễ trong đầu hắn căn bản không thể nào xóa nó đi được.
Vương Tử Quân thông qua chuyện này thì chỉ sợ vị trí sẽ càng nâng cao hơn, rất nhiều chuyện không nói ra khỏi miệng nhưng lực ảnh hưởng lại căn bản là bùng phát mạnh mẽ. Ví dụ như có một câu thế này, gió thổi vào màn đêm không tiếng động, đây chính là thứ mà Diêu Trung Tắc hắn đang nghĩ đến. Còn chính mình thì sao? Chỉ sợ quyền lên tiếng ở tỉnh ủy sẽ càng giảm sút, thậm chí còn sinh ra kết quả đáng sợ, bị cho ra rìa. Diêu Trung Tắc nghĩ đến những điều này mà không khỏi run rẩy. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập phá vỡ bầu không khí yên lặng trong phòng làm việc của Diêu Trung Tắc, lúc này hắn không khỏi tiếp điện thoại mà có chút sợ hãi. Alo, tôi là Diêu Trung Tắc. Sau khi nghe Diêu Trung Tắc tự giới thiệu thì đầu dây bên kia vang lên tiếng cười cởi mở, Trung Tắc à, đã lâu ngày không gặp cậu, bây giờ giọng điệu của cậu xem ra càng thêm lo lắng đấy. Diêu Trung Tắc nghe được giọng nói quen thuộc thì càng thêm phấn chấn tinh thần, gương mặt tràn đầy nụ cười, chào anh Sầm, ngài vẫn khỏe đấy chứ. Nếu nói về phương diện khí thế tinh thần thì tôi còn phải học hỏi ngài nhiều hơn, vài ngày trước tôi có gọi điện thoại cho ngài, nghe chị Lưu nói anh đã đi bơi rồi. Tôi lui ra nhàn rỗi không có việc gì, thế cho nên tự tìm nguồn vui cho mình. Anh Sầm ở đầu dây bên kia cười hai tiếng, sau đó mới nói, Trung Tắc, cậu còn trẻ nhưng căn bản cũng không còn nhỏ, những gì nên chú ý thì chú ý, thế nhưng cũng đừng nên quá liều mạng như cán bộ thanh niên. Lời nói tràn đầy quan tâm của lãnh đạo cũ làm cho Diêu Trung Tắc cảm thấy trong lòng ấm áp, hắn dùng giọng hầu như là đảm bảo nói, cảm ơn anh Sầm quan tâm, Trung Tắc đã nhớ kỹ. Vài ngày nữa có cơ hội sẽ đến nhà ngài dùng trà. Sau khi nói vài câu về thuật dưỡng sinh, Diêu Trung Tắc chợt nghe anh Sầm dùng giọng bừng bừng khí thế nói, Trung Tắc, Nam Giang lần này làm không tệ, đặc biệt là xe thẩm tiềm thiết, căn bản là quá tốt. Hai ngày trước các ông lão chúng tôi tụ hội, tôi nói sự kiện chiếc xe tùng thử cho đám bạn già, ai nghe cũng cảm thấy phấn chấn tinh thần. Diêu Trung Tắc không nghi ngờ mình có đầy đủ ý chí và độ lượng, có thể bỏ nhỏ vì lớn. Căn bản cho ra hy sinh vì phát triển đại cục Nam Giang. Diêu Trung Tắc có năng lực phán đoán rất tốt, vừa nghe thấy có liên quan đến xe tùng thử thì đầu đã nổ lớn, căn bản là xuất hiện khe nứt. Nhưng khi đối diện với lãnh đạo cũ, dù gì thì hắn cũng phải nói chuyện cực kỳ cung kính. Vì vậy sau khi nghe sự kiện xe tùng thử được đưa ra thị trường từ chính miệng anh Sầm, hắn tuy cực kỳ mất hứng nhưng cũng chỉ có thể gật đầu phụ họa. Năm xưa vị lãnh đạo này từng chủ trì công tác của công ty xe hơi Đông Hồng, căn bản cảm thấy rất tức giận vì xe ngoại nhập chạy đầy đường, mãi luôn canh cánh trong lòng với sản phẩm xe trong nước, hèn gì bây giờ vui vẻ như vậy. Lúc này công ty xe hơi Đông Hồng vừa mới rời khỏi giai đoạn khó khăn, tuy xe tùng thử có được thành tích cao, thế nhưng muốn chạy theo kịp xe nước ngoài thì căn bản còn khoảng cách khá xa. Nhưng lãnh đạo cứ yên tâm, chúng tôi sẽ thừa thắng xông lên, sẽ cố gắng nhiều hơn. Diêu Trung Tắc trả lời cực kỳ khiêm tốn cẩn thận. À, Trung Tắc, điểm này là rất tốt, nói rõ anh cũng không choáng váng đầu óc vì thắng lợi. Lúc này công ty xe hơi Đông Hồng giống như một ngôi sao sáng hấp dẫn ánh mắt nhiều người, dù bây giờ có thể nói là đang phát triển khá tốt nhưng dù sao thì tỉnh ủy Nam Giang các anh cũng không được qua loa, nhất định phải làm tốt công tác hộ giá hộ tống. Anh Sầm còn nói thêm vài lời đề nghị để xúc tiến công ty xe hơi Đông Hồng phát triển. Sau đó mới thỏa mãn cúp điện thoại. Diêu Trung Tắc đặt điện thoại xuống và cảm thấy đầu óc mình rối loạn, không ngờ chiếc xe kia lại làm cho anh Sầm chú ý như vậy. Hôm nay anh Sầm đã về hưu, thế nhưng lực ảnh hưởng vẫn thâm căn cố đế ở Nam Giang. Diêu Trung Tắc không có bối cảnh đặc thù ở Nam Giang, hắn sở dĩ có thể ngồi yên ở Nam Giang cũng là vì công lao của anh Sầm. Lúc này anh Sầm có đánh giá khá cao cho xe tùng thử. Nếu sự kiện Lưu Thành Lâm bị miễn chức rơi vào tai lãnh đạo, chỉ sợ mình sẽ khó thể chịu được. Diêu Trung Tắc căn bản hiểu rõ tính cách của anh Sầm, những chuyện lớn thường được lãnh đạo quan tâm đặc biệt. Diêu Trung Tắc thầm cảm thán, hắn cầm điện thoại lên, cũng không phải làm gì khác, chính là muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề của công ty xe hơi Đông Hồng. Hắn nhanh chóng tìm được số điện thoại của Lưu Thành Lâm, sau đó tranh thủ thời gian gọi đi. Chương 1327, cần giúp đỡ nhau lúc khó khăn chứ không phải đến với nhau khi giàu sang. Điện thoại đổ chuông hai tiếng thì có người nghe máy, chợt nghe thấy bên kia vang lên giọng điệu mất kiên nhẫn, alo, chào anh tìm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng sao? Thật xin lỗi, công ty đã có giám đốc mới, anh gọi lộn số rồi. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ,
nếu như đối phương không nhắc đến công ty xe hơi Đông Hồng, Diêu Trung Tắc thậm chí còn nghĩ rằng mình gọi lộn số. Mặc dù thái độ của người phụ nữ kia khá đông cứng, Diêu Trung Tắc tuy có cau mày nhưng vẫn kiên nhẫn nói, mong chị để cho đồng chí Lưu Thành Lâm nghe điện thoại, tôi là Diêu Trung Tắc. Ba chữ Diêu Trung Tắc căn bản là một quyền uy lớn với người hành tẩu trong quan trường Nam Giang, thế nhưng đối với một người phụ nữ giúp chồng nuôi dạy con cái và nội trợ thì căn bản không khác gì tên của người khác. Anh có chuyện gì sao? Thành Lâm đang nghỉ ngơi, mong anh đừng gọi điện thoại thêm nữa. Người phụ nữ kia tỏ thái độ không kiêu ngạo không xu nịnh làm cho Diêu Trung Tắc có hơi bực mình. Hắn đã hạ thấp tư thái, căn bản là hy sinh cái giá của một vị phó bí thư tỉnh ủy để tự mình gọi điện thoại cho một vị giám đốc doanh nghiệp, sao lại phải nhận thái độ này? Diêu Trung Tắc đặt điện thoại xuống rồi thở dài một hơi, lúc này hắn mới sinh ra cảm giác phượng vặt sạch lông không bằng gà. Cảm giác này tương đối khó chịu, thế nhưng hắn cũng không phải không áp chế được. Diêu Trung Tắc ngồi chờ điện thoại của Lưu Thành Lâm, hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại trên bàn làm việc, chờ mong nó đổ chuông. Diêu Trung Tắc không khỏi hoạt động người một chút, bây giờ đã 12 giờ trưa, hắn không nhịn được mà cầm điện thoại lên. Mặc dù gọi điện thoại cho Lưu Thành Lâm quá nhiều lần căn bản là hành vi làm mất uy tín của mình, thế nhưng hắn ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, lúc cần cúi đầu thì Diêu Trung Tắc cũng không ngại. Điện thoại nối thông, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói có vài phần mê ngủ. Đồng chí Thành Lâm sao? Tôi là Diêu Trung Tắc của tỉnh ủy. Diêu Trung Tắc chỉ sợ Lưu Thành Lâm sinh ra thiêu thân, thế nên mở đầu đã lên tiếng giới thiệu. Chào bí thư Diêu, ngài có dặn dò gì không? Lúc này Lưu Thành Lâm giống như mới tỉnh ngủ. Lưu Thành Lâm tỏ thái độ tôn kính làm cho Diêu Trung Tắc cảm thấy thoải mái hơn, hắn cũng không đi thẳng vào vấn đề nói ra mục đích của mình. Chỉ hỏi thăm hoạt động của Lưu Thành Lâm ở triển lãm xe hơi Mado, quan tâm đến sức khỏe của Lưu Thành Lâm, sau đó mới khẽ nói, đồng chí Thành Lâm, tôi nhân ủy thác của Bí Thư Diệp và Chủ tịch Trử, tôi có chuyện cần bàn với anh. Tỉnh ủy căn bản cảm thấy cho ra văn kiện di rời anh khỏi vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng là thiếu chu toàn, là ép anh chịu ủy khuất. Bí Thư Diệp và Chủ tịch Trử căn bản rất tán thành công tác của anh. Cá nhân tôi cũng hiểu nếu muốn làm cho công ty xe hơi Đông Hồng phát triển mạnh mẽ, căn bản không rời khỏi anh. Diêu Trung Tắc là một người có kinh nghiệm nói chuyện cực kỳ phong phú, mặc dù hắn cảm thấy trò chuyện đả thông tư tưởng với Lưu Thành Lâm căn bản là mất mặt, thế nhưng hắn tin Lưu Thành Lâm nghe và nhất định sẽ là cảm xúc ngổn ngang, căn bản sẽ đồng ý. Điện thoại bên kia có chút trầm mặc, chỉ có những tiếng thở nặng nề, điều này làm cho Diêu Trung Tắc sinh ra cảm giác nắm đại cục trong tay. Hắn cười thầm, quả là cán bộ thanh niên, phương diện này vẫn thiếu kinh nghiệm. Khi Diêu Trung Tắc đang chờ đợi Lưu Thành Lâm biểu hiện quyết tâm, chợt nghe Lưu Thành Lâm nói, cảm ơn tổ chức đã tín nhiệm tôi, cũng cảm tạ bí thư Diêu tự mình gọi điện thoại cho tôi. Diêu Trung Tắc cười cười, tất cả vẫn phát triển theo ý nghĩ của mình, bây giờ xem ra sự việc vẫn tốt, vừa rồi là hắn quá lo lắng rồi. Khi Diêu Trung Tắc định nói vài lời khuyến khích, chợt nghe đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Lưu Thành Lâm, nhưng tôi thật sự xin lỗi, tôi căn bản phụ lòng kỳ vọng của Bí Thư Diêu, tôi đã trình lên đơn từ chức, kính xin Bí Thư Diêu hỗ trợ, giúp đỡ cho đơn từ chức của tôi nhanh chóng được thông qua. Từ chức, Diêu Trung Tắc cảm thấy đầu óc mình nổ ầm lên, hắn không ngờ lúc này Lưu Thành Lâm lại không chùn bước mà từ chức. Miễn chức của Lưu Thành Lâm thì chức quan mất đi nhưng vẫn là người của công ty xe hơi Đông Hồng, nhưng nếu từ chức, như vậy Lưu Thành Lâm sẽ không còn liên quan đến công ty xe hơi Đông Hồng. Trong đầu Diêu Trung Tắc chợt lóe lên tình cảnh đám phóng viên sẽ chen chúc mà đến sau khi nghe được thông tin này, bọn họ sẽ nhất định bâu vào sự kiện này mà không tha giống như ruồi bọ ngửi thấy mùi thịt thối. Sau đó là đủ mọi tin tức được xuất hiện trên mặt báo, khi đó tình hình càng khó thu nhập. Đồng chí Thành Lâm, anh nên suy nghĩ thêm một chút. Diêu Trung Tắc nói còn chưa hết lời thì trong điện thoại đã vang lên những tiếng tút tút. Bốp, Diêu Trung Tắc hổn hển đập điện thoại lên bàn, hắn nhớ đã lâu rồi chưa từng có người nào tiếp điện thoại của mình theo kiểu như vậy. Lưu Thành Lâm chỉ là một tên giám đốc nhỏ, dám không khách khí cúp điện thoại khi mà hắn còn căn bản chưa nói hết lời sao. Diêu Trung Tắc sinh ra cảm giác nhục nhã, nếu như Lưu Thành Lâm là người trong quan trường, hắn nhất định sẽ nhớ sự kiện này. Tương lai sẽ cho đối phương một bài học nhớ đời. Đáng tiếc Lưu Thành Lâm không phải như vậy, hơn nữa sau đó sẽ còn từ chức.
Việc cần làm của Diêu Trung Tắc bây giờ chính là cố gắng giữ người này lại vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng. Phải nói là chiếc điện thoại có chất lượng tương đối tốt, dù bị Diêu Trung Tắc đập mạnh lên mặt bàn thế nhưng không có vấn đề gì. Cũng may hắn ném điện thoại và cảm thấy tâm tình thoải mái hơn một chút. Diêu Trung Tắc lấy thuốc từ trong ngăn kéo ra, hắn châm lửa hút khói, đầu óc cố gắng nghĩ biện pháp. Cho Tần Dũng Khải tiến lên làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, ý nghĩ này vừa lóe lên thì Diêu Trung Tắc cảm thấy như vậy là được không bù mất. Chưa nói đến phương diện Tần Dũng Khải có thể đưa công ty xe hơi Đông Hồng phát triển về phía trước hay không, chỉ cần ném đề nghị này lên thì căn bản không được Bí Thư Diệp và Chủ tịch Trử thông qua, hơn nữa nếu công ty xe hơi Đông Hồng sinh ra rối loạn, hắn nhất định sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Lúc này Diêu Trung Tắc đã là Phó Bí Thư Tỉnh ủy Nam Giang, thế nhưng nếu làm như thế sẽ sinh ra dấu chấm than ở hồ sơ chính trị, hắn sao cam tâm như vậy được. Hắn là một người có lý tưởng, khát vọng và quyết tâm, tất nhiên sẽ luôn mong muốn tiến lên một bước, lúc này sự kiện về công ty xe hơi Đông Hồng đang được người ta cực kỳ quan tâm, nếu có nhiễu loạn thì Diêu Trung Tắc sẽ là người đứng trên đầu sóng ngọn gió, căn bản không thiếu búa gõ lên đầu. Hơn nữa anh Sầm cực kỳ coi trọng công ty xe hơi Đông Hồng, nếu như để cho người này biết được Lưu Thành Lâm từ chức, như vậy sẽ nghĩ thế nào? Nếu mất đi sự giúp đỡ của anh Sầm, như vậy giống như tự mình đẩy cây đại thụ của mình, đây chính là một sự giúp đỡ rất lớn của hắn. Lưu Thành Lâm có thể phục chức trở lại làm giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, chủ động quay lại thì sẽ là tốt nhất. Nhưng tên khốn kia căn bản không tán thưởng, đi ngược lại ý nghĩ của mình. Lại đưa vấn đề này lên bàn của Diệp Thừa Dân nữa sao? Diêu Trung Tắc dầu dĩ không vui, gần đây Diệp Thừa Dân có thành kiến với mình, nếu như chủ động đưa lên cho Diệp Thừa Dân thì sẽ bị đánh vào mặt, sau đó căn bản là phải tiếp tục đi liên hệ với Lưu Thành Lâm. Hàng loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Diêu Trung Tắc, điều này làm hắn cảm thấy đầu óc mình phình ra. Vô tình tàn thuốc đã đầy, hắn lúc này mới chú ý phòng làm việc của mình đầy khói thuốc. Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Diêu Trung Tắc hít vào một hơi thật sâu rồi cầm điện thoại lên. Bí thư Diêu, tôi là Vương Tử Quân, có vài công tác cần báo cáo với ngài. Báo cáo công tác, Diêu Trung Tắc hận không thể biến Vương Tử Quân thành mồi lửa, biến tên khốn kia thành món nướng. Nhưng cuối cùng Diêu Trung Tắc vẫn cười nói, trưởng phòng Vương, có chuyện gì anh cứ nói, không nên nói là báo cáo, anh cứ quá khách khí. Bí thư Diêu. Vừa rồi tôi đã tiến hành liên hệ với công nhân của công ty xe hơi Đông Hồng, phần lớn bọn họ đều giúp đỡ công tác của tỉnh ủy, tâm tình đã khá tốt, người đại biểu đã chọn lựa biện pháp không đối chọi gay gắt với tỉnh ủy. Siêu Trung Tắc vừa nghe thấy tình thế được khống chế thì không khỏi thở dài một hơi, Vương Tử Quân xem ra vẫn là người đa mưu túc trí, mặc dù nhiều lần Diêu Trung Tắc cười nhạt với trí tuệ của Vương Tử Quân. Nhưng dù thế nào thì lúc này công nhân của công ty xe hơi Đông Hồng cũng không đến kêu oan ở tỉnh ủy, điều này làm cho Diêu Trung Tắc cảm thấy tình huống giảm đi vài phần nguy hiểm. Khi Diêu Trung Tắc cảm thấy Vương Tử Quân có chút bản lĩnh, chợt nghe thấy Vương Tử Quân nhắc nhở, nhưng, Bí thư Diêu, công nhân đặt ra điều kiện, đó là hy vọng ngày mai Lưu Thành Lâm có thể đi làm, ngài nếu không có việc gì thì nên đẩy nhanh tiến độ, tiến thêm một bước mới được. Chương 1328, một công tác không ra nước, ép chấu không ra dầu. Gương mặt Diêu Trung Tắc có vài phần dữ tợn, trong lòng sinh ra cảm giác bị đùa bỡn, vừa rồi Vương Tử Quân báo cáo công tác làm hắn sinh ra cảm giác vừa vui sướng vừa hụt hẫng. Hắn không tin Vương Tử Quân không biết Lưu Thành Lâm trả lời mình như thế nào, thế nhưng người này lại gọi điện thoại đến, rõ ràng là muốn dùng ánh mắt hả hê nhìn mình. Tên xúc sinh không biết xấu hổ kia đúng là tâm tính quá đen tối, thấy mình nóng lòng như lửa đốt không nghĩ ra được đối sách còn cười ha hả chạy đến đạp mình một cái. Hành vi bỏ đá xuống giếng này xem như Vương Tử Quân cũng đã quen rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tuy Diêu Trung Tắc cực kỳ phẫn hận, căn bản là đến cực hạn, thế nhưng hắn vẫn cố gắng khắc chế. Hắn biết rõ những suy đoán của mình cùng sự thật không khác biệt bao nhiêu. Thế nhưng hắn căn bản không có căn cứ chính xác, cuối cùng vẫn là suy đoán, hắn căn bản không thể đặt nó lên bàn để nói về Vương Tử Quân. Được rồi, tôi biết rồi, trưởng phòng Vương, tôi sẽ tích cực làm công tác tư tưởng với đồng chí Lưu Thành Lâm. Vậy thì ngài nên đập nhanh tiến độ, Bí thư Diêu, thời gian cũng không còn dài, tối nay nên làm cho xong,
nếu không cũng chẳng biết đám công nhân kia sẽ còn làm ra trò gì. Bí thư Diệp đang chờ chúng ta báo cáo về tình huống của công ty xe hơi Đông Hồng, anh ấy bảo tôi nói với ngài, có vấn đề gì mới tôi sẽ phải nhanh chóng báo cáo với ngài. Sau khi Vương Tử Quân cúp điện thoại thì Diêu Trung Tắc căn bản là cực kỳ bức bối, gương mặt đỏ dần. Lúc này hắn không tiếc dùng những hình tượng xấu để liên hệ với Vương Tử Quân, thế nhưng ngoài như vậy thì biết làm thế nào đây? Hắn đã bị gác lên lò lửa, đừng nói là cười tươi hớn hở, ngay cả việc dừng lại hít vào một hơi cũng là cực kỳ khó khăn. Vương Tử Quân đã cho hắn một đòn cảnh báo, thời gian căn bản không chờ người. Diêu Trung Tắc nằm trằn trọc trên giường, hắn suy xét nhiều lượt, cuối cùng thầm hạ quyết tâm, sự việc đã tiến triển đến mức này, cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Thẩm Tiềm Thiết là phó thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, hắn vẫn là một nhân vật cực kỳ có cảnh tượng. Cũng đừng nói thư ký trưởng là một nhân vật phải hầu hạ kẻ khác, hầu hạ thì có làm sao? Đây căn bản là biểu tượng có thể tiến vào trong những quan hệ hạch tâm. Vì vậy Thẩm Tiềm Thiết luôn cảm thấy chức vụ của mình rất ưu việt, đồng thời cũng thực hiện công tác của một bảo mẫu cực kỳ xuất sắc. Nhưng từ sau khi sự kiện công ty xe hơi Đông Hồng phát triển đột ngột, Thẩm Tiềm Thiết bị Trử Vận Phong gọi vào phòng và mắng như sấm sét, điều này làm cho hắn căn bản không còn chút tinh thần, không còn phong thái. Hắn giống như một con chó đang chạy loạn khắp nơi, căn bản không tìm được chốn dung thân. Tuy những công tác ở khối văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh vẫn hoạt động như ngày thường, thế nhưng Thẩm Tiềm Thiết biết rõ tất cả căn bản không bình thường như vậy. Hắn đưa mắt nhìn chung quanh, tai nghe tám hướng, đầu liên tục suy nghĩ, vì bây giờ hắn không còn là một phó thư ký trưởng quyền cao chức trọng, chỉ còn là một người bị nhét vào góc xó xỉnh mà thôi. Còn nhét vào chỗ nào thì Thẩm Tiềm Thiết căn bản không thể biết được, vì trong Ủy ban Nhân dân tỉnh còn có rất nhiều chỗ trống, căn bản chưa đến lượt hắn tự quyết định lấy cho mình. Hắn không có tâm tư đi xem xét, nhưng mỗi lần nghĩ đến điều này thì hắn thật sự đau lòng. Hắn căn bản không kịp chuẩn bị một chút nào cho tương lai sắp tới của mình. Đã nhiều năm Thẩm Tiềm Thiết đi theo làm công tác của một người tùy tùng, hắn căn bản không bao giờ so đo. Nhưng lúc này trong lòng hắn không ngừng hét lên, hắn không cam lòng, hắn còn có chí lớn cần thực hiện. Lúc này Thẩm Tiềm Thiết cảm thấy người duy nhất có thể cứu mình chính là vị lãnh đạo mà trước nay mình tỉ mỉ phục vụ, chính là Phó Chủ tịch Thường vụ Kim Hành Thuấn. Hắn luôn quan sát, luôn tìm kiếm cơ hội thích hợp để nói lời cầu viện với Kim Hành Thuấn. Cơ hội luôn dành cho những người kiên nhẫn chờ đợi, sau khi chờ được 2 giờ. Thẩm Tiềm Thiết cuối cùng cũng được đi vào trong phòng làm việc của Phó Chủ tịch Kim Hành Thuấn. Khi hắn nhanh chóng đi vào phòng của lãnh đạo, chợt thấy Kim Hành Thuấn đang cúi đầu giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Tiềm Thiết đến đấy à? Kim Hành Thuấn nhìn Thẩm Tiềm Thiết rồi dùng giọng nhàn nhạt nói. Cách xưng hô của Kim Hành Thuấn căn bản không có chút biến đổi, thậm chí gương mặt cũng không khác biệt là mấy so với ngày thường. Nhưng bây giờ lời nói của Kim Hành Thuấn rơi vào trong tai của Thẩm Tiềm Thiết giống như cực kỳ lạnh lùng, gương mặt giống như cực kỳ thận trọng, giống như có một cảm giác không hài lòng, giống như chỉ sợ tránh đi không kịp. Chẳng lẽ Chủ tịch Kim thật sự bỏ rơi mình? Thẩm Tiềm Thiết thầm nghĩ như vậy, hắn tranh thủ thời gian tìm từ, sau đó dùng giọng chân thành nói, Chủ tịch Kim, tôi không điều tra công ty xe hơi Đông Hồng cho tốt, căn bản là phụ lòng kỳ vọng của ngài. Thẩm Tiềm Thiết không nói hai lời mà nhận tất cả tội lỗi về mình, đây chính là ý nghĩ đầu tiên sau khi hắn bước qua cánh cửa phòng làm việc của Kim Hành Thuấn. Người công tác trong quan trường cần phải có lá gan chủ động đảm đương, như vậy hắn mới có thể tăng thêm chút ý nghĩ nâng đỡ cho Kim Hành Thuấn. Quả nhiên Thẩm Tiềm Thiết nói những lời này có tác dụng lập tức, Kim Hành Thuấn dùng ánh mắt không mấy biểu cảm nhìn hắn, sau đó mới trầm giọng nói, Tiềm Thiết ơi là Tiềm Thiết. Anh có biết không, anh làm không tốt mang đến bao nhiêu bị động. Ngay cả Chủ tịch Trử cũng phải làm kiểm điểm với Bí thư Diệp, tôi thật sự không biết phải nói sao với anh cho tốt. Trử Vận Phong phải làm kiểm điểm với Bí thư Diệp, như vậy thì Kim Hành Thuấn thế nào? Thẩm Tiềm Thiết thầm nghĩ như vậy, hắn dùng ánh mắt cẩn thận xem xét gương mặt của Kim Hành Thuấn, sau đó ngại ngùng nói, Chủ tịch Kim, đều là lỗi của tôi không làm tốt công tác. Không được vững chắc, tôi tình nguyện gánh chịu trách nhiệm. Kim Hành Thuấn khẽ gật đầu, gương mặt hòa hoãn hơn một chút, sau đó hắn chỉ vào chiếc ghế salon đối diện rồi nói, anh nếu đã đến rồi thì cũng không cần đứng, anh ngồi xuống đi, chúng ta cùng trò chuyện. Thẩm Tiềm Thiết có chút do dự,
cuối cùng vẫn cẩn thận ngồi xuống trước mặt Kim Hành Thuấn. Dù thế nào thì Kim Hành Thuấn cũng cho hắn ngồi xuống, đó là tỏ một loại thái độ, ít nhất thì Chủ tịch Kim cũng không trừng phạt mình. Khi Thẩm Tiềm Thiết đang suy nghĩ miên man thì Kim Hành Thuấn rút ra một gói thuốc, ném một điếu cho hắn. Thẩm Tiềm Thiết nhận lấy điếu thuốc và cho tay sờ túi, chỉ biết Chủ tịch Kim muốn châm lửa, tranh thủ tìm bật lửa. Thế nhưng Chủ tịch Kim lại nhanh tay hơn, tự mình châm lửa, hơn nữa còn châm lửa cho chính mình. Hành vi khác thường của Kim Hành Thuấn căn bản làm cho Thẩm Tiềm Thiết hoảng sợ. Hắn cảm nhận được độ nóng của ngọn lửa, cảm thấy trái tim mình rỉ máu. Hắn biết rõ Kim Hành Thuấn là lãnh đạo, đối phương khách khí với mình như vậy, có lẽ thời điểm không may của mình đã đến rồi. Nhưng dù mình sắp gặp phải tình huống không may thì Thẩm Tiềm Thiết cũng không thể phản kháng. Hắn giơ tay chặn bàn tay của Kim Hành Thuấn, thế nhưng Kim Hành Thuấn lại ngăn cản, anh Thẩm, hai chúng ta công tác đã vài chục năm, khách khí cái gì nữa? Hút đi! Thẩm Tiềm Thiết thấy Chủ tịch Kim tự châm lửa cho mình, trong lòng cực kỳ khó chịu, tay cầm điếu thuốc có hơi run. Hắn không nói lời nào, Kim Hành Thuấn cũng không mở miệng, hai người giống như chỉ muốn yên lặng hút thuốc mà thôi. Chương 1328 2 Công tác không ra nước, ép chấu không ra dầu. Khi bầu không khí trong phòng đầy khói thuốc thì Kim Hành Thuấn mới nói, Tiềm Thiết, Chủ tịch Trừ căn bản thừa nhận năng lực công tác của anh, nhưng chuyện này ảnh hưởng quá lớn, suy xét đến phương diện tiêu cực đến đại cục mà lãnh đạo sẽ tiến hành điều động vị trí của anh. Nhưng tổ chức cũng sẽ suy xét tất cả nhân tố, sẽ cho ra những sắp xếp thận trọng nghiêm cẩn. Tiềm Thiết, anh không thích hợp ở chỗ này nữa rồi. Tôi biết rõ điều này, Chủ tịch Kim, mặc kệ ngài sắp xếp thế nào cũng là vì tôi. Nhưng ngài xem tôi đi đến đâu thì phù hợp. Thẩm Tiềm Thiết mặc dù có chuẩn bị tâm lý thế nhưng lúc này nghe Kim Hành Thuấn trực tiếp lên tiếng nói rõ thì trong lòng vẫn không khỏi sinh ra cảm giác nức nở nghẹn ngào. Vị trí của anh là gì thì tôi cũng không biết. Kim Hành Thuấn nói đến đây thì nhìn đồng hồ nói, đi thôi, thừa dịp tan tầm, hai người chúng ta đi đến một nơi, để xem có thể tranh thủ được một vị trí tốt cho anh hay không. Đi đến một địa phương tranh thủ vị trí tốt. Chẳng lẽ Chủ tịch Trừ muốn đưa mình đến nhà Chủ tịch Trừ để cầu tình? Mặc dù lúc này Kim Hành Thuấn lên tiếng làm cho trong lòng Thẩm Tiềm Thiết khá ấm áp, thế nhưng việc này có liên quan đến tương lai của hắn, hắn vẫn cực kỳ chờ mong. Vì vị trí mình được nhận vào lúc này có liên quan đến hướng phát triển vào mai sau. Thẩm Tiềm Thiết leo lên xe của Kim Hành Thuấn với bộ dạng mất hết hồn vía, trong lòng tràn đầy mê man. Hắn biết rõ chỉ sợ sau này mình không còn bao nhiêu cơ hội được ngồi lên chiếc xe của lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong Ủy ban Nhân dân tỉnh này nữa rồi. Bây giờ đại thế của hắn đã mất, Chủ tịch Trừ chắc chắn sẽ không thèm suy nghĩ nhiều, chỉ cần sự việc được an tĩnh, tất cả được bãi bình, dù hắn đi đến nơi nào cũng xong. Lúc này hành trình của hai người chủ tớ Thẩm Tiềm Thiết đi đến khu nhà thường ủy tỉnh ủy căn bản giống như một bản án cho sự kiện lần này. Xe chạy rất ổn định. Lái xe và thư ký chuyên trách của Kim Hành Thuấn ngồi ở hàng ghế trước như tượng gỗ, căn bản không có chút động tĩnh. Thẩm Tiềm Thiết căn bản quá quen thuộc hai người kia, hai người này thường xuyên mở miệng trêu đùa anh em với hắn, bây giờ bọn họ lại như người câm, căn bản không chịu làm sinh động bầu không khí. Thẩm Tiềm Thiết nhìn chằm chằm vào gáy hai người ngồi phía trước, thấy bọn họ chỉ ngồi tĩnh lặng không lên tiếng. Biết đâu chỉ sợ bọn họ mở miệng thì lại càng làm cho Chủ tịch Kim ngồi phía sau thêm mất hứng. Kim Hành Thuấn ngồi cũng cực kỳ trầm lắng, gương mặt âm trầm giống như một pho tượng, không nói lời nào. Bầu không khí trong xe bị áp chế mà cực kỳ cô đọng, Thẩm Tiềm Thiết căn bản cảm thấy không thở nổi, hắn không khỏi đưa mắt nhìn ra ngoài xe. Hắn biết xe của Chủ tịch Kim đang chạy về phía khu nhà thường ủy tỉnh ủy, xem ra Chủ tịch Kim thật sự muốn đưa mình đến gặp Chủ tịch Trừ. Nếu như hiện tại hắn được Chủ tịch Kim đưa đến nhà của Chủ tịch Trừ để bày tỏ thái độ khi tiến lên làm Chủ tịch thành phố Lâm Hồ, hắn sẽ suy xét cực kỳ kỹ càng xem mình nên nói với Chủ tịch Trừ ra sao. Nhưng bây giờ giấc mộng đã tan nát, hắn chỉ có thể hy vọng Chủ tịch Trừ căn cứ vào công lao nhiều năm đi theo làm tùy tùng, để cho mình một địa phương tốt, chuẩn bị cho ngày về hưu. Khung cảnh khu nhà thường ủy tỉnh ủy căn bản là cực kỳ quen thuộc với Thẩm Tiềm Thiết. Khi xe đi đến cửa chính thì cảnh vệ đưa tay lên chào. Hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cảnh vệ cao lớn oai hùng nhìn cực kỳ đẹp mắt, động tác đầy tính tiêu chuẩn, ánh mắt nhìn theo xe của Chủ tịch Kim căn bản là không chớp. Cũng không biết sau này Thẩm Tiềm Thiết đi xe vào khu trung tâm quyền lực của tỉnh Nam Giang,
hắn còn có được hưởng thụ đãi ngộ thế này nữa không? Không, cực kỳ không, vì hắn thậm chí còn không có cơ hội đi đến nơi này nữa. Thẩm Tiềm Thiết nghĩ như vậy mà cảm thấy lần này mình đi đến đây căn bản là quá bi tráng, gió lạnh thổi dòng dịch thủy chảy nặng nề, tráng sĩ một đi không trở lại. Thẩm Tiềm Thiết thầm cảm khái, hắn cảm thấy chiếc xe hình như có chút vấn đề, vì hắn biết xe không phải đang chạy về phía biệt thự số 2 của Trử Vận Phong, càng không phải chạy về nhà Kim Hành Thuấn, mà chạy theo một hướng khác, rất lạ. Chẳng lẽ muốn tìm đến nhà Bí Thư Diệp sao? Vì nhà của Bí Thư Diệp cũng ở hướng này. Khi Thẩm Tiềm Thiết đang cực kỳ nghi hoặc thì xe đã dừng lại, cửa mở ra, Thẩm Tiềm Thiết đi xuống bên dưới. Dù gió không quá lạnh nhưng khi một ngọn gió thổi lên người vẫn làm cho Thẩm Tiềm Thiết không tự chủ được cảm thấy rùng mình. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Kim Hành Thuấn, chợt cảm thấy Chủ tịch Kim của mình khá gầy yếu. Chủ tịch Kim làm sao vậy? Khi Thẩm Tiềm Thiết còn đang chần chờ thì Kim Hành Thuấn đã đẩy cửa xe, Thẩm Tiềm Thiết không dám chậm trễ mà nhanh chóng tiến lên đón lãnh đạo. Số 7, Thẩm Tiềm Thiết nhìn căn biệt thự trước mặt mà không khỏi kinh hoàng, tất nhiên hắn biết rõ căn nhà này là của ai. Lúc này Chủ tịch Kim đưa hắn đến biệt thự số 7, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ bi ai. Biệt thự số 7 là nhà của Vương Tử Quân. Đối với một người như Kim Hành Thuấn thì trừ khi có quan hệ tốt nếu không sẽ chẳng bao giờ đến nhà của đối phương. Cho dù có chuyện gì lớn cũng chỉ liên hệ điện thoại mà thôi, dù sốt ruột lắm cũng chỉ có thể đi đến phòng làm việc của người ta. Lúc này Kim Hành Thuấn lại phải đi đến nhà của Vương Tử Quân. Đây cũng không phải chỉ giải thích là một hành vi cúi đầu mà thôi. Kim Hành Thuấn giống như nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Thẩm Tiềm Thiết, hắn nhìn chằm chằm vào Thẩm Tiềm Thiết. Lại dùng giọng không chút gợn sóng nói, Chủ tịch Trử gần đây yêu cầu tôi phối hợp công tác với trưởng phòng Vương, có một số việc tôi cần phải liên hệ với trưởng phòng Vương. Phối hợp, nhìn gương mặt ung dung của Kim Hành Thuấn, cuống họng Thẩm Tiềm Thiết có hơi co giật, cuối cùng cũng nuốt lời của mình xuống bụng. Hắn căn bản cảm thấy đáng buồn cho lãnh đạo của mình, nhưng bây giờ người ta quá mạnh, ngoài việc làm như vậy thì còn làm gì được khác sao? Hơn nữa hai người đi vào trong biệt thự này. Nếu như chủ nhân của nó căn bản là đồng ý, Thẩm Tiềm Thiết sẽ có được một tương lai tốt hơn. Các bác tìm ai? Một cậu bé mập mạp ôm một trái bóng cao su trong tay đang ngửa đầu ra từ trong cửa sổ biệt thự hỏi hai người Kim Hành Thuấn và Thẩm Tiềm Thiết. Tuy tâm tình không tốt nhưng khi thấy cậu bé kia quá đáng yêu thì Thẩm Tiềm Thiết không nhịn được phải nở nụ cười. Khi hắn chuẩn bị lên tiếng, chợt nghe thấy Kim Hành Thuấn cười lớn nói. Nếu như bác đoán không sai thì cháu nhất định là Tiểu Bảo Nhi vừa thông minh vừa đáng yêu, có phải đúng vậy không? Ủa, sao mà bác biết? Cậu bé dùng ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc nhìn Kim Hành Thuấn, lại dùng giọng trẻ thơ nói. Bác không những biết rõ cháu tên là Tiểu Bảo Nhi, còn biết cháu rất thích xe hơi. Cháu đang mở hội chợ xe hơi trên ban công có phải không? Có bán vé không? Bác thương lượng với cháu một chút nhé, bác không có vé vào cửa. Nhưng sẽ tặng cháu một chiếc xe hơi, có thể cho bác vào tham gia với được không? Kim Hành Thuấn vừa nói vừa nhận lấy một chiếc xe cảnh sát dài chừng 60 phân trong tay của thư ký. Cậu bé quẹt miệng không nói lời nào, chỉ là lệch đầu nhìn chiếc xe cảnh sát trong tay của Kim Hành Thuấn, gương mặt có vài phần cổ quái. Thẩm Tiềm Thiết và Kim Hành Thuấn đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết đứa bé này đang nghĩ gì. Chương 1329, một nghe lời thì ở lại. Không nghe thì điều chỉnh. Tiểu Bảo Nhi nhìn chiếc xe hơi trong tay Kim Hành Thuấn, nó dùng sức lắc đầu. Kim Hành Thuấn mỉm cười, hắn tiến lên đưa chiếc xe cho Tiểu Bảo Nhi, sau đó lại nói, cháu trai, bác và bố cháu là đồng sự, bác mua thứ gì thì chắc chắn bố sẽ cho cháu nhận lấy. Khi hai người đang trò chuyện, một cô gái hơn 20 tuổi đi ra, sau khi nhìn Tiểu Bảo Nhi ôm món đồ chơi thì giật mình hỏi, Tiểu Bảo Nhi, cháu đang nói chuyện với ai vậy? Người phụ nữ này bộ dạng xinh đẹp, lại thiếu vài phần khí chất, chắc chắn không phải là vợ của trưởng phòng Vương. Thẩm Tiềm Thiết thầm suy đoán thân phận của người phụ nữ này, hắn lên tiếng giải thích, đây là Chủ tịch Kim, đến bàn công tác với trưởng phòng Vương, lúc này trưởng phòng Vương có ở nhà không? Nghe nói đó là Chủ tịch tỉnh thì gương mặt của cô gái có vài phần gò bó, nàng khẽ nói, trưởng phòng Vương còn chưa về nhà, có lẽ nửa giờ sau mới về. Nửa giờ. Chủ tịch Kim có thể chờ được sao? Thẩm Tiềm Thiết nhìn Kim Hành Thuấn, lúc này chiếc xe đã được Kim Hành Thuấn đưa đến tay Tiểu Bảo Nhi, Kim Hành Thuấn giống như chút được gánh nặng,
hắn phất tay đồng ý, vào nhà chờ trưởng phòng Vương một chút. Người phụ nữ trẻ đưa Kim Hành Thuấn và Thẩm Tiềm Thiết vào trong nhà, đi đến nhà theo kiểu như thế này căn bản là hạ cấp đến nhà lãnh đạo. Sự việc hôm nay dựa theo thân phận của Chủ tịch Kim, căn bản là chờ trưởng phòng Vương ở nhà, nếu truyền ra ngoài thì căn bản là không dễ nghe. Thẩm Tiềm Thiết nghĩ như vậy mà cảm thấy đau lòng, Chủ tịch Kim còn như thế huống hồ là mình. Xem ra Chủ tịch Kim đã sớm chuẩn bị tốt tư thái, còn chuẩn bị sẵn lễ vật cho con trai Vương Tử Quân, thế nên bây giờ chờ Vương Tử Quân đi về thì có gì là khó. Khi đi vào phòng khách nhà Vương Tử Quân, Thẩm Tiềm Thiết vừa mới bình tĩnh trở lại đã càng có thêm vài phần kinh ngạc. Hắn nhìn người đang ngồi cách đó không xa, chợt sinh ra cảm giác như gặp quỷ. Không, dù Thẩm Tiềm Thiết có gặp quỷ thật sự thì cũng không giật mình như vậy. Trong phòng khách nhà Vương Tử Quân có một người đang ngồi lẳng lặng xem báo chí, khi nhóm người Kim Hành Thuấn đi vào thì người kia cũng ngẩng đầu lên. Người kia ngẩng đầu lên căn bản có thể hù chết người. Điều này làm cho Thẩm Tiềm Thiết sợ đến mức thiếu chút nữa đái ra quần, vì gặp mặt đối phương căn bản là quá bất ngờ. Chính là Diêu Trung Tắc, là phó bí thư tỉnh ủy Diêu Trung Tắc, người này đang ngồi trong nhà Vương Tử Quân. Diêu Trung Tắc cũng không ngạc nhiên vì Kim Hành Thuấn đến nhà Vương Tử Quân, nhưng hắn lại dùng giọng điềm nhiên như không nói với Kim Hành Thuấn, Chủ tịch Kim, đã vài ngày không gặp anh, nhìn vẻ mặt của anh thì giống như mới bị cảm thì phải. Cảm ơn bí thư Diêu quan tâm. Tôi đã già rồi, căn bản không còn trẻ khỏe như thanh niên nữa. Kim Hành Thuấn tự nhiên ngồi xuống đối diện với Diêu Trung Tắc, sau đó hắn dùng giọng nhàn nhạt cười nói, hai ngày trước tôi gặp Chủ tịch Viên Lệ, chị ấy nói có một số căn bệnh lây qua đường tình dục đang hoành hành, căn bản làm cho dân số tăng trưởng còn nhiều hơn cả kinh tế. Thẩm Tiềm Thiết nhìn hai vị lãnh đạo nói chuyện với nhau cực kỳ hào hứng mà không khỏi sinh ra cảm giác mặc cảm, nếu như mình gặp người quen trong này, chắc chắn sẽ không được tự nhiên. Thế nhưng hắn nhìn Bí Thư Diêu và Chủ tịch Kim trò chuyện với nhau, hắn cảm thấy hai bên cực kỳ thoải mái tự nhiên. Thẩm Tiềm Thiết cẩn thận ngồi xuống sau lưng Kim Hành Thuấn, hắn cố gắng làm cho mình biến mất trong mắt Diêu Trung Tắc. Không biết có phải là trời già rủ lòng thương hay không, Diêu Trung Tắc căn bản không trò chuyện với hắn. Tuyết tuyết, tiểu tử trong nhà Vương Tử Quân chạy thẳng vào trong nhà, một tay kéo một chiếc xe hơi. Điều này làm cho người ta nhìn vào và cảm thấy có vài phần buồn cười. Thẩm Tiềm Thiết nhìn bộ dạng của Tiểu Bảo Nhi mà không khỏi chớp chớp mắt, hai chiếc xe đồ chơi của Tiểu Bảo Nhi căn bản là rất mới, nhìn từ ngoại hình thì căn bản không có gì là khác nhau. Thẩm Tiềm Thiết nhìn hai chiếc xe mà không khỏi hiểu ra vài vấn đề, hắn nhanh chóng nhìn sang gương mặt của Diêu Trung Tắc, thấy vẻ mặt của Phó Bí Thư có vài phần xấu hổ. Thẩm Tiềm Thiết thầm than một tiếng. Xem ra núi không cao nhưng có tiên thì thành danh, nước không sâu nhưng có giao long thì linh thiêng, căn bản là khắc họa đúng tình cảnh này. Mặc dù người chủ căn nhà này không phải là nhân vật quyền lực nhất Nam Giang, thế nhưng ít nhất hai người Kim Hành Thuấn và Diêu Trung Tắc vẫn phải sốt ruột chạy đến tận nhà, vẫn không quên mua lễ vật cho con trai đối phương, đây cũng không phải là đãi ngộ mà người thường có thể được nhận. Nửa giờ sau đó Thẩm Tiềm Thiết giống như đang đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Nhưng lúc này Kim Hành Thuấn và Diêu Trung Tắc vẫn bừng bừng hào khí nói về việc ô nhiễm công nghiệp, hai người rất vui vẻ, căn bản không chút mất hứng. Khi hai người đang còn định bàn bạc với nhau về vài vấn đề, chợt nghe thấy có người cười đi đến, Bí Thư Diêu, Chủ tịch Kim, hai vị lãnh đạo đại giá quang lâm, căn bản là làm vẻ vang cho nhà kẻ hèn này. Diêu Trung Tắc và Kim Hành Thuấn vốn đang ngồi trên ghế salon, khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì hầu như cùng đứng lên một lúc. Diêu Trung Tắc là người đầu tiên mở miệng, ôi, trưởng phòng Tử Quân, bây giờ anh mới tan tầm, tôi phải phê bình anh mới được. Diêu Trung Tắc cười nói, người ngoài nhìn vào cảm thấy mối quan hệ giữa hai bên là cực kỳ thân cận. Vương Tử Quân bắt tay với Diêu Trung Tắc, sau đó cười bắt tay với Kim Hành Thuấn, trước khi tan tầm tôi có đến bệnh viện một chuyến, vì trưởng phòng Trần bị cảm thế nên làm trễ nãi thời gian của hai vị lãnh đạo. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì Thẩm Tiềm Thiết căn bản có vài phần giật mình, trưởng phòng Vương nhất định là đi thăm Trần Viễn Lũng. Thẩm Tiềm Thiết là một cán bộ trung tầng trong Ủy ban Nhân dân tỉnh, còn là một vị phó thư ký trưởng, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận quyền lực của mình thua xa Trần Viễn Lũng. Khoảng thời gian này phía tỉnh ủy sẽ thay người, trừ Thẩm Tiềm Thiết ra còn có Trần Viễn Lũng. Khi Vương Tử Quân mất đi uy danh thì Trần Viễn Lũng căn bản là hoạt động rất hăng.
thế nhưng còn chưa kịp khôi phục sức sống thì Vương Tử Quân đã cường thế đứng lên, tất cả kỳ vọng của Trần Viễn Lũng xem như tan thành mây khói. Thẩm Tiềm Thiết tỉnh táo suy xét, hắn cảm thấy đồng tình với Trần Viễn Lũng. Mặc dù mình và Trần Viễn Lũng là hai người chịu tiếng xấu thay cho người khác, thế nhưng ít nhất mình còn được Kim Hành Thuấn chèo chống phía sau, còn Trần Viễn Lũng thì sao? Bây giờ chỉ là một người cô đơn, căn bản tự mình chịu đựng cơn đau. Siêu Trung Tắc nghe Vương Tử Quân nói đến Trần Viễn Lũng, hắn giả vờ như không nghe thấy điều này. Vương Tử Quân căn bản biết rõ lòng dạ của Diêu Trung Tắc và Kim Hành Thuấn, nhưng hai người cùng nhau đến nhà, hắn cũng không nói điều gì, chỉ giả vờ hồ đồ mà thôi, thế là nhanh chóng vui vẻ hẳn lên. Chương 1329, 2, nghe lời thì ở lại, không nghe thì điều chỉnh. Ba người trò chuyện với nhau liên tục vang lên những tiếng cười thoải mái, Thẩm Tiềm Thiết ngồi bên cạnh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cũng may không lâu sau thì Diêu Trung Tắc và Kim Hành Thuấn giống như Kim Hữu Linh Tê, Kim Hành Thuấn chợt nói, trưởng phòng Tử Quân, mọi người đều nói phòng làm việc của anh có cách lắp đặt với phong cách riêng, hôm nay khó có cơ hội đến một chuyến, thế nên cũng muốn vào học hỏi kinh nghiệm. Kim Hành Thuấn vừa nói vừa đứng lên, Thẩm Tiềm Thiết tuy rất muốn nghe xem Diêu Trung Tắc sẽ nói theo điều gì, thế nhưng Kim Hành Thuấn vung tay, hắn vẫn đứng lên nói, chủ tịch, nhà tôi cũng sắp lắp đặt thiết bị, tôi cũng muốn học hỏi trưởng phòng Vương một chút. Hai người lần lượt đứng lên làm cho chỉ còn lại hai người là Vương Tử Quân và Diêu Trung Tắc đang ngồi. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó chờ Diêu Trung Tắc mở miệng, hắn cũng muốn xem Diêu Trung Tắc sẽ cúi đầu với mình như thế nào. Diêu Trung Tắc tuy rất không thừa nhận thế nhưng nhìn bộ dạng mây trôi nước chảy của Vương Tử Quân thì vẫn quyết định nói thẳng. Đến cấp bậc này của bọn họ thì căn bản đi đường vòng sẽ làm cho người ta xem thường. Siêu Trung Tắc móc ra một điếu thuốc, hắn châm lửa rồi nói, trưởng phòng Tử Quân, hôm nay tôi đến tìm anh chủ yếu là muốn cầu viện. Đồng chí Lưu Thành Lâm căn bản là chịu tiếng oan, lúc này tư tưởng có chút áp chế. Nhưng điều này căn bản là cực kỳ dễ hiểu, dù là tôi cũng sẽ như vậy mà thôi. Nhưng lúc này công ty xe hơi Đông Hồng căn bản cần đồng chí Lưu Thành Lâm quay về nắm đại cục. Tôi suy xét vào ơn chi ngộ của đồng chí Lưu Thành Lâm với anh, thế nên kính mong anh liên hệ với đồng chí Lưu Thành Lâm một chút. Vương Tử Quân căn bản có chút tán thưởng Diêu Trung Tắc đi thẳng vào vấn đề, nhưng hắn không nghĩ đơn giản cho Diêu Trung Tắc vượt qua kiểm tra như vậy. Hắn châm một điếu thuốc cho mình rồi cười nói, cũng dễ hiểu vì sao tư tưởng của đồng chí Lưu Thành Lâm có vài phần vướng mắc, dù sao khi anh ấy đang hăng say công tác thì lại bị tỉnh ủy dội cho một gáo nước lã. Tôi nghĩ điều này đã làm tổn thương đến tính tích cực công tác của anh ấy. Vương Tử Quân căn bản không từ chối làm cho Diêu Trung Tắc có vài phần thả lỏng, ít nhất cũng làm cho người ta có vài phần hy vọng. Nhưng Diêu Trung Tắc càng thêm bất an không yên, dựa theo bản tính của Vương Tử Quân, có lẽ sẽ không đồng ý sảng khoái như vậy. Nói thật, phòng tổ chức cũng có trách nhiệm với sự kiện này, nếu như không phải không hiểu rõ về đồng chí Lưu Thành Lâm, cũng không sinh ra chuyện lần này. Siêu Trung Tắc không tự chủ được cảm thấy run lên, hắn có thời gian dài liên hệ với Vương Tử Quân, hắn biết rõ người này không phải hạng lương thiện. Bây giờ đối phương chủ động ôm lấy trách nhiệm, nhất định là có mưu đồ khác. Vì tiến thêm một bước đề cao hiệu suất công tác của phòng tổ chức tỉnh ủy, tôi chuẩn bị tiến hành điều chỉnh ban ngành của phòng tổ chức, cũng xem như thúc đẩy xây dựng đội ngũ, thông qua chế độ quản người chặt chẽ hơn tránh phát sinh trường hợp tương tự. Vương Tử Quân giống như không chú ý đến gương mặt của Diêu Trung Tắc, hắn thản nhiên nói. Nếu như không biết được tình hình thực tế thì có người nghĩ lầm Vương Tử Quân đang báo cáo công tác với Diêu Trung Tắc. Gương mặt Diêu Trung Tắc cực kỳ khó coi, hắn hiểu rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, rõ ràng là muốn khống chế phòng tổ chức tỉnh ủy trong lòng bàn tay. Vương Tử Quân tiến hành điều chỉnh nhân sự, đổi mới chế độ, nói từ phương diện tổng quát thì rõ ràng là muốn phòng tổ chức tỉnh ủy quán triệt ý chỉ của mình. Trước khi sự việc liên quan đến Lưu Thành Lâm được phát sinh, Vương Tử Quân đã chiếm vị trí chủ đạo trong phòng tổ chức tỉnh ủy, nhưng khi đó lực ảnh hưởng của Diêu Trung Tắc với phòng tổ chức tỉnh ủy cũng không phải nhỏ. Đặc biệt phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy Trần Viễn Lũng là tâm phúc của Diêu Trung Tắc, hầu như là một cây đinh cắm vào họng Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân điều chỉnh phòng tổ chức, chỉ sợ người đầu tiên bị điều chỉnh là kẻ không may Trần Viễn Lũng. Nếu Vương Tử Quân thuận lợi điều chỉnh, như vậy quyền lợi của Diêu Trung Tắc ở phương diện nhân sự sẽ càng ngày càng tha hóa. Vương Tử Quân là một thế lực đến từ bên ngoài,
dù có quan hàm là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, thế nhưng căn bản không có căn cơ ở Nam Giang, thậm chí còn không có người đắc lực. Vương Tử Quân cố ý làm như vậy, có phải đang ám hiệu gầy dựng lực lượng của mình? Vương Tử Quân nếu đã điều chỉnh thì thực tế sẽ là một phương pháp rút củi đáy nổi với các thế lực khác, căn bản kéo người ra làm cho lực lượng bản địa tan rã. Nếu thật sự là như vậy, Vương Tử Quân là cao thủ vận dụng quyền lực, trong lúc vô tình có thể hạ quân cờ làm tan rã lực lượng của đối phương. Siêu Trung Tắc có chút do dự, hắn trầm giọng nói, tôi đồng ý với hành động điều chỉnh phòng tổ chức của trưởng phòng Vương, nhưng tôi không thể không quan tâm đến phương hướng phát triển của phòng tổ chức. Tôi đề nghị cho ra hai bước, một là phân công điều chỉnh thành viên ban ngành của phòng tổ chức, hai là thực hiện cơ chế luân chuyển cán bộ lãnh đạo. Siêu Trung Tắc nói những lời này dù không hoàn toàn tiếp nhận ý nghĩ của Vương Tử Quân, thế nhưng cũng coi như cúi đầu. Nếu đề nghị hai bước này được tiếp thu, như vậy Vương Tử Quân hoàn toàn có thể sắp xếp thân tín của mình vào các vị trí quan trọng. Hơn nữa vì phân công điều chỉnh này mà Phó Phòng Trần Viễn Lũng có thể được điều chỉnh một cách danh chính ngôn thuận, Diêu Trung Tắc nghĩ và cảm thấy đây là nhượng bộ lớn nhất của mình. Nhưng ý kiến của Diêu Trung Tắc căn bản không làm cho Vương Tử Quân thỏa mãn, một cơ hội như thế này là khó có được, hắn sao có thể để cho Diêu Trung Tắc thoải mái vượt qua kiểm tra. Hơn nữa hắn muốn khống chế phòng tổ chức tỉnh ủy, cũng muốn đẩy mạnh cải cách nhân sự, nếu như hắn không sáng tạo ra cơ sở của mình, như vậy sau này càng khó triển khai mở rộng công tác. Vương Tử Quân cười cười nói với Diêu Trung Tắc, Bí thư Diêu, ngài uống trà đi, đây là trà tôi đem đến từ tỉnh Sơn Nam, tuy không phải là trà ngon nổi tiếng thế nhưng hương vị khá đặc biệt, cũng có vài phần hưởng thụ khác biệt. Vương Tử Quân nói rồi cầm bình trà châm thêm nước cho Diêu Trung Tắc. Siêu Trung Tắc nhìn bộ dạng giống như tiếp người rảnh rỗi của Vương Tử Quân, trong lòng không khỏi căng thẳng. Hắn là người thông minh, hắn biết lúc này Vương Tử Quân căn bản không muốn nói thêm với mình. Nếu như là trước kia thì Vương Tử Quân không muốn nói cũng không có vấn đề, thế nhưng bây giờ lại khác, hắn có nhu cầu cấp bách cần Vương Tử Quân hỗ trợ. Nếu như không thể mời Lưu Thành Lâm quay về, hắn căn bản chỉ chờ búa gõ lên đầu mà thôi. Tuy sự kiện căn bản không thể dao động căn cơ của hắn, thế nhưng ít nhất cũng sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng khi hắn được đề bạt trọng dụng. Có đôi khi vì chút nguyên nhân nhỏ nhặt như vậy mà làm cho một người nào đó dậm chân tại chỗ trên cương vị của mình, thậm chí còn khó ngóc đầu lên. Tử Quân, tôi cảm thấy một số việc nên đi từng bước một, vững mạnh thúc đẩy sẽ phù hợp hơn. Chương 1330, bây giờ cho mỗi người một bạt tai. Bí thư Diêu, Trần Viễn Lũng sẽ được điều động đến hợp tác xã dịch vụ kinh doanh, còn những thứ khác, tôi cảm thấy nên tiến từng bước một, nên là từng bước một. Vương Tử Quân không chờ Diêu Trung Tắc nói cho hết lời, hắn không khách khí cắt ngang lời đối phương bằng giọng điệu rất chân thật đáng tin. Diêu Trung Tắc cảm nhận được sự bá đạo của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy cực kỳ uất nghẹn. Dù thế nào thì Vương Tử Quân cũng là thuộc hạ của hắn, bây giờ một cấp dưới dám vênh mặt hất hàm sai khiến hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy giống như có một cây búa tạ đặt trong lòng. Trưởng phòng Tử Quân, lúc này hợp tác xã dịch vụ thương mại căn bản không còn chỗ trống, ban ngành nơi đó vừa được điều chỉnh một năm, không thể nào cho Trần Viễn Lũng tiến lên làm lãnh đạo hợp tác xã được. Nếu điều động đồng chí vào lúc này, căn bản sẽ làm giảm tính tích cực công tác của bọn họ. Siêu Trung Tắc hít vào một hơi thật sâu, cố gắng làm cho giọng điệu của mình là cực kỳ uyển chuyển. Vương Tử Quân nâng bình trà lên châm nước cho Diêu Trung Tắc, sau đó mới cười nói, Bí thư Diêu, anh nói đúng, tôi cũng không muốn vì Trần Viễn Lũng được điều động đến hợp tác xã dịch vụ thương mại mà làm ảnh hưởng đến tính tích cực công tác của các đồng chí tương quan. Tôi cảm thấy đồng chí Trần Viễn Lũng còn phải tăng cường năng lực của mình, thế nên trước tiên là phó chủ nhiệm hợp tác xã, tất nhiên cấp bậc sẽ được giữ lại. Từ vị trí phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy mà đi đến làm chủ nhiệm hợp tác xã dịch vụ thương mại, nhìn từ phương diện chính đáng thì cũng xem như thích hợp cho Trần Viễn Lũng. Siêu Trung Tắc không ngờ lúc này Vương Tử Quân lại hung ác như vậy, thậm chí không cho Trần Viễn Lũng là lãnh đạo, ép đối phương làm cấp phó, hơn nữa còn vẽ một dấu khoanh tròn lên hồ sơ lý lịch của Trần Viễn Lũng. Là dấu khoanh tròn. Siêu Trung Tắc biết rõ như vậy là có ý nghĩa gì, hắn căn bản đứng lên. Khi hắn chuẩn bị lên tiếng thì Vương Tử Quân đã cười nói, Bí thư Diêu, vốn mời anh ở lại dùng cơm, thế nhưng tôi biết chị nhà đã làm cơm xong, tôi cũng không muốn làm cho chị dâu nổi giận. Phì phì, Siêu Trung Tắc hít vào từng hơi không khí,
hắn cảm thấy mình hít vào quá chậm, giống như bị lời nói của Vương Tử Quân làm cho chết ngất. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng đỏ mặt tía tai của Diêu Trung Tắc, hắn cũng không khỏi có chút lo lắng. Thầm nghĩ mình không nên kích thích đối phương, nếu như Diêu Trung Tắc rời khỏi nhà mình, như vậy cũng không có lợi cho mình. Nhưng thái độ của Diêu Trung Tắc ở sự kiện này căn bản là không hay, vì người này căn bản còn chưa thấy rõ tình thế, chẳng lẽ không biết bây giờ không phải là hai bên thương lượng ngang hàng, mà là Diêu Trung Tắc đến nhà cầu tình Vương Tử Quân hắn sao? Trưởng phòng Tử Quân, anh nên biết dù sự việc của công ty xe hơi Đông Hồng có vấn đề, tôi bị cấp trên khiển trách, căn bản cũng không có vấn đề gì quá lớn sao? Diêu Trung Tắc cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, vì vậy vẻ mặt căn bản là bình tĩnh hơn vừa rồi. Vương Tử Quân cười cười không nói gì, nhưng khóe miệng khẽ vểnh lên, làm cho Diêu Trung Tắc sinh ra cảm giác không yên tâm. Lúc này Diêu Trung Tắc giống như một người cố lấy khí thế lần sau cùng, bây giờ lại ngồi xuống ghế salon như quả bóng cao su xì hơi. Tuy tất cả búa rìu của sự kiện này không phải chỉ gõ lên đầu một mình hắn, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản không có chút sai lầm ở sự kiện này, thậm chí sự việc còn phát triển theo dự kiến của Vương Tử Quân, thế cho nên tuyến trên cũng không làm gì được Vương Tử Quân. Diêu Trung Tắc đã nhận thấy tình thế hiện tại, hắn uống cạn ly trà, sau đó mới nói không bằng đổi một đơn vị khác. Lúc này Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Nam Giang đang thiếu một vị trí phó chủ tịch, chỉ là đồng chí Trần Viễn Lũng không thích hợp mà thôi. Vương Tử Quân căn bản không có chút thương cảm với Diêu Trung Tắc, hắn cười nhạt nói, giọng điệu rất tiêu sái. Diêu Trung Tắc thở dài một hơi, cuối cùng gật đầu nói, cứ xử lý dựa theo ý kiến của trưởng phòng Vương. Vương Tử Quân và Kim Hành Thuấn tiễn chân Diêu Trung Tắc ra tận cửa, Kim Hành Thuấn nhìn bóng lưng quạnh hiu của Diêu Trung Tắc, hắn chợt sinh ra cảm giác thỏ khóc cáo. Tuy Kim Hành Thuấn cũng không biết rõ Diêu Trung Tắc và Vương Tử Quân đạt thành hiệp nghị thế nào, thế nhưng nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, chỉ thấy hiệp nghị kia không có lợi cho Diêu Trung Tắc. Nhưng Kim Hành Thuấn cũng không có nhiều tâm tư đồng tình với Diêu Trung Tắc, vì ngay sau đó hắn sẽ thay thế Diêu Trung Tắc đối mặt với Vương Tử Quân. Lần này hắn đến nhà Vương Tử Quân căn bản chỉ có một vấn đề chính là cố gắng phối hợp với Vương Tử Quân làm tốt công tác của công ty xe hơi Đông Hồng. Kim Hành Thuấn không dám chậm trễ với lời nhắn nhủ của Chủ tịch Trử Vận Phong, hơn nữa hai chữ phối hợp càng nói rõ quyền lợi của hắn là thế nào, rốt cuộc phải làm ra sao thì còn nhìn vào ý nghĩ của Vương Tử Quân. Kim Hành Thuấn ngồi xuống vị trí trước đó của Diêu Trung Tắc trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn uống một ngụm trà rồi nói, trưởng phòng Tử Quân, chúng tôi xử lý sự kiện của công ty xe hơi Đông Hồng quá vội vàng, lúc này Chủ tịch Trử cho ra chỉ thị tiến hành trấn an cảm xúc của đồng chí Lưu Thành Lâm, hoặc là đền bù tổn thất. Ngài cảm thấy chúng ta nên đền bù tổn thất của đồng chí Lưu Thành Lâm như thế nào? Vương Tử Quân nhìn gương mặt nghiêm túc của Kim Hành Thuấn, hắn nhàn nhạt cười nói, Chủ tịch rõ ràng là cảm thương cho cấp dưới, nhưng Lưu Thành Lâm chịu nhiều uất ức, nếu cứ bỏ qua như vậy thì không hay. Tôi có một đề nghị thế này, không biết Chủ tịch Kim thấy thế nào? Trưởng phòng Vương là cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi năng lực mạnh mẽ nhất ban ngành tỉnh ủy, anh có đề nghị gì thì cứ nói. Kim Hành Thuấn nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, hắn cố gắng bày ra bộ dạng cực kỳ tin tưởng Vương Tử Quân. Thẩm Tiềm Thiết Quy Củ ngồi bên cạnh, hắn cố gắng để mình bảo trì bộ dạng thản nhiên. Tuy không biết Diêu Trung Tắc vừa rồi nói chuyện gì, thế nhưng hắn lại cảm thấy lãnh đạo của mình rơi vào thế hạ phong khi trò chuyện với Vương Tử Quân. Đối với một người có công lao lớn như đồng chí Lưu Thành Lâm, sự việc lần này tổn thương rất nặng đến tính tích cực sáng lập sự nghiệp của anh ấy. Vì vậy tôi cho rằng chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc mừng công thật lớn khi mà xe Tùng Thử được đưa ra thị trường. Như vậy chúng ta không những dẹp an tâm tình của đồng chí Lưu Thành Lâm, còn cổ vũ xu thế phát triển của công ty xe hơi Đông Hồng. Vương Tử Quân nói đến đây thì thản nhiên cười, Chủ tịch Kim cảm thấy lời đề nghị của tôi là thế nào? Kim Hành Thuấn vốn cho rằng Vương Tử Quân sẽ há rộng miệng cắn mình, nhưng nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì thở dài một hơi. Dù sao cũng là một bữa tiệc mừng công, không là gì to tát cả, đơn giản chỉ nói vài lời rồi tiến lên ban thưởng mà thôi. Chưa nói đến phương diện công ty xe hơi Đông Hồng có được thành tích lớn thì nên có tiệc mừng công, dù không có thành tích gì mà mở tiệc mừng công cũng chẳng là vấn đề. À, trưởng phòng Tử Quân suy xét chu toàn, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, tôi tán thành ý kiến của anh. Kim Hành Thuấn căn bản là sợ Vương Tử Quân đổi ý. Thế cho nên trực tiếp quyết định sự việc ngay lập tức.
Đồng thời hắn có chút hoang mang, Vương Tử Quân căn bản cho ra điều kiện không quá hà khắc, như vậy vì sao trước đó Diêu Trung Tắc rời khỏi nơi đây với bộ dạng chán nản như vậy? Không phải là bí thư Diêu trước khi đến đã chuẩn bị quá tốt, bây giờ đối mặt với sự khoan hồng độ lượng của Vương Tử Quân thì sinh ra cảm giác tự trách mình sao? Kim Hành Thuấn còn chưa kịp nghĩ xong thì Vương Tử Quân đã nói tiếp, Chủ tịch Kim, nếu chúng ta sẽ mở tiệc mừng công, còn phải trấn an tính tích cực của đồng chí Lưu Thành Lâm, tôi cảm thấy không ngại làm long trọng một chút. Tất nhiên, phải làm cho long trọng, Kim Hành Thuấn căn bản là dứt khoát với lời đề nghị của Vương Tử Quân. Sau khi Kim Hành Thuấn lên tiếng thì Vương Tử Quân lại nói tiếp, lãnh đạo đến tham gia phải là vượt cấp, tôi cảm thấy vì đẩy mạnh công tác tuyên truyền mà lãnh đạo chủ yếu của phòng tuyên truyền tỉnh ủy phải tham gia, Chủ tịch Kim là người nắm công tác công nghiệp càng nên có mặt, như vậy mới cho ra lời khẳng định với công tác của công ty xe hơi Đông Hồng. Còn Chủ tịch Lý bên kia cũng phải đến nói vài lời khuyến khích với công ty xe hơi Đông Hồng. Lúc bắt đầu Kim Hành Thuấn còn nghe và liên tục gật đầu. Nhưng khi Vương Tử Quân nói ra tên của một số người sau đó, dù là Lý Thừa Huyên hay Trương Thu Mi mà thậm chí là chính bản thân mình chính là những người tích cực ủng hộ miễn chức của Lưu Thành Lâm, bây giờ bọn họ phải đi đến tham gia tiệc mừng công và nói lời cổ vũ. Nếu là một người thì không là vấn đề, vài người bọn họ cùng đi đến, có ý nghĩa là gì thì ai nhìn vào cũng hiểu. Đây là một chiêu đánh lên mặt mình, nhưng đám người bọn họ chỉ có thể nuốt răng rụng vào bụng. Đây là một cái tát cho nhóm người của mình, hơn nữa lại trước mặt bao người, sẽ có cảnh tượng thế nào? Kim Hành Thuấn nghĩ đến ý nghĩ của Vương Tử Quân, càng cảm thấy Vương Tử Quân quá cay độc. Hắn thật sự muốn phản đối, thế nhưng lại không biết phản đối ra sao, hơn nữa trước đó Trử Vận Phong còn yêu cầu hắn nghe lời Vương Tử Quân. Sao mình lại đắc tội với một người thế này? Chương 1331 một trước mặt cười như Phật Di Lặc, sau lưng ngứa răng. Trên quảng trường của công ty xe hơi Đông Hồng có một sân khấu rộng hơn nửa hecta, ánh mặt trời chiếu lên sân khấu kèm theo đám người nhiệt tình đến tham gia ở khắp bốn phía càng làm cho hội nghị ngày hôm nay thêm long trọng rộn rã. Tuy công nhân có độ tuổi không đồng nhất thế nhưng dựa theo quy định thì chỉ có thể ngồi chung quanh sân khấu, những cặp mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm về phía những biểu ngữ lớn trước mặt. Nhiệt liệt chào mừng sự kiện đơn đặt hàng xe tùng thử vượt qua con số 70.000. Những con số kia căn bản làm cho tâm tình của công nhân công ty xe hơi Đông Hồng cực kỳ kích động, điều này có ý nghĩa thế nào? Rõ ràng là sau này bọn họ phải gấp gáp chế tạo ra 70.000 chiếc xe hơi tùng thử. Xí nghiệp sẽ rời ra khốn cảnh, tiền lương và đãi ngộ của bọn họ sẽ tăng lên. Đã 3 năm qua bọn họ căn bản chưa cầm được đủ tiền lương và đúng thời điểm, bọn họ là công nhân, vất vả công tác là vì cái gì? Không phải kiếm tiền về nuôi gia đình sao? Thế cho nên bọn họ mới khổ cực công tác như vậy. Tiểu Lý, tiểu tử cậu công tác ở văn phòng công ty, cậu nói xem xe tùng thử đã được đặt hàng 70.000 chiếc sao. Một công nhân hơn 40 tuổi hỏi một tiểu tử đang cầm tài liệu đi qua bên cạnh. Tên cán bộ trẻ tuổi tuy đang khá bận rộn nhưng nghe thấy người ta hỏi như vậy thì không kìm được vui mừng nói còn làm giả được sao. Trước đó tôi đi đến phòng nghiệp vụ lấy báo cáo, rõ ràng là tiền được giao trước. Chỉ sợ người ta còn không mua được ấy chứ. Tên cán bộ trẻ lên tiếng làm cho viên công nhân nở nụ cười vui vẻ, thế là liên tục cảm thán, đây đều là công lao của giám đốc Thành Lâm. Anh Lưu, tôi không có thời gian nói chuyện với anh, tôi phải nhanh chóng đưa bản thảo này đến cho giám đốc Lưu, lát nữa lãnh đạo tỉnh ủy sẽ đến. Tên cán bộ thanh niên nhanh chóng cầm bản thảo chạy về phía sân khấu lớn. Tiểu Lý rời đi chẳng những làm cho viên công nhân này bớt đi tính tích cực, ngược lại còn thảo luận thêm rộn rã. Mọi người trò chuyện với gương mặt hớn hở, dù bọn họ có khô môi cứng lưỡi, dù mồ hôi nhễ nhại cũng không biết mệt. Nhìn từ phương diện sản xuất và tiêu thụ xe tùng thử, căn bản là tiền thưởng năm nay của bọn họ sẽ rất cao. Khi mọi người đang vui vẻ vì tiền lương thưởng của mình, tiếng nhạc chợt vang lên. Một đoàn người đi lên đài chủ tịch đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Nhìn kìa, đó không phải là anh hùng sao? Ôi, anh ấy mặc tây phục đeo giày da đen, đúng là quá đẹp, bây giờ đã biết chú trọng vẻ bề ngoài rồi, hì hì. Giám đốc Lưu kìa, ủa, sao giám đốc gầy như vậy? À, tôi nghe nói lần này ngoài lãnh đạo trong công ty, còn có nhiều lãnh đạo tỉnh ủy đến tham gia. Nhìn mà xem, bây giờ có tiền thì ai cũng vui vẻ, thậm chí là anh chàng kia, căn bản là da sáng mặt bóng.
Một nữ công nhân hơn 30 tuổi nhìn Vương Tử Quân đi chính giữa rồi chậc chậc cảm thán. Nhưng cô công nhân này còn chưa nói hết lời thì đã bị một người đấm lên vai, Thường Lăng Tử, ăn nói phải đường hoàng. Tôi nói cho cô biết, đó cũng không phải là thương nhân, đó là trưởng phòng Vương, là trưởng phòng Vương phòng tổ chức tỉnh ủy. Giám đốc Lưu sở dĩ có thể đưa chúng ta tiến lên đều là nhờ vào ánh mắt biết rõ anh tài của lãnh đạo, xem như chọn ra cho chúng ta một vị tướng mạnh mẽ. Thường Lăng Tử bị đánh và đang định đánh trả, thế nhưng nghe nói người kia là Vương Tử Quân thì nàng ngượng ngùng nói, ôi, tôi cũng không ngờ trưởng phòng Vương quyền cao chức trọng lại còn trẻ như vậy. Khi Hùng Nghiêu Đống đi qua, Lưu Thành Lâm cất bước theo sau, đám người bên dưới vỗ tay nhiệt liệt. Nếu so với thời gian trước thì Lưu Thành Lâm lúc này căn bản là cực kỳ có tinh thần, nhưng bộ dạng gầy gầy đen đen. Hắn đứng trên đài chủ tịch nhìn công nhân bên dưới, thế là không khỏi cảm thấy hai mắt hơi ướt. Mặc dù Lưu Thành Lâm mới rời xa công ty được nửa tháng, thế nhưng từ khi tiếp nhận vị trí của giám đốc Triệu Hòa Duyệt thì đã là 3-4 tháng, chẳng qua những gì phát sinh trong thời gian qua lại làm hắn sinh ra cảm giác như vừa qua một thế kỷ. Cảm giác ngọt bùi cay đắng xông lên đầu Lưu Thành Lâm, hắn muốn nói chuyện, thế nhưng há miệng mà không nói ra được âm thanh nào. Lưu Thành Lâm nhìn bảo thảo phát biểu trong tay, hắn chợt ưỡn ngực rồi dùng giọng trịnh trọng nói với bên dưới, cảm ơn mọi người. Đầu tiên là yên tĩnh không tiếng động, nhưng ngay sau đó là tiếng vỗ tay như sấm dậy, kéo dài mãi không thôi. Lưu Thành Lâm đứng trên đài cũng vỗ tay theo, thế là cả hội trường chỉ còn lại tiếng vỗ tay như sấm. Vương Tử Quân là một người ngoài, hắn đứng trên đài nhìn thấy tất cả tình cảnh bên dưới. Mặc dù hắn không phải là nhân viên của công ty xe hơi Đông Hồng, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được tiếng vỗ tay kia chứa bao nhiêu cảm tình. Lưu Thành Lâm vung tay áp xuống, không gian chợt yên tĩnh trở lại, thưa các đồng chí, xe Tùng Thử đã gặp may mắn ở triển lãm xe hơi Mado, bây giờ đột phá đơn đặt hàng 70.000 chiếc, các đồng chí xem như chịu khổ cực rồi. Mặc dù tin tức này ai cũng đã biết, thế nhưng nó được Lưu Thành Lâm nói ra, căn bản làm cho tiếng vỗ tay tiếp tục như sóng dậy. Lưu Thành Lâm vất vả lắm mới làm cho bầu không khí yên tĩnh trở lại, hắn trầm giọng nói, thành công này là kết quả cùng chung cố gắng của cả công ty, là kết quả của mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực, bây giờ căn bản là khổ tận cam lai. Vì thiết kế và cho ra đời dòng xe mới này mà có nhiều đồng chí căn bản không được nghỉ Tết, làm cho gia đình oán thán. Lúc này tôi đứng đây xin cảm tạ mọi người. Vương Tử Quân đứng trên đài nhìn bóng lưng run rẩy vì kích động của Lưu Thành Lâm, hắn cảm nhận được sự cảm động kia, cũng muốn chia sẻ nó với Lưu Thành Lâm. Cảm ơn mọi người đã đồng mưu hợp sức, tôi còn phải cảm ơn các vị lãnh đạo đã cho ra những giúp đỡ to lớn vì sự phát triển của công ty xe hơi Đông Hồng, đặc biệt là trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân. Cũng nhờ có sự giúp đỡ to lớn nhiệt tình của trưởng phòng Vương mà chúng ta mới có được ngày huy hoàng như hôm nay. Khi giám đốc bị bệnh thì trưởng phòng Vương là người chèo chống cho tôi, khi chúng tôi gặp khó khăn với dòng xe mới, cũng may trưởng phòng Vương cho ra lời khẳng định với ý nghĩ đổi cũ thành mới của chúng tôi, khi công ty chúng ta đang bấp bênh thì trưởng phòng Vương đã giúp đỡ to lớn để tất cả trở nên ổn định. Lưu Thành Lâm nói càng ngày càng lớn, lúc này cả hội trường chỉ còn vang vọng giọng nói của hắn. Từng ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân, khi mà Lưu Thành Lâm lên tiếng thì những ánh mắt đó tràn đầy kính nể và cảm kích. Dưới ánh mắt bỏng rát của mọi người, Vương Tử Quân chỉ cảm thấy mình giống như bị hòa tan. Lúc này hắn cảm thấy rất vui, cảm thấy đáng giá vì những gì mình đã làm cho công ty xe hơi Đông Hồng. Chương 1331-2, trước mặt cười như Phật Di Lặc, sau lưng ngứa răng. Trưởng phòng Vương, cho đến nay tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn anh. Thế nhưng cảm thấy lời nói là quá nhẹ, không đủ để biểu đạt. Lúc này tôi đứng trước mặt toàn thể công nhân viên chức của công ty, tôi đại biểu cho một nhân viên của công ty cúi đầu cảm ơn trưởng phòng Vương. Lưu Thành Lâm cúi người nhìn Vương Tử Quân, giọng nói tràn đầy tình cảm. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt chân tình của Lưu Thành Lâm, hắn sải bước đi về phía trước dùng hai tay giữ lấy vai Lưu Thành Lâm. Mặc dù hắn là người cực kỳ ổn định thế nhưng lúc này cũng có chút kích động. Hành động của Lưu Thành Lâm giống như một tiếng trống đốt lên nhiệt tình của đám người bên dưới, hơn 1.000 công nhân cùng nhau hô lớn cảm ơn trưởng phòng Vương. Tình huống này làm cho đám người Diêu Trung Tắc tham dự hội nghị phải đưa mắt nhìn nhau, không cho ra bất kỳ âm thanh gì. Diêu Trung Tắc càng nghĩ càng oán hận, còn bà nó Lưu Thành Lâm thật sự quá đáng,
dù sự kiện này không thiếu thành phần làm cho ra vẻ, thế nhưng lại cực kỳ chấn động nhân tâm. Siêu trung tác giống như quay về thời điểm tình cảm mãnh liệt khi mới tham gia công tác, đó là một thời đại tràn đầy tình cảm và mộng tưởng, thế nhưng thời đại này chỉ còn lại trong ký ức, căn bản khó thể nào quay về. Nhưng sự thật đang nói cho hắn biết tình cảnh trong ký ức của mình căn bản không biến mất, nhưng người ta nhiệt tình cũng không phải là vì hắn. Người ta không cười vì mình, không cảm kích mình, thế mình đến đây làm gì? Làm một kẻ ngốc sao? Siêu trung tắc nheo mắt lại, hắn không tự chủ được nhìn về phía Vương Tử Quân ở giữa đài. Hắn thấy Vương Tử Quân đứng giữa ánh mặt trời chói chang, thấy đối phương giống như được bọc trong kim quang, vừa thần thánh vừa tràn đầy sức sống. Hắn chợt cảm thấy đầu óc của mình rối loạn, hoàn toàn không nghe được lời phát biểu của Vương Tử Quân. Bầu không khí này làm cho hắn cảm thấy xấu hổ, nhưng ít nhất nó cũng chỉ nằm trong lòng hắn, thậm chí hắn còn không dám nhìn ra chung quanh. Siêu trung tắc nhìn Vương Tử Quân rồi không khỏi nhìn lại mình, trong lòng càng có chút xúc động. Vương Tử Quân căn bản là một kẻ không biết xấu hổ, anh huy động nhân lực không phải là mở tiệc mừng công, rõ ràng có động cơ không tinh khiết. Tin chắc rằng ngay sau đó phóng viên sẽ rầm rộ cho ra lò nhiều bài báo thể hiện tình cảnh nóng như lửa của Vương Tử Quân vào lúc này. Vương Tử Quân đã mở miệng, đáng lý ra hắn không định lên tiếng, vì hắn giúp đỡ công ty xe hơi Đông Hồng được mọi người đều biết, hắn không nên nói nhiều tranh công làm gì. Nhưng lúc này tình cảnh quá xúc động, hắn vứt bỏ lo lắng của mình, xem như một lần phô trương. Mọi người quá nhiệt tình làm cho tôi cảm thấy mình như bị hòa tan. Lúc này tôi giới thiệu một chút, tôi là Vương Tử Quân, hy vọng sau này sẽ là bạn của mọi người. Vương Tử Quân dù không có bản thảo diễn thuyết, thế nhưng hắn nói những lời như vậy cực kỳ nhẹ nhàng tự nhiên, căn bản cực kỳ rõ ràng rành mạch. Vừa rồi giám đốc Lưu đã đánh giá tôi quá cao, điều này làm tôi cảm động, đồng thời có chút hổ thẹn. Vì tôi căn bản không phải là người đưa công ty đi ra khỏi khốn cảnh, mà chính là các vị, là mọi người đang ngồi đây. Tôi tin tưởng vững chắc rằng công ty xe hơi Đông Hồng sẽ đi về phía tốt đẹp hơn, phát triển hơn. Chỉ cần chúng ta có tinh thần đổi mới, chúng ta nhất định sẽ làm cho công ty xe hơi Đông Hồng được đón ngày vinh quang. Vương Tử Quân nói không quá nhiều, chỉ mất 3 phút ngắn ngủi, nhưng thời gian này liên tục vang lên tiếng vỗ tay như sấm động, nó là lời khẳng định, là một câu trả lời cho câu nói của hắn. Khi Vương Tử Quân lui đến vị trí của mình, Đậu Minh Đường cũng đến tham gia chợt nói, trưởng phòng Vương, tôi thật sự hâm mộ anh. Vương Tử Quân căn bản thầm hiểu ý nghĩa lời nói của Đậu Minh Đường, hắn chỉ cười cười mà không lên tiếng. Hội nghị vẫn được tiếp tục, Vương Tử Quân nói xong thì người tiếp theo lên phát biểu là Trương Thu Mi. Lúc này Trương Thu Mi cũng nói ra những lời khẳng định với công tác của công ty xe hơi Đông Hồng, cũng cường điệu đề xuất công ty khắc phục khó khăn và đẩy mạnh tinh thần tiến lên. Phía phòng tuyên truyền sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, sẽ làm cho công ty phóng xạ ra khắp tỉnh Nam Giang, để cho các công ty khác nhìn thấy sự chênh lệch, học tập xu hướng đổi mới phát triển của công ty xe hơi Đông Hồng. Trước kia trưởng phòng Trương phát biểu căn bản là cực kỳ tốt, bây giờ lại có chút lắp bắp. Tử Quân, lần này anh hại trưởng phòng Trương quá thảm rồi. Đậu Minh Đường năm xưa từng có chút ma sát với Trương Thu Mi, lúc này hắn không bận tâm thân phận của mình mà khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không quay đầu mà khẽ cười, phát biểu rất hay đấy chứ. Nhưng con người thường phải trả giá lớn về những gì mình đã làm, nguyên tắc của tôi với những người thích chơi trò bỏ đá xuống giếng đó là phải ẩn nhẫn, nhưng khi quyết đoán ra tay thì phải đánh cho đối phương rụng răng, căn bản không cho phép nói lung tung. Đậu Minh Đường cười cười, thế nhưng lại thầm giật mình, Vương Tử Quân không phải là người nói lung tung, phải là một cao thủ che giấu tâm tình. Lúc này Vương Tử Quân nói như vậy cũng không giống phong cách thường ngày. Đậu Minh Đường là người ghét ác như cừu địch, nếu như hắn căm ghét ai đó mà đứng trước mặt phải tươi cười hớn hở như Phật Di Lặc, hắn cảm thấy cực kỳ khó khăn. Trước kia nếu như hắn là một người có thể làm được như vậy, chỉ sợ cũng không huyên náo khó chịu với Trương Thu Mi. Đậu Minh Đường cảm thấy tiệc mừng công lần này rõ ràng là chuẩn bị cho Vương Tử Quân, lúc này Trương Thu Mi, Kim Hành Thuấn và thậm chí là Diêu Trung Tắc cũng chỉ là những con rối phụ họa mà thôi. Trương Thu Mi nói xong thì bên dưới rất hiên ắng, mãi đến lúc kết thúc cũng không ai vỗ tay. Khi nàng xoay người mới có vài tiếng vỗ tay vang lên yếu ớt, giống như phụ trợ cho tâm tình không vui của nàng. Đậu Minh Đường ngồi ở vị trí của mình có thể thấy được gương mặt đầy xương lạnh của Trương Thu Mi,
rõ ràng không còn lại nụ cười như vừa rồi. Lúc này chợt nghe Hùng Nghiêu đống lên tiếng, lúc này mời Phó Chủ tịch Thường ủy Kim Hành Thuấn lên phát biểu. Kim Hành Thuấn bước ra, Đậu Minh Đường cảm thấy đối phương bước đi nhẹ nhàng hơn dĩ vãng rất nhiều. Tháng tư ở Nam Giang đã có nhiệt độ giống như ngày hè, những cô gái xinh đẹp căn bản vứt bỏ đi những trang phục kín mít vào mùa đông, đổi lại là những bộ váy ngắn và áo ngắn. Không biết từ khi nào tất chân đen là mốt ở thành phố Đông Hồng, đi đâu cũng thấy các cô gái đeo tất chân đen. Ánh nắng rực rỡ chiếu lên mặt đất làm cho không gian bừng sáng rực rỡ, Vương Tử Quân đi ra khỏi khu nhà thường ủy tỉnh ủy, đây là một con đường cách nhà hắn hơn 500 mét. Tuy còn chưa đến giờ làm việc thế nhưng đường lớn ngõ nhỏ đã vang lên đầy âm thanh ồn ào. Vương Tử Quân đến nơi này chủ yếu là vì ngẫu nhiên phát hiện nơi đây có hai cửa hàng bán đậu hũ nóng có hương vị chiết giang rất tinh khiết, cực kỳ hợp khẩu vị của hắn. Chương 1332, một gặp chuyện bất bình kêu lên một tiếng. Một chén đậu hũ, ba cái bánh nướng, hơn nữa còn có một dĩa cơm chiên, có thể nói là rất ngon. Vương Tử Quân dù là người quyền cao chức trọng ở Nam Giang, thế nhưng vì hắn không phải là lãnh đạo chủ yếu, thế cho nên tỷ lệ lên thời sự cũng không nhiều, chính vì thế người biết hắn cũng không có nhiều lắm. Sau khi ăn xong bánh nướng, cũng ăn được nửa chén đậu hũ, dù là những món ăn sáng bình thường nhưng căn bản vẫn là món ngon với Vương Tử Quân. Những món đắt tiền xa hoa chưa chắc đã ngon miệng, thực tế ra ngoài đi dạo ăn những món bình thường thế này lại có hương vị khác biệt. Khi Vương Tử Quân đang ăn uống sảng khoái thì có vài người đi đến ngồi ở bàn bên cạnh, chợt có người nói, đội trưởng Niên, ông chủ quán là người Chiết Giang, nấu món đậu hũ rất chính tông, lát nữa ngài ăn vào sẽ biết. Được rồi, Tiểu Khương, tiểu tử cậu căn bản là không nỡ dùng tiền, còn gạt đội trưởng Niên đến chỗ này ăn bữa sáng chính tông. Cái gì được gọi là bữa sáng chính tông? Phải là ăn ở Đức Dư Lâu mới đúng. Một giọng nói trêu chọc vang lên. Khi đám người bên kia nói đùa với nhau, Vương Tử Quân chợt nghe được một âm thanh quen thuộc, được rồi, các anh còn chưa ăn gì đã lớn tiếng, Tiểu Khương bây giờ mới lấy vợ, căn bản là tránh chỗ tiêu nhiều tiền, các anh đừng tranh cãi nhiều. Vương Tử Quân nghe và biết đối phương là ai, hắn quay đầu nhìn sang bên kia, vừa vặn Niên Chí Tân nhìn về phía bên này. Niên Chí Tân thật sự không tin vào mắt mình, hắn cảm thấy nhất định là tối qua thức trắng làm cho hai mắt có vấn đề. Nếu không sao mình lại gặp trưởng phòng Vương ở quán nhỏ ven đường thế này. Niên Chí Tân dụi dụi mắt mình, trực giác nói cho hắn biết hắn không nhìn lầm, Vương Tử Quân đang ngồi đối diện với hắn, đang nở nụ cười nhàn nhạt với hắn. Niên Chí Tân đang định ngồi xuống, hắn nhanh chóng tiến lên, vừa định lên tiếng thì đã nghe Vương Tử Quân cười nói, anh Niên, anh đến dùng bữa sáng với đồng sự sao? Niên Chí Tân thấy Vương Tử Quân chớp chớp mắt, sao còn không hiểu trưởng phòng muốn nói gì, rõ ràng là không muốn quấy rầy, thế cho nên vội vàng cười nói, điều này. À, đến đây dùng cơm sáng, ngài cũng đến dùng điểm tâm sao? Đám tiểu tử đi cùng với Niên Chí Tân đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, nhưng bọn họ chỉ nhìn qua rồi lại tiếp tục bàn chuyện của mình. Vương Tử Quân ở phía bên kia căn bản là quá xa lạ, bọn họ căn bản không ngờ rằng người đàn ông trẻ tuổi kia trước đó là bí thư ủy ban tư pháp. Bây giờ là trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân. Vương Tử Quân bị lời nói của Niên Chí Tân làm cho buồn cười, hắn chợt cười nói, không đến đây dùng bữa sáng không lẽ đến nhìn sao? Tuy Niên Chí Tân bị Vương Tử Quân nói một câu không hay, thế nhưng hắn lại cảm thấy kích động. Hắn biết rõ ý nghĩ của trưởng phòng Vương, căn bản là không xem hắn là người ngoài. Sau khi do dự một lát thì hắn ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân, lãnh đạo, nói thật nhé, khi thấy ngài ở đây, tôi sợ đến mức thiếu chút nữa thì rớt tim xuống bụng. Bộ dạng nghiêm trang của Niên Chí Tân làm cho Vương Tử Quân không khỏi nở nụ cười vui vì a. Hắn dùng muỗng xúc đậu hũ, sau đó cười nói, được rồi, anh đang đói, đậu hũ nơi này rất ngon, ăn một chén tuyệt đối là đáng giá. Tôi nghe lời lãnh đạo, Niên Chí Tân vừa gọi ông chủ dọn điểm tâm cho mình vừa khẽ nói chuyện với Vương Tử Quân. Mặc dù chỉ nói đến những chuyện tầm thường nhưng Niên Chí Tân không khỏi vã cả mồ hôi. Tuy Niên Chí Tân và Vương Tử Quân căn bản là rất quen thuộc, hơn nữa Vương Tử Quân luôn biểu hiện hòa ái dễ gần trước mặt hắn, thế nhưng khi hắn ngồi xuống đối diện với trưởng phòng Vương thì cảm thấy áp lực rất lớn. Những ngày qua Niên Chí Tân chủ yếu đặt tinh lực lên phương diện phá án, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến phương diện nắm bắt tin tức ở Nam Giang.
Hắn biết rõ trước đó vị trưởng phòng Vương Hòa Ái dễ gần này đã cho một vài vị lãnh đạo tỉnh ủy một cái tát trời giáng. Tuy cái tát này không xuất hiện rõ ràng trước mặt người ta, thế nhưng làm cho những người hiểu chuyện liên tục hâm mộ. Có người nói Vương Tử Quân sẽ thông qua sự kiện này để vượt mặt Diêu Trung Tắc, trở thành một vị lãnh đạo tỉnh ủy đứng hàng thứ ba. Những lời nói thế này căn bản không quá đúng đắn, thế nhưng dù thế nào cũng nói rõ vị trí của trưởng phòng Vương ở Nam Giang, căn bản đang từng bước được củng cố và mở rộng. Anh Niên, gần đây anh có bận rộn gì không? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng nghẹn lời của Niên Chí Tân, sao hắn không hiểu Niên Chí Tân đang nghĩ gì, thế là mở miệng hỏi. Niên Chí Tân lên tiếng, trưởng phòng, hôm qua tôi bắt được một vụ trộm cướp, vốn chỉ cho rằng đó là chuyện nhỏ, không ngờ bên cạnh vụ án nhỏ này lại có cá lớn, chúng tôi chuẩn bị đi đến thành phố Lâm Hồ một chuyến. Thành phố Lâm Hồ, Vương Tử Quân chợt nhíu mày, nhưng hắn không nói gì thêm. Niên Chí Tân nói tiếp, theo lời khai của tên cướp, trước kia hắn từng hoạt động ở thành phố Lâm Hồ, tuy không tiếp xúc với những bí mật trọng đại, thế nhưng có một vài. Con bà mày, có biết một bộ quần áo của tao giá bao nhiêu không? Tao nói cho mày biết, mày chọc vào chuyện lớn rồi. Một giọng nói hổn hển vang lên trong quán, đưa mắt nhìn sang thì thấy một tên đàn ông mập mạp hơn 30 tuổi đang mở miệng quát mắng một tên thanh niên hơn 20. Tên thanh niên kia có lẽ là nhân viên của quán ăn, trong tay hắn đang cầm một cái chén, lúc này dầu mỡ trên chén đã rơi lên áo sơ mi của tên mập. Hắn nhìn bộ dạng lớn tiếng kêu gào của tên mập mà không khỏi cảm thấy rất sợ hãi. Anh bạn, thật xin lỗi, người này căn bản có chút lóng ngóng. Anh xem thế này được chưa, ngài để lại quần áo của mình ở quán, chúng tôi sẽ giặt rũ sạch sẽ cho ngài. Bà chủ quán là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, cơ thể có hơi béo làm cho nàng có xu hướng tiến về phía tương lai là một bác gái trung niên. Giặt, cô giặt mà sạch được sao? Tôi nói cho cô biết. Bộ quần áo của tôi mua từ trong tiệm của Hoa Hoa công tử, có giá 3.000 đồng có biết không? Bây giờ nó bị các người làm bẩn, nói một câu mang đi giặt thì xong sao? Tên đàn ông dùng sức lắc chiếc áo sơ mi của mình, sau đó lớn tiếng nói với người phụ nữ chủ quán. 3.000 có thể nói là nửa tháng tiền lời của quán ăn, bà chủ cũng là người thông minh, nhìn thấy bộ dạng như vậy thì hiểu đối phương muốn gì, thế là khẽ nói anh bạn, anh nói xem chúng tôi phải làm sao bây giờ. Làm sao à, tất nhiên là đền bộ quần áo khác cho tôi, bây giờ các người đền tiền để tôi mua bộ khác. Tên mập thấy thái độ của bà chủ quán đã mềm hẳn đi, thế là giọng điệu lại lớn hơn vài phần. Chương 1332, 2, gặp chuyện bất bình kêu lên một tiếng. Vương Tử Quân tuy không rõ nhãn hiệu quần áo của tên mập kia là gì, thế nhưng thấy đối phương lừa bịp tống tiền thì không khỏi nhăn mày. Niên Chí Tân luôn chú ý đến vẻ mặt của Vương Tử Quân. Hắn thầm nghĩ mình đến ăn sáng cũng không yên, làm cho trưởng phòng Vương mất hứng, mình làm sao để giải vây đây. Khi Niên Chí Tân định mở miệng thì chợt nghe có người nói, anh bạn, anh mặc bộ này rất đẹp, có phải mới mua từ trong tiệm Tây Quan không? Tên mập nghe thấy người kia lên tiếng thì thật sự giống như tìm được tri âm, hắn nhanh chóng nói, đúng là mua từ Tây Quan, người ta nói giá 4.000, tôi trả giá mới mua được với giá 3.000 năm. Anh nói xem mua một bộ quần áo như vậy là dễ dàng sao? Nhưng hắn ta lại làm đổ dầu lên, lúc này nếu không đền bộ mới thì còn ra gì? Anh bạn nói đúng, thật sự phải bồi thường. Người mở miệng chính là cậu thanh niên Tiểu Khương đi cùng với Niên Chí Tân vào trong quán. Hắn nhìn cẩn thận bộ quần áo của tên mập, sau đó trầm tư giây lát, lại nói anh bạn, anh thật sự xác định bộ quần áo này mua từ tiệm Tây Quan sao? Tất nhiên, tôi còn lừa gạt nữa sao? Tên mập ưỡn ngực trầm giọng nói. Tốt, anh theo tôi một chuyến, tôi là người của đội cảnh sát hình sự cục công an thành phố Đông Hồng. Hôm qua chúng tôi nhận được tin báo nhà kho của cửa hàng Tây Quan bị trộm, có mất hơn 100 áo sơ mi như thế này. Tiểu Khương nói rồi đưa ra giấy chứng nhận công tác của mình. Tên mập chợt đổ mồ hôi hột, hắn cũng không nhìn giấy chứng nhận công tác của Tiểu Khương. Hắn vội vàng nói, đồng chí công an, tôi thật sự mua bộ đồ này từ tiệm Tây Quan. Người của cửa hàng Tây Quan có nói những chiếc áo kia còn chưa được đem bán ra thị trường, anh làm sao mua được? Gương mặt Tiểu Khương trở nên cực kỳ nghiêm túc. Tên mập càng vã mồ hôi chán, hắn cắn răng nói, đồng chí cảnh sát, điều này. Bộ quần áo của tôi, nó không phải là tang vật, đây là tôi mua trong chợ một bộ giá 50 đồng,
bây giờ nơi đó vẫn còn bán, ngài không tin thì đi qua mà xem. À, thì ra tôi nhìn lầm. Tiểu Khương nói xong thì ngồi xuống tiếp tục ăn đậu hũ, tên mập nhanh chóng có phản ứng, hắn cũng không dây dưa với nơi này, trả tiền đậu hũ rồi chạy đi ngay. Lúc này trong quán vang lên tiếng cười thoải mái, cách làm của Tiểu Khương được mọi người tán thưởng, nhưng Niên Chí Tân là lãnh đạo mà vã cả mồ hôi hột. Mặc dù Tiểu Khương làm rất tốt, thế nhưng hành vi của đối phương căn bản không hay. Làm rất tốt, Vương Tử Quân khẽ cười với Niên Chí Tân, sau đó nói với Tiểu Khương, này cậu em, sao cậu biết bộ quần áo trên người anh ta là thật hay giả? Tiểu Khương nghe thấy Vương Tử Quân gọi mình là cậu em thì có chút mất hứng, vì đối phương căn bản không lớn hơn hắn bao nhiêu tuổi. Nhưng người kia ngồi cùng đội trưởng Niên, thế nên hắn thành thật đáp, trước đó tôi có đến mua một bộ đồ. Vương Tử Quân khẽ cười cười với Niên Chí Tân, sau đó hắn nói, anh Niên, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, nhưng anh đi Lâm Hồ nên chú ý một chút. Vâng, tôi biết rồi. Niên Chí Tân vội vàng đồng ý. Sau khi dùng bữa sáng xong thì Vương Tử Quân nhìn đồng hồ, sau đó đứng lên nói, có chuyện gì cứ trực tiếp tìm tôi, khi nào có thời gian thì mọi người uống vài ly. Vương Tử Quân cất bước đi ra bên ngoài, Niên Chí Tân tiễn chân đến tận cửa. Khi thấy Du Giang Vĩ đi đến từ phía bên kia, hắn mới yên tâm đi vào trong quán ăn. Khi Niên Chí Tân ngồi xuống dùng cơm thì nhóm người Tiểu Khương đã ăn xong, bọn họ đi đến bên cạnh nói, thủ lĩnh, người vừa nói chuyện với ngài là ai vậy? Nhìn qua rất có phong thái đấy. Niên Chí Tân nghe Tiểu Khương nói như vậy thì không khỏi dùng đũa chỉ lên đầu, cậu thành thật một chút cho tôi nói cho cậu biết, sau này đi theo tôi nói đùa thế nào cũng được, nhưng cũng không nói đùa về vị lãnh đạo kia, nếu không tôi cho các anh đi trinh sát, giữ lại nửa tháng lương. Đi trinh sát, kết quả này căn bản chặn họng đám người Tiểu Khương, đám người ngồi đàng hoàng bên cạnh Niên Chí Tân mà không dám nói lời nào. Thế nhưng lúc này lòng hiếu kỳ của bọn họ về người đàn ông trẻ tuổi kia càng tăng tiến. Sau khi Niên Chí Tân ăn xong, hắn dùng khăn giấy lau miệng rồi trầm giọng nói, các anh về nhà thu dọn một chút, lát nữa chúng ta đến thành phố Lâm Hồ. Lần này chúng ta phải làm sao cho thật tốt, tuyệt đối không để xảy ra tình cảnh trước đó, để cho cá đến tay lại chạy mất. Vương Tử Quân ngồi lên xe mà suy tư về câu chuyện với Niên Chí Tân, tuy hơn bây giờ không còn là người của Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy, thế nhưng hắn vẫn không bỏ qua sự kiện buôn lậu trong tỉnh Nam Giang, đồng thời cũng cho ra nhiều công phu ở hai người Niên Chí Tân và Đoạn Văn Đống. Lúc này đám người đứng trong bóng tối giống như biết có kẻ đang nhìn vào mình, mỗi lần Niên Chí Tân có manh mối trong tay thì căn bản sẽ vì nhiều nguyên nhân mà bị gián đoạn, chỉ vài tháng sau thì những người là manh mối căn bản đã tử vong. Cái chết của những người này nhìn qua rất bình thường, nhưng từ những cái chết rất bình thường này mà Vương Tử Quân có thể cảm ứng được chút dị thường. Lúc này bọn họ căn bản đang dần tiến đến chân tướng sự việc, Vương Tử Quân thật sự hy vọng được thấy người đứng sau chủ trì đại cục buôn lậu ở Nam Giang là nhân vật kiêu hùng thế nào. Giang Vĩ, gần đây trong văn phòng có chuyện gì không? Sau khi gạt chuyện buôn lậu sang một bên, Vương Tử Quân khẽ hỏi Du Giang Vĩ. Du Giang Vĩ là thư ký của Vương Tử Quân, hắn rõ ràng là một thư ký hợp cách, hắn biết rõ Vương Tử Quân cần gì, thế cho nên mỗi lần đều cung cấp nhiều tin tức cho lãnh đạo của mình. Lúc này nghe được Vương Tử Quân hỏi thì nhanh chóng lên tiếng, trưởng phòng Vương, những ngày qua phía tỉnh ủy rất bình tĩnh, nhưng bên phía văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh lại có nhiều tin đồn, cũng không biết là thật hay giả. Vương Tử Quân cũng không nói gì thêm, Du Giang Vĩ biết rõ như vậy là lãnh đạo cho mình nói tiếp. Thế là cũng không chần chờ mà nói, tôi nghe nói hai ngày trước Chủ tịch Lý đi đến báo cáo công tác của công ty xe hơi Đông Hồng cho Chủ tịch Trử, nói ngài căn bản là diễn viên chuyên nghiệp biểu diễn ở công ty xe hơi Đông Hồng. Lý Thừa Uyên nói với Trử Vận Phong những điều này, căn bản là tự làm mất mặt, Vương Tử Quân cảm thấy người nói như vậy căn bản là không có chút tri thức. Nhưng hắn mặc kệ, sự việc đã được Du Giang Vĩ nói ra, như vậy tạm thời nghe qua một chút. Nghe nói Chủ tịch Trử đã lên tiếng, nói rằng nếu ai có thể để cho công ty xe hơi Đông Hồng làm ra thành tích như vậy, anh ấy hoan nghênh mọi người cùng nhau biểu diễn. Vương Tử Quân cười cười, những lời này căn bản hợp với tính tình của Trử Vận Phong, cũng không biết là ai mà có thể nắm rõ tính tình của Chủ tịch Trử như vậy. Xe dừng lại ở văn phòng của phòng tổ chức, không ít người bắt đầu xuất hiện nơi hành lang. Bọn họ phần lớn đều giống như lơ đãng xuất hiện. Ai cũng nhìn về phía Vương Tử Quân với nụ cười tươi rói trên môi.
Chương 1333, thần tiên qua đường cũng phải để lại danh tiếng. Chào trưởng phòng Vương. Chào trưởng phòng Vương, những người chào hỏi đều là nhân vật có phụ trách trong phòng tổ chức, căn bản đều có tư cách, cũng thành thật đứng sang một bên gật đầu nở nụ cười thăm hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tuy không thích những hành vi giống như nghênh đón thế này, thế nhưng hắn cũng không vạch trần. Dù sao thì người ta giả vờ như lơ đãng xuất hiện trước mặt mình, nếu mình không đáp lại cũng không được. Vương Tử Quân liên tục gật đầu đi đến phòng làm việc của mình. Long Điền Hỉ đã là phó phòng thường vụ nhanh chóng đi đến, hắn đặt một phần tài liệu lên bàn làm việc của Vương Tử Quân rồi nói, trưởng phòng Vương, đây là danh sách các huyện mà chúng ta chuẩn bị thí điểm đẩy mạnh công tác cơ sở trong năm nay, anh xem có gì cần điều chỉnh không? Long Điền Hỉ xem như hấp thụ giáo huấn từ Trần Viễn Lũng, khi làm việc căn bản dù là chuyện lớn nhỏ thế nào cũng báo cáo với Vương Tử Quân, ví dụ như việc này, Long Điền Hỉ hoàn toàn có thể tự làm chủ. Vương Tử Quân hiểu ý nghĩ của Long Điền Hỉ, vì vậy hắn chỉ nhìn lướt qua, sau đó khẽ nói, trưởng phòng Long, xác định các huyện thí điểm chính là phạm vi chức quyền của anh cứ xác định là được, khi nào có danh sách thì báo cáo lại cho tôi. Long Điền Hỉ gật đầu xưng vâng. Sau khi báo cáo vài công tác thường ngày của phòng tổ chức, hắn nhanh chóng rời đi. Đến phòng làm việc của Vương Tử Quân báo cáo mỗi ngày chính là một thói quen của Long Điền Hỉ, thái độ của hắn như vậy làm cho người ta không thể nói gì hơn được, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản cũng không quá thích thú. Nhưng lúc này trong phòng tổ chức căn bản không còn bất kỳ người nào có thể làm nhân tuyển thế thân cho Long Điền Hỉ. Trước tiên cứ dùng người này, Vương Tử Quân nghĩ đến những công tác mà mình sắp thúc đẩy. Hắn không khỏi thầm nghĩ như vậy. Hắn cầm báo lên xem xét, đúng lúc Du Giang Vĩ đẩy cửa đi vào, sau đó đi đến bên cạnh báo cáo, trưởng phòng Triệu đến. Trưởng phòng Triệu trong miệng của Du Giang Vĩ chính là chủ nhiệm ủy ban cải cách Triệu Kỳ Tường. Sau khi điều động Trần Viễn Lũng đến làm chủ nhiệm hợp tác xã dịch vụ thương mại, Vương Tử Quân nhanh chóng điều động Triệu Kỳ Tường đến làm phó phòng tổ chức. Đề cử này của Vương Tử Quân làm cho nhiều người cảm thấy bất ngờ. Nhưng khi đó sự việc của công ty xe hơi Đông Hồng vừa được giải quyết, Vương Tử Quân đang ở vào lúc như mặt trời giữa ban trưa, thế nên lời đề nghị của hắn không được ai phản đối, căn bản trực tiếp thông qua. Triệu Kỳ Tường đã đến công tác ở phòng tổ chức tỉnh ủy được hơn một tháng, trong thời gian qua công tác chủ yếu của hắn chính là tìm hiểu tình huống, căn bản còn chưa được phân công. Cho trưởng phòng Triệu đi vào, Vương Tử Quân khoát tay áo với Du Giang Vĩ, sau đó đặt báo xuống. Khi Triệu Kỳ Tường đi vào trong phòng thì Vương Tử Quân đã đi ra khỏi bàn làm việc của mình, hắn mỉm cười bắt tay với Triệu Kỳ Tường. Lúc này trên mặt Triệu Kỳ Tường treo nụ cười vui vẻ nhưng trong lòng lại tràn đầy không yên. Hắn dù thế nào cũng không ngờ chính mình lại được tiến lên làm phó phòng tổ chức tỉnh ủy, hơn nữa người đề cử chính là Vương Tử Quân. Nếu như nói người ném cho hắn vị trí phó phòng tổ chức chính là Lý Thử Uyên, hắn căn bản sẽ cảm thấy thả lỏng hơn. Nhưng Vương Tử Quân đề cử làm cho hắn cảm thấy bất an. Trong lúc cạnh tranh vị trí giám đốc công ty xe hơi Đông Hồng, hắn vì sự kiện Vương Tử Quân cường thế mà sinh oán hận, nhưng khi mà Lưu Thành Lâm liên tục đổi mới và đưa công ty xe hơi Đông Hồng tiến lên, chút cảm giác bất mãn của hắn đã biến mất không còn. Khi Triệu Kỳ Tường đang thầm nghĩ mình nên thành thật làm tốt công tác của một vị phó chủ nhiệm ủy ban cải cách tỉnh ủy, không nên phát sinh nhiều liên hệ với trưởng phòng Vương, chợt nghe được một tin tức mà hắn căn bản không biết có nên tin hay không. Đó là trưởng phòng Vương đề cử hắn lên làm phó phòng tổ chức tỉnh ủy. Từ vị trí phó chủ nhiệm ủy ban cải cách đến phó phòng tổ chức, trong mắt người thường thì căn bản là tiến lên một bậc thang, thế nhưng đối với Triệu Kỳ Tường thì căn bản chỉ có bất an không yên. Dù sao thì trước đó hắn cũng là một trong những người nói gở về Lưu Thành Lâm ở công ty xe hơi Đông Hồng. Không phải là những lời này rơi vào trong tai Vương Tử Quân, vì vậy đối phương mới kéo hắn đến làm phó phòng tổ chức sao? Tuy rất nhiều người căn bản không muốn thừa nhận, thế nhưng bọn họ lại biết Vương Tử Quân thông qua những điều chỉnh của mình trong phòng tổ chức để nắm chặt lấy mảnh đất quyền lực của mình. Nếu như Vương Tử Quân muốn treo Triệu Kỳ Tường trong phòng tổ chức tỉnh ủy, chỉ sợ Chủ tịch Trử cũng không làm gì được. Dù sao người này cũng là một đại nhân vật đang quật khởi ở Nam Giang. Trước khi đến phòng tổ chức nhận công tác, có một người bạn từng nói với Triệu Kỳ Tường vài câu, đó là đến phòng tổ chức nên an phận làm người, ít nhảy ra nắm công tác. Nói rằng Triệu Kỳ Tường nên cố gắng trốn tránh Vương Tử Quân, tranh thủ bảo tồn lấy bản thân.
Theo lời của người bạn kia, Vương Tử Quân căn bản là một vị thần tiên, khi nào có đủ lý lịch ở Nam Giang sẽ cất cánh bay đi. Triệu Kỳ Tường căn bản tin vào lời nói của bạn mình, dù sao thì Vương Tử Quân căn bản không thể ở mãi trong Nam Giang, sau khi rời đi thì mình cũng được giải phóng. Những ngày qua hắn cố gắng không đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, tỏ ra xa xăm với Vương Tử Quân, những lúc nên gặp thì gặp, không nên gặp thì trốn đi. Hôm nay Vương Tử Quân cho Du Giang Vĩ thông báo mình đến gặp mặt, điều này làm cho Triệu Kỳ Tường không khỏi suy đoán ý đồ của Vương Tử Quân. Lúc này thấy Vương Tử Quân tươi cười mời mình ngồi xuống ghế salon, hắn cảm thấy yên tâm hơn một chút. Trưởng phòng Kỳ Tường, anh làm quen tình huống của phòng tổ chức thế nào rồi? Vương Tử Quân chờ Triệu Kỳ Tường ngồi xuống ghế salon rồi khẽ hỏi. Triệu Kỳ Tường cười nói, trưởng phòng Vương, tôi căn bản không có kinh nghiệm về tổ chức, những ngày này chủ yếu là làm quen tình huống, bây giờ xem như cũng biết được đại khái. Vương Tử Quân gật đầu nói, có thể biết được đại khái thì xem như những ngày qua trưởng phòng Triệu cũng không nhàn rỗi. Phòng tổ chức chúng ta nhìn từ ngoài vào thì thấy đơn giản, thế nhưng thực tế những chuyện vụn vặt như vậy cũng khó làm, muốn làm tốt công tác thì cần phải quen thuộc cái đã. Anh có ý kiến gì với phương diện phân công công tác cho mình không? Triệu Kỳ Tường có chút sững sốt, hắn cảm thấy Vương Tử Quân nếu muốn bàn chuyện phân công công tác cho mình, cũng không có gì là khó. Trực tiếp thông báo một tiếng là xong, không cần gọi mình đến gặp mặt làm gì. Triệu Kỳ Tường đã nghĩ tốt đáp án, hắn chợt sinh ra ý nghĩ đùa bỡn, thế nên nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi khẽ nói, trưởng phòng, tôi cảm thấy tôi có chút kinh nghiệm ở phương diện điều chỉnh cán bộ, nếu như chủ quản công tác này, chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió hơn. Du Giang Vĩ châm trà cho Vương Tử Quân và Triệu Kỳ Tường, lúc này nghe thấy Triệu Kỳ Tường nói như vậy thì không khỏi cảm thấy lo lắng. Lúc này Triệu Kỳ Tường cho ra yêu cầu như vậy với trưởng phòng Vương, người này không biết đó là phần công tác mà thường là trưởng phòng hay phó phòng thường vụ nắm bắt sao. À, nếu anh cho rằng mình có năng lực ở phương diện này, như vậy anh tạm thời phụ trách khối công tác này. Vương Tử Quân có chút chần chờ, sau đó khẽ đồng ý. Lúc này không những Du Giang Vĩ không tin vào lỗ tai của mình, ngay cả Triệu Kỳ Tường cũng ngây cả người, sao có thể như vậy? Vương Tử Quân cũng không cần hỏi mà trực tiếp quyết định ngay sao. Chương 1334, một muốn có uy phải có độ lượng. Công tác cán bộ chính là phần quan trọng nhất của phòng tổ chức, chẳng lẽ Vương Tử Quân không sợ mình bằng mặt không bằng lòng sao? Triệu Kỳ Tường nhìn gương mặt lạnh nhạt của Vương Tử Quân, trong lòng chợt sinh ra cảm giác minh ngộ. Không phải Vương Tử Quân không thèm quan tâm đến công tác cán bộ, mà đối phương có tự tin mặc kệ mình nghĩ thế nào làm ra sao cũng không làm gì được hắn. Chính mình căn bản không đủ tư cách, Vương Tử Quân là lãnh đạo đứng đầu đơn vị, căn bản là một người cường thế cực mạnh. Triệu Kỳ Tường nghĩ đến độ tuổi của Vương Tử Quân không lớn hơn mình, tâm tình của hắn không khỏi hạ xuống vài phần. Hắn là người có bản lĩnh, mặc dù biểu hiện khiêm tốn hiền hòa nhưng trong lòng lại cực kỳ cao ngạo, tự nghĩ số người hơn mình là không nhiều. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy bộ dạng nhẹ nhàng bình tĩnh như bình thường của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy mình kém quá xa. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, thế cho nên sau đó Triệu Kỳ Tường trò chuyện với Vương Tử Quân mà có chút mất tập trung. Sau khi hắn rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn cảm nhận được sự thất thường của mình, nhìn qua có chút xấu hổ. Trước mặt Vương Tử Quân sao mình lại mất kiên nhẫn như vậy? Chỉ cần nói một câu tỏ thái độ rõ ràng. Đó là nhất định làm tốt công tác được giao, như vậy không tốt hơn sao? Từ xưa đến nay những người cảm thấy khó chịu nóng lòng khi những chuyện nhỏ nhặt diễn ra, căn bản khó thể nào hoàn thành được chuyện lớn. Chưa nói đến những thứ khác, tâm tính không chờ đợi được sẽ làm cho người ta gặp chuyện thua thiệt vài phần, ít nhất cũng nói rõ bản thân mình thiếu tự tin, không có bản lĩnh tính trước sự việc phát sinh. Vương Tử Quân tất nhiên không biết Triệu Kỳ Tường đang tự trách mình. Hắn gọi đối phương đến cũng không phải muốn áp chế, sở dĩ điều động Triệu Kỳ Tường cũng là vì thấy đây là người có khả năng. Bây giờ Vương Tử Quân không muốn những nô tài khăng khăng một mực, còn cần nhân tài có năng lực công tác. Vương Tử Quân căn bản cũng có ý nghĩ phân công cho Triệu Kỳ Tường nắm công tác nhân sự, nhưng hắn lại không lên tiếng. Những người có cá tính như Triệu Kỳ Tường, nếu anh trực tiếp phân công thì căn bản sẽ không bao giờ cảm giác mang ơn. Ngược lại anh cần phải xem xét thái độ của đối phương, phải thể hiện sự tôn trọng, cũng có chút buông tay, căn bản là kế sách hay với người có quá nhiều góc cạnh.
Quả nhiên Triệu Kỳ Tường không nằm ngoài dự đoán của Vương Tử Quân, đối phương không ẩn giấu ở phương diện phân công của mình, trực tiếp nói thẳng. Vương Tử Quân vui vẻ nhận lời, căn bản là phân công theo đúng ý của Triệu Kỳ Tường. Với ánh mắt nhìn qua vô số người của Vương Tử Quân, Triệu Kỳ Tường sẽ cực kỳ kinh ngạc, mà đây chính là thứ Vương Tử Quân muốn. Lãnh đạo đơn vị phải có nghệ thuật trị người, cần phải bày ra uy thế của mình, còn phải có sự độ lượng. Nếu anh bình dị gần gũi sẽ có được nhiều nhân duyên, căn bản là hòa mình với cấp dưới, nhưng đây không phải là kế sách tốt nhất, một lãnh đạo sao không nắm quyền uy cho được. Điều này cần kỹ xảo, mặc dù cấp dưới nhìn anh giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, thế nhưng anh cũng không cần quá mở rộng cõi lòng, anh cũng nên có vài phần cao cao tại thượng mới được. Chỉ như vậy thì cấp dưới mới có thể thân cận với anh, cũng phải sợ anh, căn bản chỉ có quyền lợi phục tùng quyết sách của anh, không có những ý nghĩ khác biệt. Ánh nắng chiều rất gay gắt, Trì Hoa Trục đã là chủ nhiệm ban nghiên cứu chính sách của phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn gõ cửa đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Gương mặt Trì Hoa Trục có vài phần mỏi mệt, giống như tối qua không nghỉ ngơi tốt. Trưởng phòng Vương, Trì Hoa Trục là một cán bộ được Vương Tử Quân đề bạt trọng dụng, thế nên căn bản là cực kỳ cảm kích với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trì Hoa Trục, hắn vung tay lên nói, Hoa Trục đến đấy à, mời anh ngồi. Trì Hoa Trục cũng không dám ngồi xuống, hắn nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lấy dũng khí nói, trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy phương án đề xuất cải cách cán bộ của ngài có hơi nhanh, chấp hành rất khó khăn, vì đây không phải là ăn một miếng có thể mập mạp ngay, thế nên tôi đề nghị nên làm từng bước thì tốt hơn. Trì Hoa Trục nói rồi đặt một phương án viết tay đơn giản lên bàn làm việc của Vương Tử Quân, hắn dùng giọng trần trờ nói, trưởng phòng Vương, phương diện chọn cán bộ công chức thì cần phải thi tuyển, phải nghiêm khắc nghiêm túc, thành lập cơ chế tuyển chọn thật tốt, như vậy mới có được một đội ngũ cán bộ tốt mà không phải tuyển kẻ ăn không ngồi rồi. Quốc gia có quốc sách quan trọng, thế nhưng tôi cảm thấy kết hợp với thực tế bản địa thì nên có chút thay đổi, còn phương diện chọn lựa cán bộ, cũng nên mở rộng farm visa một chút. Trì Hoa Trục nói hết lời thì dùng ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn Vương Tử Quân, hắn rất hy vọng Vương Tử Quân sẽ tiếp nhận lời đề nghị của mình. Thật lòng thì hắn căn bản rất tán thành với phương án cải cách nhân sự của trưởng phòng Vương, thậm chí còn có một xúc động tiến lên áp dụng không thể chờ đợi được. Nhưng hắn là người chìm nổi quan trường nhiều năm, hắn vẫn cảm thấy áp dụng phương án của Vương Tử Quân là có chút nguy hiểm. Mặc dù phương án của Vương Tử Quân cũng là một lòng vì việc công, thế nhưng nó lại có sự hạn chế và cắt giảm đi quyền lợi của các cán bộ lãnh đạo địa phương. Khi mà sinh viên muốn thi tuyển công chức thì căn bản địa phương có quyền tự chủ rất lớn, tất nhiên tự chủ cũng là vì tệ đoan rất lớn, nhưng đó là thói quen của lãnh đạo, nếu phương án của Vương Tử Quân được áp dụng, như vậy không phải là móc món ngon ra khỏi miệng của bọn họ sao? Với vị trí của Vương Tử Quân hiện tại, cho dù động đến quyền lợi của vài chục người, thậm chí là vài trăm người cũng không là vấn đề gì lớn. Thế nhưng khi mà Vương Tử Quân động vào quyền lợi của cả Nam Giang, như vậy dù Vương Tử Quân là người có thủ đoạn mạnh mẽ thế nào, căn bản sẽ khó chống đỡ được dòng nước như thác lũ. Hơn nữa phương diện chấp hành là làm theo từng cấp, cũng cần lãnh đạo địa phương đứng ra chấp hành. Cho dù bọn họ không dám làm gì Vương Tử Quân, thế nhưng cũng không thể không qua loa cho xong, bằng mặt không bằng lòng, điều này là quá bình thường. Nếu thật sự là như vậy thì uy tín mà Vương Tử Quân cố gắng lắm mới dựng lên được ở Nam Giang sẽ bị đả kích. Trì Hoa Trục cảm thấy bây giờ trưởng phòng Vương cần làm chính là một chữ ổn định, chỉ cần trưởng phòng Vương làm thật ổn định, dù không cho ra thành tích mạnh mẽ, thế nhưng căn bản không có ảnh hưởng gì đến tương lai chính trị của mình. Vương Tử Quân nhìn hai mắt đỏ hồng của Trì Hoa Trục, hắn biết Trì Hoa Trục đang lo lắng cái gì. Khi viết ra phương án này thì hắn đã căn bản suy xét rất nhiều phương diện, những thứ mà Trì Hoa Trục nói ra căn bản là cực kỳ quan trọng, là nơi dễ xảy ra vấn đề nhất. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó nói với Trì Hoa Trục, Hoa Trục, anh hoàn thiện phương án của tôi là được. Chương 1334-2, muốn có uy phải có độ lượng. Nếu như trước kia Vương Tử Quân nói lời này thì Trì Hoa Trục sẽ gật đầu nhận lời, lập tức đi chấp hành. Nhưng hôm nay Trì Hoa Trục căn bản không biết lấy đâu ra dũng khí mà cầm tài liệu trong tay rồi dùng giọng trầm thấp và kiên định nói, trưởng phòng Vương, nếu ngài muốn thúc đẩy phương án cải cách này thì nhất định sẽ cực kỳ khó khăn, tôi đề nghị ngài nên thận trọng suy xét lại. Vương Tử Quân thấy Trì Hoa Trục vẫn cố ý không đi, cố gắng can gián mình,
thế là trong lòng có chút cảm động. Nhưng hắn cũng không nói ra cảm tình của mình, chỉ dùng giọng nhàn nhạt phân phó, những chuyện thế này sớm muộn cũng phải có người làm sớm một ngày thì tốt hơn một ngày, như vậy càng có lợi cho sự phát triển của đội ngũ cán bộ. Trì Hoa Trục công tác nhiều ngày bên cạnh Vương Tử Quân, hắn xem như cực kỳ hiểu rõ về tính cách của trưởng phòng Vương. Dù đa số thời điểm thì trưởng phòng Vương nhìn qua rất tùy ý, sắp xếp hạng mục công tác rất bình tĩnh hòa ái, nhưng khi lãnh đạo đã cho ra quyết định, căn bản là người thường khó thể sửa đổi được. Nếu như là chuyện bình thường thì Trì Hoa Trục cũng không khuyên nữa, nhưng sự việc này có liên quan đến tương lai chính trị của Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân bây giờ nhìn qua giống như là một người quyền cao chức trọng ở Nam Giang, thế nhưng ngàn người ngàn mặt, có nhiều người có rất nhiều tính toán. Nếu như Vương Tử Quân muốn đẩy mạnh cải cách nhân sự ở trong tỉnh Nam Giang, còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đón hắn. Cũng không phải là anh bày ra vị trí của mình thì người ta sẽ nghe lời, xưa nay không biết có bao nhiêu người chìm thuyền trong mương. Tuy làm tốt cải cách thì căn bản sẽ có lợi cho dân cho nước, thế nhưng nói cho cùng thì không phải ai cũng là chí công vô tư. Đặc biệt là khi động chạm đến lợi ích của nhau, cũng không ai dễ dàng tha thứ cho ai. Trưởng phòng Vương, cho dù bây giờ anh đuổi tôi đi, tôi vẫn nói một câu như vậy, tôi không hy vọng ngài thúc đẩy chuyện này. Tôi hy vọng ngài có thể suy xét ý kiến của tôi, hoặc là liên hệ với nhiều người khác rồi hãy cho ra quyết định. Trì Hoa Trục biết có khuyên nữa cũng vô dụng, thế cho nên dùng giọng không cam lòng nói. Vương Tử Quân nhìn vẻ kiên quyết của Trì Hoa Trục, hắn không khỏi cảm động. Với vị trí của hắn thì căn bản người ta ít bao giờ nói lời làm cho mình mất hứng. Thế cho nên những lời thật lòng căn bản là rất hiếm có. Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ Trì Hoa Trục làm như vậy là cần có dũng khí rất lớn, thế nên hắn đứng lên vỗ vai đối phương rồi cười nói, tôi biết anh lo lắng cho tôi, sợ tôi lật thuyền trong sự kiện này. Nhưng anh yên tâm, tôi không phải dựa vào sức của một mình là có thể loại bỏ tất cả tệ đoan, tôi chỉ làm những gì trong khả năng của mình mà thôi. Trưởng phòng Vương, ngài có thể làm nhiều chuyện trong Nam Giang. Nhưng có một số việc ngài hoàn toàn có thể đợi tuyến trên cho ra chỉ thị, sau đó mới hành động, như thế không phải ổn thỏa hơn sao? Triệu Tuyết Hoa căn bản cảm thấy cảm động vì Vương Tử Quân không bày ra cái giá của lãnh đạo với mình, nhưng càng như vậy thì hắn càng cần phải khuyên nhủ lãnh đạo. Nếu như sự việc gì cũng chờ, như vậy sẽ mất đi thời cơ tốt nhất. Vương Tử Quân lấy ra một gói thuốc, rút một điếu ném cho Trì Hoa Trục, sau đó lại châm cho mình một điếu nói, theo ý của anh. Bây giờ vị trí của tôi có phải là công thành danh toại, đại công cáo thành rồi không? Cho dù sau này nước chảy bèo trôi thế nào, ít nhất cũng có một chức vụ lãnh đạo tỉnh đang chờ đón phải không? Trì Hoa Trục khẽ gật đầu, tuy những lời này đối với người bình thường là quá to lắn, thế nhưng Vương Tử Quân nói ra căn bản là cực kỳ hợp tình hợp lý. Anh hãy tin tưởng tôi cũng không có ý nghĩ kia, tôi chỉ là muốn thừa lúc mình còn trẻ để cố gắng công tác thực tế một chút. Cho dù là té ngã thì ít nhất cũng nhìn thấy được phong cảnh đẹp, ít nhất cũng mạnh hơn một người cả đời đần độn u mê. Vương Tử Quân nói đến đây thì nở nụ cười tự ngạo nói, hơn nữa muốn ép tôi ngã xuống cũng không dễ dàng chút nào. Trì Hoa Trục nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân mà sinh ra cảm giác ấm áp, hắn cầm văn kiện lên, sau đó nói một câu, trưởng phòng Vương, ngày mai tôi sẽ đưa bản thảo đến cho ngài. Vương Tử Quân nhìn Trì Hoa Trục rời đi mà nụ cười trên mặt tăng tiến thêm vài phần. Hắn rất hài lòng vì biểu hiện của Trì Hoa Trục, dù sao thì chi nhân chi diện bất chi tâm, người có thể cùng mình chung phú quý căn bản là có rất nhiều, nhưng người cùng chung hoạn nạn thì không dễ tìm như vậy. Vương Tử Quân ngồi vào bàn làm việc của mình, hắn nghĩ đến phương án cải cách nhân sự sắp được thúc đẩy ở Nam Giang. Ngay cả Trì Hoa Trục cũng thấy rõ nguy hiểm bên trong, Vương Tử Quân hắn sao lại ngây thơ cho được. Mặc dù sau lưng Vương Tử Quân có sự giúp đỡ to lớn của Lâm Trạch Viễn, thế nhưng vị đại thần Lâm Trạch Viễn chỉ có thể đứng ra vào thời điểm mấu chốt, rất nhiều chuyện phải dựa vào hắn. Khi Vương Tử Quân đang suy tư về phương diện cải cách nhân sự, suy tư về các vấn đề bên trong, chuông điện thoại chợt vang lên. Hắn nghe máy, chợt nghe thấy bên trong vang lên giọng nói của Khuất Trấn Hưng, trưởng phòng Vương, tôi là Trấn Hưng, bí thư Diệp mời anh đến một chuyến. Vương Tử Quân gật đầu đồng ý, hắn nhanh chóng cầm lấy bản ghi chép rồi đi về phía khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Khi Vương Tử Quân đi vào phòng thì Diệp Thừa Dân đang xem văn kiện, khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì Diệp Thừa Dân cười nói, Tử Quân ngồi xuống trước đi,
tôi đọc xong văn kiện này rồi chúng ta cùng bàn bạc. Vương Tử Quân ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện với Diệp Thừa Dân, trong lòng thầm suy đoán xem vì sao Diệp Thừa Dân lại tìm mình nói chuyện. Khi hắn đang trầm ngâm thì chợt nghe Diệp Thừa Dân nói, Tử Quân, hai ngày nay tôi đi thủ đô họp, tuyến trên căn bản cho ra lời khen ngợi với xe tùng thử của công ty xe hơi Đông Hồng, yêu cầu chúng ta phải tăng cường đẩy mạnh nhãn hiệu loại xe này. Lãnh đạo còn nói nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói, tuyến trên sẽ ưu tiên. Nam Giang là một trọng khu kinh tế trong nước, nếu như kinh tế không cho ra số liệu kinh người, như vậy Diệp Thừa Dân căn bản không có nhiều hào quang. Nhưng lúc này nhờ một chiếc xe hơi mà phát sinh nhiều lực ảnh hưởng sâu xa, căn bản là không giống bình thường. Vương Tử Quân cười cười, tuy hắn luôn chú ý đến công ty xe hơi Đông Hồng, thế nhưng hắn cũng chỉ quan tâm đến vài vấn đề mà thôi, vì hắn vẫn là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Hai ngày trước Chủ tịch Trừ tìm tôi, nói rằng hy vọng treo cho cậu một vị trí phó chủ tịch tỉnh ở phía Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tôi đã suy nghĩ một chút, ngay sau đó từ chối lời đề nghị của anh ấy. Cậu là một nhân tài phát triển kinh tế, thế nhưng cũng là một lãnh đạo tỉnh ủy, căn bản phải làm tốt công tác cân đối. Diệp Thừa Dân giống như đang nói xấu về Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không ngờ Trử Vận Phong có ý nghĩ như vậy, hơn nữa lại còn cho ra hành động rõ ràng. Ý nghĩ này hầu như không có khả năng được tuyến trên thông qua, thế nhưng ít nhất cũng nói rõ thái độ thả lỏng của Trử Vận Phong với mình. Hắn luôn bội phục Trử Vận Phong. Chính mình mãi luôn không ăn ý với Trử Vận Phong, thế nhưng Trử Vận Phong là người đại trí tuệ, căn bản không phải là người thường có thể so sánh được. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy rồi tỏ thái độ với Diệp Thừa Dân, Bí Thư Diệp, tôi dù sao cũng còn trẻ, căn bản không nên ôm đồm, như vậy sẽ được cái này mất cái khác, nên để cho tôi thành thật làm công tác của một trưởng phòng tổ chức thì hay hơn. Diệp Thừa Dân cười cười, lão căn bản cũng có vài phần hưởng thụ với câu trả lời của Vương Tử Quân. Theo lão thì Vương Tử Quân căn bản quá thông minh, lão không cần phải giải thích, sở dĩ lão phải nói ra vì người này căn bản đã phát triển đến mức mà chính mình không thể coi thường được nữa rồi. Chương 1335, vào cửa thì dễ, khó mở nắp bình. Bầu trời đêm yên tĩnh, Vương Tử Quân an nhàn ngồi trên xích đu trong nhà, hắn mỉm cười tủm tỉm nhìn Tiểu Bảo Nhi đâng ha hả đánh quyền. Hắn vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm động vì Tiểu Bảo Nhi đại khái bị Mạc Tiểu Bắc làm cho ảnh hưởng, làm chuyện gì cũng cực kỳ bài bản, chưa đến vài ngày đã được Mạc Tiểu Bắc huấn luyện cho đâu vào đó. Vương Tử Quân nhìn con trai rèn luyện mồ hôi đầm đìa thì không khỏi mở miệng giựt dây, con trai, lại đây nghỉ một lát, cứ để mẹ luyện một mình đi. Nhưng Tiểu Bảo Nhi cũng không quay đầu mà nói, mẹ nói làm việc gì cũng không được bỏ dở nửa chừng, bố đừng gọi con đang tập thể dục. Cũng là giảm béo đấy. Vương Tử Quân bị lời của con trai chọc cho cười ha hả, hắn khó có cơ hội ở nhà chơi với con, chỉ cần hai cha con ở cùng một chỗ thì căn bản là khá vui vẻ. Vương Tử Quân thường dùng giọng tràn ngập yêu thương đặc biệt hiệu cho con trai, nào là cá mè hoa béo, tiểu tử béo, tất cả đều không rời ra một chữ béo, điều này làm cho Tiểu Bảo Nhi rất uất ức. Nó quệt mồm cáo trạng với Mạc Tiểu Bắc, vì sao bố luôn chê con béo? Có người xem thường con mình như vậy sao? Mạc Tiểu Bắc tất nhiên thống nhất mặt trận với Tiểu Bảo Nhi, thế là không khỏi phê bình Vương Tử Quân, sau đó ôm con vào lòng nói, con trai ngoan, con rất đáng yêu, bố nói con béo chỉ là trêu đùa cho vui mà thôi. Vương Tử Quân căn bản khá kỳ quái về biến chuyển lớn của Mạc Tiểu Bắc trước và sau hôn nhân, có lẽ con trai Tiểu Bảo Nhi cũng là một nguyên nhân trong số đó, tình thương của một người mẹ dành cho con căn bản làm cho Mạc Tiểu Bắc thay đổi rõ rệt. Lúc này Mạc Tiểu Bắc đã có thể liên tục làm cho con trai các món ngon mà không biết mệt, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân cảm thán, căn bản là muốn thay đổi một người phụ nữ thì có hai cách thật sự trở thành phụ nữ và trở thành mẹ. Con trai, đừng luyện tập nữa, chúng ta đi ngủ thôi. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ rồi dùng giọng đau lòng nói. Không được, nhiệm vụ của con hôm nay vẫn chưa xong, mẹ nói làm việc nhất định phải kiên trì bền bỉ. Tiểu Bảo Nhi vừa luyện tập vừa dùng giọng vui sướng nói. Vương Tử Quân cười không tiếng động, mặc dù hắn là người cực kỳ quyền uy trong đơn vị, thế nhưng ở nhà chỉ là lãnh đạo đứng hàng thứ ba mà thôi. Mạc Tiểu Bắc có phương pháp giáo dục con rất độc đáo, hiệu quả của nó cũng căn bản khó thể nào bác bỏ được. Khi hắn định nói Mạc Tiểu Bắc khuyên con trai vài câu, đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua số gọi đến, là một dãy số lạ.
hắn trầm ngâm giây lát rồi nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói không kịp thở, trưởng phòng Vương phải không? Tôi là Niên Chí Tân, ngài có việc gì bận rộn vào lúc này không? Tôi muốn báo cáo công tác với ngài. Niên Chí Tân báo cáo công tác với mình, nếu như không phải Vương Tử Quân hiểu rõ về Niên Chí Tân, thậm chí còn cho rằng Niên Chí Tân muốn đến nhà mình. Chính Tân, có chuyện gì sao? Trưởng phòng Vương, ngài còn nhớ nhóm Tiểu Khương chứ? Sáng sớm hôm nay ngài đã gặp họ trong quán đậu hũ. Tôi đã điều bọn họ đi đến Lâm Hồ điều tra án, vừa rồi anh Hồng là người dẫn đội có gọi điện thoại về, nói là Tiểu Khương đang được cứu chữa trong bệnh viện. Niên Chí Tân nói đến đây thì có chút kích động. Buổi sáng đi điều tra, bây giờ mới hơn 10 giờ tối đã được đưa đến bệnh viện cứu chữa rồi sao? Vương Tử Quân không khỏi nhíu mày, hắn đứng người lên, sau đó trầm giọng nói với Niên Chí Tân, anh nói tôi xem. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Theo như tin tức phản hồi, nói là Tiểu Khương có quan hệ bất chính với một người phụ nữ, thế nên bị chồng cô ta bắt gian ngay tại trận, sau đó phát sinh xung đột, bây giờ Tiểu Khương còn đang hôn mê bất tỉnh. Niên Chí Tân nói đến đây thì dùng giọng nóng lòng như lửa đốt nói, trưởng phòng Vương, Tiểu Khương là người được một tay tôi cất nhắc lên, tôi hiểu rõ tính cách của cậu ấy. Không nói đến phương diện xảy ra sự cố trong quá trình điều tra. Cho dù cậu ấy có rảnh rỗi cũng không làm ra những chuyện thông dâm xấu xa thế này. Vương Tử Quân cau mày, hắn cũng không phải không tin vào phán đoán của Niên Chí Tân, hắn nghĩ đến một việc khác. Niên Chí Tân vừa mới phái người đến thành phố Lâm Hồ điều tra án, bây giờ đã xảy ra chuyện, bên trong rốt cuộc là sự kiện ngẫu nhiên hay là người ta cố ý sắp xếp. Bàn tay của những người kia chỉ nhằm vào Tiểu Khương thôi sao? Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói, lúc này Tiểu Khương còn chưa tỉnh lại, cứu người là quan trọng hơn, anh cũng đừng gấp, chúng ta nên tiến hành từng bước vững chắc. Trưởng phòng Vương, chuyện này đã được thành phố Lâm Hồ báo cáo cho Cục Công an tỉnh, Cục Công an tỉnh yêu cầu chúng tôi phải có ý thức trách nhiệm cao độ với sự kiện này, Cục trưởng Đoàn cũng đã nhận điện thoại phê bình của Cục trưởng Trân. Giọng nói vội vàng sao động của Niên Chí Tân lại truyền đến. Vương Tử Quân an ủi Niên Chí Tân hai câu, sau đó cúp điện thoại. Lúc này hắn cảm thấy quá trùng hợp, buổi sáng tiếp xúc sơ lược thì hắn thấy Tiểu Khương là người vừa kết hôn chưa lâu, nếu ngày đầu tiên đi làm đã đưa gái vào khách sạn thì căn bản là có chút thái quá. Tuy Vương Tử Quân rất ít giao thiệp với giới khách sạn tư nhân, thế nhưng những chuyện này sinh ra trùng hợp là không quá cao. Chỉ sợ lúc này tổ công tác của Niên Chí Tân căn bản khó thể nào mở rộng triển khai công tác ở thành phố Lâm Hồ được nữa. Xem ra cái nắp bình của thành phố Lâm Hồ căn bản không dễ vạch trần. Vương Tử Quân nghĩ đến chuyện của thành phố Lâm Hồ, lắng chợt trở nên trầm ngâm, lúc này trong đầu xuất hiện nhiều tin tức về thành phố Lâm Hồ. Đột nhiên Tiểu Bảo Nhi đầy mồ hôi chạy đến, nó giang hai tay ôm lấy Vương Tử Quân, cứ ôm mãi như vậy, nói rằng bố phải ôm nó vào phòng nghỉ ngơi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng đổ đầy mồ hôi của con trai, hắn cảm thấy rất hạnh phúc. Hắn khẽ vỗ lên mông của Tiểu Bảo Nhi, sau đó ôm con vào nhà tắm, giao cho Mạc Tiểu Bắc, sau đó đi ra. Mặc dù Vương Tử Quân có vài vấn đề chưa giải đáp được về thành phố Lâm Hồ, thế nhưng bây giờ hắn không thể nào hỏi trực tiếp được. Hiện tại hắn là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, không còn là bí thư ủy ban tư pháp, nếu như hắn trực tiếp hỏi về sự kiện vừa rồi. Chỉ sợ làm người ta sinh ra cảm giác giang tay quá rộng. Vương Tử Quân cho ra quyết tâm ngày mai gặp mặt Lỗ Kính Tu, nhất định phải nói rõ chuyện này, ngay sau đó nhanh chóng tiến vào trong giấc mộng đẹp. Nhưng hắn cũng không ngờ ngày hôm sau khi mình vừa mới đi làm đã thấy có vài tờ báo nói về tin tức này. Tuy tiêu đề bài báo căn bản là không nên rõ tính danh của Tiểu Khương, vẫn giữ mặt mũi cho Tiểu Khương, thế nhưng chức vụ nghề nghiệp thế nào lại ghi rất rõ ràng. Thậm chí còn nói Tiểu Khương đến thành phố Lâm Hồ để chấp hành nhiệm vụ. Chương 1336, một đợi quân địch vào trong. Vương Tử Quân nhìn bình luận cuối cùng mà không khỏi nhíu mày thêm chặt, những câu nói này căn bản là sắc như đao kiếm, chất vấn cả thượng cấp của Tiểu Khương, không biết quản thuộc hạ thế nào mà để xảy ra chuyện không hay thế này. Nếu so sánh với những tờ báo bên ngoài, những tờ báo khác càng đưa tin rất ghê gớm, đặc biệt là một tờ nhật báo trong tỉnh. Hơn nữa thông tin này còn được đăng lên các báo giải trí. Vương Tử Quân nhìn vài tờ báo mà không khỏi gạt sang một bên, hắn đã tìm hiểu được khá rõ ràng thông qua lời nói của Niên Chí Tân,
nhưng hắn cũng có thể xác định là có người đứng thúc đẩy sau lưng, mục đích của bọn họ chính là không muốn có người tiếp xúc được bí mật buôn lậu ở thành phố Lâm Hồ. Thành phố Lâm Hồ rốt cuộc có bí mật gì không cho người ta biết, lại cho ra thủ đoạn không hay này với nhóm người Tiểu Khương. Vương Tử Quân thầm nghĩ đến bữa ăn sáng ngày hôm qua, khi đó Niên Chí Tân lơ đãng nói rằng bọn họ đã có được một manh mối, xem ra bây giờ manh mối này đã bị chặt đứt. Khi Vương Tử Quân đang lẳng lặng suy tư trong phòng làm việc của mình, lúc này điện thoại lại đổ chuông. Hắn nhìn thoáng qua dãy số, là từ phòng làm việc của Lỗ Kính Thu gọi đến. Hắn áp chế tâm tình của mình, sau đó trầm giọng nói với Lỗ Kính Thu, chào bí thư Lỗ. Tử Quân, anh có xem báo hôm nay không? Lỗ Kính Thu có quan hệ khá gần với Vương Tử Quân, thế nên cũng không khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi Vương Tử Quân. Tuy chỉ nói là báo hôm nay nhưng Vương Tử Quân biết rõ Lỗ Kính Thu đang nói gì, thế là hắn gật đầu nói, tôi đã xem rồi. Lỗ Kính Thu trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói, vừa rồi Trân Hồng Lỗi có gọi điện thoại đến báo cáo chuyện này với tôi, anh ấy tỏ ra cực kỳ bất mãn với công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng. Tuy Trân Hồng Lỗi bị Vương Tử Quân áp chế mà căn bản không dám vung tay quá chán, thế nhưng lúc này nó liên quan đến Cục Công an. Thế là Trân Hồng Lỗi tỏ thái độ có vẻ cực kỳ quan trọng, vì hắn là lãnh đạo Cục Công an tỉnh Nam Giang, hoàn toàn có quyền uy như vậy. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói, nếu như sự việc còn chưa được điều tra rõ ràng, cũng không nên bày tỏ như vậy, nếu thật sự có vấn đề thì Cục Công an thành phố Đông Hồng cần phải chỉnh đốn công tác của mình. Lỗ Kính Thu khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm giây lát rồi hỏi, nếu như Trân Hồng Lỗi yêu cầu thay đổi lãnh đạo Cục Công an thành phố Đông Hồng, trưởng phòng Vương, anh nói xem, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lỗ Kính Thu sở dĩ gọi điện thoại đến chính là vì hỏi ý kiến Vương Tử Quân, nguyên nhân cũng là vì Đoạn Văn Đống là người được Vương Tử Quân đề bạt lên, hơn nữa Đoạn Văn Đống lại cực kỳ giúp đỡ công tác của Lỗ Kính Thu ở Nam Giang, thế cho nên hắn cần phải né đòn mạnh từ phía Trân Hồng Lỗi. Nếu vị trí của Đoạn Văn Đống có bất kỳ thay đổi nào, chỉ sợ lực khống chế của Lỗ Kính Thu với Ủy ban Tư pháp Nam Giang sẽ xuất hiện vết rách lớn, phiền toái lớn, hắn không muốn thấy cục diện này phát sinh. Bọn họ sẽ không dám kéo sự việc lên người Đoạn Văn Đống. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng khẳng định nói, vì sau lưng Đoạn Văn Đống nếu không có chỗ dựa thì chỉ sợ sẽ là sóng to biển động rồi, thậm chí là Đoạn Văn Đống đã bị điều đi từ lâu. Thế nhưng Vương Tử Quân là người đứng sau lưng Đoạn Văn Đống. Đám người kia cũng không ngốc khi có ý nghĩ điều chỉnh công tác của Đoạn Văn Đống. Nhưng không điều chỉnh công tác của Đoạn Văn Đống thì cũng không phải không thể động vào một người lãnh đạo trực tiếp của Tiểu Khương như Niên Chí Tân. Niên Chí Tân là người phải phụ trách sự việc này, nếu như Niên Chí Tân bị phạt mất chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự, như vậy sẽ được nhiều người hoan nghênh. Vương Tử Quân nghĩ đến sự kiện Niên Chí Tân sẽ là cánh chim gãy cánh. Hắn không khỏi nhớ đến tình huống Tiểu Khương lên tiếng giúp đỡ cho bà chủ quán ăn trấn áp một tên mập vòi tiền. Chuyện này không thể cứ để nó phát triển trong mơ hồ như vậy được. Có một sân golf lớn ở phía tây thành phố Đông Hồng, đây là nơi tụ tập của những thành phần cao quý, lúc này bầu trời xanh như ngọc, mặt cỏ mềm mại làm cho tinh thần của con người cực kỳ thả lỏng. Hơn nữa bên cạnh còn có nhiều nhân viên phục vụ xinh đẹp mặc váy ngắn khêu gợi. Làn da trắng nõn mát rượu nhìn qua cực kỳ đẹp mắt. Bãi cỏ được chăm sóc cực kỳ tỉ mỉ, tất cả toát lên màu xanh mơn mởn, đứng trên bãi cỏ say lòng người này cảm thấy cực kỳ vui vẻ thoải mái. Bốp, một gậy đánh vào bóng, dụng cụ đẹp đẽ với chất liệu tốt, động tác tiêu chuẩn và trang nhã, tất cả nhìn qua cực kỳ hài hòa. Nhưng đáng tiếc khi bóng được đánh đi thì phải có tiếng vỗ tay rộn rã, lại không có âm thanh nào, đám người đứng chung quanh căn bản không vỗ tay. Nếu như là một người ngoài thì căn bản cho rằng nhân phẩm của người kia là quá kém, thế cho nên mới không ai vỗ tay cổ động. Nhưng thực tế thì không phải nhân phẩm của người này quá kém, chẳng qua là hắn chơi golf không tốt, quả bóng màu trắng bay lên không, sau đó rơi xuống rất có quy luật dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Đáng tiếc là đánh lệch, hơn nữa lại lệch đi rất xa. Nữ nhân viên phục vụ đứng bên cạnh với nhiệm vụ nhặt bóng không nhịn được phải thở dài một hơi. Trong lòng căn bản cảm thấy buồn cười, thế nhưng nàng thở dài vì người đàn ông trẻ tuổi này chính là đối tượng được người nịnh bợ. Người kia căn bản là anh Tuấn tiêu sái, chẳng qua chơi golf quá kém, nàng đã công tác ở nơi đây khá lâu, thế nhưng chưa từng thấy người này đánh bóng vào trong lỗ bao giờ.
Nữ nhân viên phục vụ nhớ rõ năm đó khi người này đến chơi bóng thì lãnh đạo sân golf phải tự mình đến, khi hắn vung gậy cực kỳ trang nhã, lãnh đạo là người đầu tiên vỗ tay vang dội. Tất nhiên lãnh đạo vỗ tay quá mạnh, hơn nữa căn bản là có chút hớn hở vui sướng. Chẳng qua người kia có tư thái rất tốt, kỹ thuật đẹp, dùng đúng lực, điểm tiếc nuối duy nhất chính là bóng lại đi đâu đâu, căn bản không bay về phía lỗ. Khi đó vẻ mặt của người đàn ông kia rất ung dung thế nhưng gương mặt của giám đốc sân golf lại cực kỳ căng thẳng, giống như bố của hắn vừa mới chết, những giọt mồ hôi như hạt đậu liên tục rơi xuống. Anh thử nghĩ mà xem, lãnh đạo sân golf vỗ tay khen ngợi chỉ là một hành động bình thường biểu hiện sự sùng bái với người ta, thế nhưng một hành vi vô tâm của giám đốc sân golf lại xem như cực kỳ thất bại, vì người ta đánh quá kém, anh còn vỗ tay nhiệt tình, không phải là có ý hả hê sao? Vì vậy mỗi khi người đàn ông kia đến chơi golf, hầu như không có bất kỳ người nào dám vỗ tay ủng hộ. Dù sao thì người đàn ông này vẫn đánh golf quá kém, căn bản như mèo mù gặp chuột chết, không ra thể thống gì. Đám đàn ông đứng bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi kia thấy bóng rơi xuống vị trí cách lỗ golf quá xa, thế là cũng không khỏi bày ra gương mặt thoải mái với nụ cười trên môi, bọn họ nhanh chóng đi đến vây quanh người đàn ông này. Sau khi ha hả nói vài câu vui đùa với những người chung quanh, Trử Ngôn Huy dùng tư thái đẹp đẽ đi về phía khu vực nghỉ ngơi phía bên kia. Lúc này đám người sau lưng hắn cũng nhanh chóng giải tán, nhưng có một người đàn ông hơn 40 tuổi nhanh chóng đi theo hắn đến vị trí đặt dù che nắng nghỉ ngơi. Trử Ngôn Huy có gương mặt rất sáng lạn, nhưng khi nữ nhân viên phục vụ rời đi thì vẻ mặt lại trở nên cực kỳ dữ tợn. Hắn nhìn thoáng qua người đàn ông kia. Sau đó lạnh giọng nói, ai cho các anh lá gan lớn như vậy? Dám làm ra những chuyện thế này sao? Chương 1336, 2, đợi quân địch vào trong. Người đàn ông ở bên cạnh có vẻ lớn tuổi hơn Trử Ngôn Huy, thế nhưng hắn đứng trước mặt Trử Ngôn Huy mà giống như một đứa cháu nội. Hắn do dự một chút, sau đó mới ngập ngừng nói, giám đốc Trử, điều này cũng không trách tôi được, đám người niên trí tân căn bản là ép người quá đáng. Bọn họ đập bể đường phát triển của chúng ta ở thành phố Đông Hồng còn chưa cảm thấy đã tay, bây giờ còn đi đến thành phố Lâm Hồ. Nếu như để cho bọn họ gây náo loạn, không phải trận tuyến của chúng ta càng rối loạn sao? Trử Ngôn Huy nhìn người đàn ông đối diện đang mở lời giải thích, vẻ mặt hắn cực kỳ không tốt. Hắn hừ một tiếng, cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn người đàn ông đối diện một lúc, sau đó mới nói anh nghĩ ra trò này sao? Giám đốc Trử. Đó là ý kiến của tôi không thể để cho các anh em không còn cơm ăn. Hơn nữa chuyện này làm cực kỳ kín kẽ, dù tên kia tỉnh lại cũng bị ném vào trong vũng bùn, trong quần không phải là cứt thì cũng chỉ là cứt mà thôi. Người đàn ông kia tuy nói rất nhỏ nhưng gương mặt lại có vài phần đắc ý. Gương mặt Trử Ngôn Huy lúc này mới dễ chịu hơn một chút, sau đó xuất hiện nụ cười, làm cho người ngoài cảm thấy hắn đang rất vui vẻ, nhưng ánh mắt lạnh lùng thì căn bản là khó ai nhìn rõ được. Tuy hắn nhìn sự việc lần này căn bản không đơn giản bằng thủ hạ của mình, thế nhưng sự việc đã phát triển đến mức này, dù nói sao thì cũng đã muộn. Vòng quan hệ này căn bản lấy Trử Ngôn Huy làm trung tâm, dù là hắn cũng bị trói buộc chặt vào bên trong, nếu quy củ của nó tan vỡ, như vậy cũng không có gì tốt với hắn. Nhưng người ta làm bậy không khỏi để hắn sinh ra cảm giác cực kỳ không thoải mái. Sau khi nói vài câu thì Trử Ngôn Huy phất tay cho người kia rời đi. Hắn ngồi xuống mặt ghế, lặng lặng suy nghĩ xem bước tiếp theo nên đi như thế nào. Một lúc sau Trử Ngôn Huy đứng lên, hắn gọi một cuộc điện thoại cho ai đó, sau đó lái xe rời khỏi sân golf. 20 phút sau Trử Ngôn Huy đi đến một nhà hàng cực kỳ bình thường, gọi một phần thức ăn, sau đó lặng lặng dùng cơm. Khi hắn dùng cơm, một người đàn ông hơn 40 tuổi nhanh chóng đi đến bên cạnh, sau đó cung kính ngồi xuống một bên. Nếu sự việc đã như vậy thì chúng ta tăng thêm chút lực, làm lớn chuyện lên một chút. Sau khi ăn xong miếng thịt cuối cùng thì Trử Ngôn Huy khẽ mở miệng nói với người đàn ông kia. Người đàn ông khẽ gật đầu, sau đó cũng nhanh chóng xử lý phần cơm của mình. Vương Tử Quân nghe giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia mà có chút bất ngờ, vì người gọi điện thoại đến chính là con trai một chiến hữu năm xưa của Vương Lão Gia Tử, cũng có thể nói đây là một người hắn phải gọi bằng chú. Nhưng hắn không có ấn tượng với người này, dù sao thì hai bên cũng không có nhiều liên hệ với nhau. Triệu Thái Sóc, là cán bộ thuộc Bộ và Ủy ban Trung ương, chưa đến 50 nhưng đi đến vị trí như vậy cũng không dễ dàng gì.
Kiếp trước Vương Tử Quân cũng chỉ ngẫu nhiên nghe nói về người này, thế nhưng Vương Lão Gia Tử ở Chiết Giang, Triệu Lão Gia Tử lại ở thủ đô, thế nên mối quan hệ giữa hai nhà cũng dần phai nhạt. Kiếp trước khi Vương Gia xuống dốc, nhà Triệu Thái Sóc căn bản là cắt đứt quan hệ với Vương Gia. Bây giờ Vương Gia đang như mặt trời giữa ban trưa, có cậu giàu ở núi sâu cũng có họ hàng xa, thế cho nên Triệu Thái Sóc căn bản là liên lạc nhiều hơn với Vương Tử Quân. Ha ha, Tử Quân, bây giờ cậu có rảnh không? Tôi đang ở thành phố Đông Hồng. Sau khi nói hai câu khách sáo thì Triệu Thái Sóc dùng giọng cười ha hả nói với Vương Tử Quân. Với thân phận của Triệu Thái Sóc thì không thể vô duyên vô cớ chạy đến thành phố Đông Hồng, nhưng dù thế nào thì Vương Gia và Triệu Gia cũng có quan hệ với nhau, thế cho nên Vương Tử Quân dù không muốn cũng phải ra mặt chiêu đãi. Vương Tử Quân cười cười nói, chú Triệu đang ở đâu vậy? Cháu sẽ đến ngay. Lúc này Triệu Thái Sóc đang ngồi trong một khách sạn 4 sao ở thành phố Đông Hồng. Tuy khách sạn này rất tốt nhưng cũng không phải là địa điểm tiếp đãi khách của thành phố Đông Hồng hay là tỉnh Nam Giang, lúc này Triệu Thái Sóc xuất hiện ở đây có lẽ cũng không phải là vì việc công. Vương Tử Quân thầm suy đoán ý nghĩ của Triệu Thái Sóc, thế là hắn tiện tay gọi điện thoại cho bố mình. Lúc này Vương Quang Vinh là phó chủ nhiệm văn phòng, hầu như phụ trách công tác của Lâm Trạch Viễn, suốt ngày bận rộn còn hơn khi công tác ở Ma Đô. Chuyện này anh nên liên hệ với bên kia, xác định thời gian cụ thể. Vương Quang Vinh không biết đang trò chuyện với ai, căn bản là đang nói chuyện với một người nào đó. Khi điện thoại vừa nối thông thì Vương Tử Quân nghe thấy bên trong vang lên giọng nói như vậy của bố mình. Vương Tử Quân chờ bố mình nói xong, thế là hắn mới nói rõ sự kiện Triệu Thái Sóc gọi điện thoại cho mình với Vương Quang Vinh. Vương Quang Vinh đến thủ đô còn chưa quá lâu. Nhưng dù sao thì lão cũng là người lớn lên cùng thời với nhóm người Triệu Thái Sóc, vì vậy cũng có chút cảm tình. Lúc này lão nghe Vương Tử Quân nói vừa nhận được điện thoại của Triệu Thái Sóc, thế là lên tiếng, Tử Quân, ông Triệu và ông cụ nhà mình có kết giao với nhau, tuy hai bên vì công tác mà ít liên hệ với nhau, thế nhưng dù thế nào thì hai bên cũng có tình cảm. Chỉ cần sự việc không quá khó khăn, con nên hỗ trợ người ta một chút. Vương Tử Quân căn bản không từ chối với lời đề nghị của bố mình, hắn còn muốn hỏi bố một câu về tình hình bên phía Lâm Trạch Viễn. Nhưng Vương Quang Vinh căn bản là quá bận, cũng không cho Vương Tử Quân nhiều thời gian hỏi han, sau khi hỏi một câu có còn chuyện gì nữa không thì cúp điện thoại. Vương Tử Quân nghe những tiếng tút tút truyền ra từ trong điện thoại mà không khỏi nở nụ cười bất đắc dĩ, mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, hắn cần phải đi gặp Triệu Thái Sóc kia cho xong. Trưởng phòng Vương, đây là văn kiện ngài yêu cầu tôi chuẩn bị. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị đi ra ngoài thì Trì Hoa Trục đi vào trong phòng của Vương Tử Quân, hắn đặt văn kiện trong tay lên mặt bàn làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cầm lấy văn kiện xem xét vài lượt, biết rõ lần này Trì Hoa Trục cũng không phải liên tục can gián như trước, căn bản là thành thật quán triệt tinh thần chỉ thị của mình. Hắn đặt văn kiện lên bàn rồi nói, Hoa Trục, tôi về sẽ xem xét lại văn kiện này. Nhưng nội dung của nó căn bản là rất tốt. Trì Hoa Trục nghe được lời khích lệ của Vương Tử Quân thì không có chút hưng phấn, nếu như có thể thì hắn căn bản còn muốn khuyên Vương Tử Quân bỏ qua phương án cải cách nhân sự lần này. Mặc dù hắn đã vài lần mở miệng, thế nhưng căn bản là không xoay chuyển được một người đã quá quyết đoán như trưởng phòng Vương. Tuy Vương Tử Quân hiểu Trì Hoa Trục đang nghĩ gì, thế nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục dừng lại ở đề tài này. Hắn nhìn Trì Hoa Trục rồi khoát tay áo nói, Hoa Trục, anh cứ bận rộn đi thôi, tôi ra ngoài một chuyến. Vì đi gặp trưởng bối nên Vương Tử Quân không đưa Du Giang Vĩ theo. Tuy hắn đưa Du Giang Vĩ theo thì người ta cũng không nói gì, thế nhưng hắn cũng không muốn lưu lại ấn tượng hung hăng vênh váo trong mắt Triệu Thái Sóc. Khi xe của Vương Tử Quân chạy trên đường, Triệu Thái Sóc đang ở trong một gian phòng khách sạn, hắn đang loay hoay điện thoại của mình. Một người đàn ông nhìn qua chưa đến 40 tuổi có gương mặt khá giống như Triệu Thái Sóc đang rất mất tập trung, căn bản là đi qua đi lại trong phòng. Cậu Tứ, cậu ngồi xuống được không? Cậu đi lại làm tôi cảm thấy đầu óc choáng váng. Triệu Thái Sóc lạnh giọng nói. Chương 1337, một anh em ra trận. Triệu Thái Sóc biết quá rõ quy tắc quan trường, Triệu Thái Thạch là em trai. Hắn cảm thấy anh mình vì am hiểu quy củ quan trường nên nhiều khi có được những dự đoán rất chính xác. Vì vậy trước đó và sau này, mỗi khi hắn gặp chuyện uất ức hay oan uổng là sẽ tìm cơ hội đi đến kể lễ trước mặt anh mình, hắn giống như hóa thành một đứa trẻ bị người ta ức hiếp,
Điều được nghĩ đến đầu tiên chính là đi tìm trưởng bối của mình khóc lóc kể lể mong tìm được sự giúp đỡ chính đáng. Nhưng Triệu Thái Thạch lại cảm thấy nếu cứ mãi như vậy là không được, nếu để cho anh biết mình có quá nhiều bệnh tật, quá nhiều mâu thuẫn, hoặc thích đâm chọc người khác từ phía sau thì căn bản là vì nhỏ mất lớn. Thế cho nên hắn cố gắng biểu hiện một chút, dù hắn ít đi tham gia các bữa tiệc dành cho giới kinh doanh, thế nhưng lực ảnh hưởng của hắn chỗ nào cũng có, điều này không khỏi làm hắn sinh ra cảm giác ấm áp. Hèn gì người ta nói cha con ra trận, anh em ra trận sẽ có lực lượng mạnh mẽ hơn. Triệu Thái Thạch nghĩ đến đây mà cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Triệu Thái Sóc, hắn dùng giọng do dự hỏi, anh, việc này có tác dụng gì không? Vương Tử Quân là một tiểu bối, hơn nữa cũng không quản khối công tác này, người kia sẽ nghe lời chúng ta sao? Triệu Thái Sóc cũng không quay đầu lại, hắn dùng giọng không chút biểu cảm nói, nghe hay không thì phải thử cái đã, mặc kệ kết quả của chuyện này là thế nào thì cậu cũng đừng nên quá vội vàng, nên kẹp chặt đúng quần lại. Cậu không ra gì thì làm sao để cho người ta xuất lực được? Đúng là không ra thể thống gì. Triệu Thái Thạch bị anh trai khiển trách mà gương mặt có vài phần khó coi, hắn căn bản không dám gật đầu bừa với lời nói của anh trai. Mỗi người đều có đặc sắc riêng của mình, dựa vào cái gì mà hắn phải sống lễ phép ngoan ngoãn. Nhưng hắn không dám mở miệng phản bác. Triệu Thái Sóc xem như là một người không thể tiến lên, không còn khả năng được đề bạt, thế nhưng hắn vẫn là người công tác lâu năm, căn bản có ánh mắt cực kỳ tốt. Hắn sao không hiểu rõ em mình đang nghĩ gì, nhưng hắn cũng không nói ra, chuyện phát triển đến bước này thì hắn không thể không cúi đầu cầu cứu một vãi bối, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút chua xót. Nhưng nếu như Triệu Thái Sóc không làm như vậy, chỉ sợ em hắn sẽ gặp chuyện không may, công ty của em trai cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ. Đây là tài nguyên quan trọng của gia đình bọn họ, bản thân hắn tuy không có chức vụ gì trong công ty, thế nhưng khả năng bị liên lụy là rất lớn. Trước tiên tôi để tỉnh cậu một câu, lát nữa khi Vương Tử Quân đến đây thì cậu nên tỏ ra tôn trọng. Bây giờ cậu ấy đã khác hẳn, cậu nên nhớ kỹ, cậu ấy không phải là một tiểu bối như năm xưa nữa rồi, bây giờ là trưởng phòng tổ chức tỉnh Nam Giang, là một trong những lãnh đạo đầu sỏ của tỉnh Nam Giang. Anh, em biết rồi, dù thế nào thì người ta cũng hỗ trợ chúng ta, nhưng em thật lòng cảm thấy không nỡ. Chúng ta sao không tranh thủ thời gian tìm gặp Bí Thư Diệp? Dù sao thì người kia chủ yếu dựa vào Trử Vận Phong, Nam Giang là địa bàn của người ta, Vương Tử Quân ra mặt thì làm được gì? Cũng không nhất định làm cho Trử Vận Phong cúi đầu. Triệu Thái Thạch nói đến Trử Vận Phong thì gương mặt có vài phần sợ hãi. Triệu Thái Sóc thở dài một hơi, em mình nói gì sao hắn không hiểu. Hắn không phải là người không có độ nặng, rất nhiều chuyện khó khăn đã được hắn giải quyết ổn thỏa. Thế nhưng chuyện lần này làm hắn cảm thấy rất khó khăn, vì hắn đã tìm vài quan hệ tốt trong thủ đô, thế nhưng căn bản không có được chút chuyển biến nào. Nếu như không phải bị ép đến mức không còn cách nào khác, Triệu Thái Sóc cũng không nghĩ đến hành động bất đắc dĩ hôm nay, phải tìm một tiểu bối như Vương Tử Quân. Mặc dù hắn không quá quen thuộc tình hình Nam Giang, thế nhưng vị trí của Vương Tử Quân vẫn là quá rõ ràng, nếu Vương Tử Quân chịu ra mặt thì căn bản sẽ làm tốt công tác hòa giải cho anh em bọn họ. Cậu Tứ, cậu nên chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta có thể rời đi, đồng thời cũng nên cho ra vài nhượng bộ. Triệu Thái Sóc nói làm cho Triệu Thái Thạch đang cảm thấy như ngồi đống lửa đứng đống than chợt đứng bật dậy, hắn giật mình nhìn anh mình, sau đó nói một tiếng anh. Nếu như ném những thứ này cho tên khốn kia, như vậy những năm qua anh em ta làm việc không công sao? Làm việc không công cũng được. Triệu Thái Sóc dùng ánh mắt đau lòng nhìn em của mình, sau đó nặng nề thở dài. Tiểu Từ, cậu chờ tôi ở chỗ này, nửa giờ sau tôi sẽ đi ra. Vương Tử Quân nhìn viên lái xe đang cung kính chờ chỉ thị của mình, hắn cười nói. Tiểu Từ là một quân nhân chuyển nghề. Vì kỹ thuật lái xe rất tốt nên được bổ sung làm lái xe cho Vương Tử Quân. Được đi ra ngoài với trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân chính là cơ hội khó có được của Tiểu Từ, hắn định đi xuống xe mở cửa cho lãnh đạo, lại bị Vương Tử Quân cản tay. Tiểu Từ đến công tác ở phòng tổ chức còn chưa quá lâu, thế nhưng lại cực kỳ kính sợ lãnh đạo đơn vị mình. Trưởng phòng Vương, có việc gì ngài cứ gọi điện thoại cho tôi là được. Tiểu Từ dùng giọng cung kính nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười rồi đi về phía cửa khách sạn. Tuy khách sạn trước mặt chỉ là 4 sao, thế nhưng Vương Tử Quân nhìn về phía cổng khách sạn, cảm thấy nó có khí thế của khách sạn 5 sao.
Hắn đứng đánh giá khách sạn trước mắt, sau đó cất bước đi vào bên trong. Két két, tiếng thắng gấp vang lên sau lưng Vương Tử Quân, hắn quay đầu lại nhìn, thấy một chiếc Porsche thể thao điên cuồng phóng về phía mình, thế là không khỏi sợ hãi tránh sang một bên. Mày đi đường không có mắt à, có thấy đường không? Xe dừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, một tên thanh niên hơn 20 tuổi lớn tiếng mắng. Bên cạnh tên thanh niên kia là một cô gái đeo kính râm trang điểm nồng nặc. Nếu nhìn từ vẻ bề ngoài thì cô gái này xem như rất xinh đẹp, cười rộ lên làm cho người ta cảm thấy bị thu hút, càng làm cho bộ ngực điên đảo dữ dội. Cậu lái xe chú ý một chút, nơi đây cũng không phải trường đua xe. Vương Tử Quân có chút căm tức, thế nhưng hắn cũng không muốn so đo với đối phương, chỉ dùng giọng lạnh lùng nói một câu như vậy. Không ngờ Vương Tử Quân nói như vậy căn bản chọc giận tên thanh niên trong xe. Vừa rồi hắn chạy đến nhanh như bay cũng là vì đùa quá lố với người phụ nữ trong xe, kết quả căn bản là không được như mong đợi, lại bị người ta lên tiếng dậy đời, đúng là mất mặt. Thằng khốn, mày nói gì vậy? Có tin ông mày đánh cho một trận không? Tên thanh niên nhanh chóng mở cửa xe rồi dùng giọng hùng hổ nói. Nếu như đánh nhau với một tên thanh niên như thế này thì chỉ làm cho Vương Tử Quân mất mặt, tin tức truyền ra ngoài là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy đánh nhau với một tên thanh niên côn đồ, căn bản là quá khó nghe. Khi Vương Tử Quân thầm nghĩ không nên dây dưa với hạng người kia, lúc này tiểu tử đã chạy đến, hắn nắm lấy cổ áo của tên thanh niên bên kia, sau đó cho đối phương một tát, mày muốn chết hay cần ăn đòn. Có biết đây là đâu không? Mạng của mày không đáng tiền thì đi chỗ khác mà làm loạn. Đừng đứng lại đây uy hiếp sự an toàn của người khác. Tình huống vừa rồi căn bản làm cho tiểu tử cực kỳ sợ hãi, lần này hắn đưa trưởng phòng Vương ra ngoài gặp khách, nếu xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ hắn khó thể nào thoát được trách nhiệm. Vừa rồi may mà trưởng phòng Vương nhanh chân, lúc này đã bình yên vô sự, thế nhưng trái tim của tiểu tử vẫn còn đang treo trên cuống họng. Chương 1337, hai anh em ra trận. Khi thấy Vương Tử Quân thoát hiểm thì tiểu tử thở dài một hơi, nhưng cảm giác lo lắng vừa rồi chợt hóa thành tức giận, hắn không nói hai lời mà tiến lên cho tên khốn kia một tát. Vương Tử Quân thấy tiểu tử nhanh tay lẹ mắt thì căn bản cảm thấy rất sảng khoái, tên thanh niên kia quá kiêu ngạo, nên dạy cho một bài học. Tiểu tử, mày dám đánh ông sao? Ông đánh chết mày, tên thanh niên kia tuy lớn tiếng nhưng căn bản không có thân thủ nhanh nhẹn và mạnh mẽ bằng tiểu tử. Lúc này tiểu tử dùng sức siết chặt tay, làm cho tên thanh niên kia gào lên như heo chọc tiết, ôi, tay tôi sắp gãy rồi, mau buông ra, đau chết mất. Buông tay ra. Vương Tử Quân nhìn tên thanh niên đang kêu đau, hắn gật đầu với tiểu tử thả cậu ấy ra. Tên thanh niên căn bản là chảy nước mắt nước mũi, sau khi được buông ra thì dùng ánh mắt hung hăng nhìn tiểu tử, sau đó quẳng xuống một câu rồi quay đầu bước đi, cứ chờ đó, tao không để yên cho chúng mày đâu. Tiểu tử đưa mắt nhìn chiếc xe Porsche chạy đi mà không khỏi mở miệng kiểm điểm, trưởng phòng Vương, thật xin lỗi, vừa rồi làm cho ngài sợ hãi. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn tiểu tử rồi cười nói, nếu cậu nói chuyện lý lẽ với loại người kia thì căn bản là đàn gảy tai trâu, cậu ra tay vũ lực ngược lại có thể làm cho hắn bừng tỉnh. Vương Tử Quân nói xong thì khẽ vỗ vai tiểu tử, cậu ra tay kịp thời, cho hắn một cái tát. Nhìn từ phương diện nào đó thì giống như cứu vãn một tên thanh niên tha hóa trong xã hội. Tiểu tử nở nụ cười vì lời trêu chọc của Vương Tử Quân, hắn càng cảm thấy thoải mái hơn, bây giờ trưởng phòng Vương đã có ánh mắt khác biệt khi nhìn về phía hắn. Sự việc vừa rồi căn bản chỉ là chuyện nhỏ với Vương Tử Quân, sau đó hắn cười cười đi về phía gian phòng Triệu Thái Sóc hẹn gặp mặt. Khi hắn đi đến đại sảnh khách sạn thì anh em Triệu Thái Sóc đã chờ sẵn nơi chân cầu thang. Không chờ Vương Tử Quân lên tiếng chào hỏi thì Triệu Thái Sóc đã cười tươi vui vẻ đi đến nói, trưởng phòng Tử Quân, chúng ta đã lâu không gặp, cậu nhìn có vẻ càng ngày càng có tinh thần, chẳng lẽ giống như câu nói thanh niên tài cao tuổi trẻ phi phàm sao? Lần trước Vương Tử Quân gặp mặt Triệu Thái Sóc trong lễ tang của Vương Lão Gia Tử, dù hai bên chỉ có chút kết giao sơ lược, thế nhưng Triệu Thái Sóc dù sao cũng là cùng thế hệ với bố mình, vì thế hắn khách khí bắt tay đối phương rồi nói, chào chú Triệu. Đại sảnh không phải nơi trò chuyện, Triệu Thái Sóc mời Vương Tử Quân vào trong thang máy, sau đó giới thiệu em mình cho Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương, đây là em tôi, là Triệu Thái Thạch, hiện tại đang chuyên xây dựng cầu đường. Xây dựng cầu đường căn bản là kiếm được nhiều tiền,
thế nên có thể thấy tương lai của những người này là thế nào. Vì vậy Vương Tử Quân vừa bắt tay với Triệu Thái Thạch vừa cảm thán sự sắp xếp của Triệu gia là chu đáo hơn Vương gia nhà mình, căn bản là quyền đi đôi với lợi, trong nhà có người làm quan, cũng có người kinh doanh, chỉ khi nào có sự giúp đỡ tốt đẹp giữa hai bên thì mới phát triển lâu dài được. Triệu Thái Thạch cũng là lần đầu tiên gặp mặt Vương Tử Quân, dù Vương Tử Quân còn quá trẻ nhưng căn bản là cực kỳ trầm ổn, điều này hắn cũng dự đoán được. Hắn nhiệt tình vươn tay bắt chặt tay của Vương Tử Quân, trưởng phòng Tử Quân, chào cậu. Thì chú cũng đừng quá khách khí, các chú đều là trưởng bối của cháu, gọi cháu một tiếng Tử Quân mới đúng, như vậy mới là người một nhà. Triệu Thái Sóc trần chờ giây lát rồi cười ha hả nói, Tử Quân nói như vậy thì cũng không còn gì tốt hơn, nhưng dù thế nào thì cấp bậc của cậu cũng ở trên tôi. Triệu Thái Sóc nói rất chân thành, có vẻ ung dung thân cận. Những lời này làm cho hảo cảm của Vương Tử Quân với Triệu Thái Sóc đã tăng lên vài phần. Hắn cũng hiểu được một chút về Triệu Thái Sóc, hắn cảm thấy mình ngồi ở trên vị trí trưởng phòng tổ chức được lâu thì thói quen nhìn người bắt đầu dần hình thành. Đó chính là mỗi lần gặp mặt ai đó thì hắn không tự chủ được phải đánh giá tố chất, trình độ và kiến thức của đối phương xem như thế nào. Sau khi đi vào khách sạn thì Triệu Thái Thạch rót trà cho Vương Tử Quân, lúc nào Vương Tử Quân cũng không cản hành động của Triệu Thái Thạch. Hắn thật sự là tiểu bối, thế nhưng chuyện rót nước hắn cũng không muốn khách lấn chủ. Lúc bắt đầu thì Triệu Thái Sóc căn bản cũng không có nói ra mục đích của mình, chủ yếu là kể chuyện cũ, phần lớn nó có liên hệ với Vương Lão Gia Tử và anh em Vương Quang Vinh. Vì Triệu Thái Sóc có độ tuổi tương đồng với Vương Quang Vinh, thế cho nên cũng biết nhiều chuyện về thời thanh niên của Vương Quang Vinh. Tuy những chuyện này đối với người ngoài là nhạt nhẽo vô vị, thế nhưng Vương Tử Quân nghe mà cảm thấy rất hứng thú. Dù thế nào thì đó cũng là những chuyện của bố mình thời còn trẻ, điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác rất thân thiết. Khi bầu không khí trong phòng càng thêm sinh động thì vang lên tiếng gõ cửa, âm thanh dồn dập, căn bản không giống như là của nhân viên phục vụ trong khách sạn. Triệu Thái Sóc cố gắng kiến tạo bầu không khí tốt đẹp sau khi Vương Tử Quân đi vào phòng, bây giờ đã có tác dụng rất tốt. Khi hắn chuẩn bị nói ra mục đích của mình, không ngờ lại có người đến gõ cửa. Dù Triệu Thái Sóc thật sự không vui nhưng vẫn cau mày tỏ ý cho Triệu Thái Thạch đi ra mở cửa. Triệu Thái Thạch giống như ý thức được điều gì đó, hắn đi ra mở cửa mà không còn ung dung như vừa rồi. Triệu Thái Thạch còn chưa mở cửa ra thì vài tên thanh niên hơn 30 đi vào, đám người này đứng chặn nơi cửa, đám nhân viên phục vụ của khách sạn thì chạy tán loạn phía sau. Không cần ai nói cũng biết nhân viên phục vụ là người mở cửa, nhưng bây giờ biết thì làm được gì, cửa đã mở ra. Lúc này anh em Triệu gia cũng chỉ có thể ứng phó với đám đàn ông trẻ tuổi trước mặt mà thôi. Hi hi, chú Triệu à, tuần trước không phải anh chạy loạn đi sao? Bây giờ sao chán nản vậy? Có phải là hai ngày trước ở bên vợ và dừng sức quá mạnh hay không? Một tên thanh niên hơn 20 tuổi nở nụ cười đi đến bên cạnh Triệu Thái Thạch dùng giọng bỉ ổi nói. Lúc này đám người phía sau đều nở nụ cười. Có một người dùng giọng quái dị nói, anh nói như vậy là sao? Anh ta sao có thể có đủ sức với vợ mình được? Đúng là không có văn hóa là quá đáng sợ, hừ, tôi nói cho mà biết hai ngày trước phải nói là chú Triệu bị trúng gió khi lên đỉnh. Tên thanh niên mở miệng nói, sau đó đưa mắt nhìn thoáng qua Triệu Thái Thạch, cũng không đái ra một bãi để soi xem mình có bộ dạng gì, xem có giống chư bát giới không? Anh em Triệu gia đứng trước mặt một vãn bối như Vương Tử Quân mà bị người ta nói ra những lời châm chọc không ra thể thống gì, căn bản cực kỳ mất mặt, cảm thấy mặt mũi nóng bừng bừng. Nhưng lần này bọn họ mời Vương Tử Quân đến cũng không phải để gây sự, bọn họ căn bản muốn hóa giải sự việc khó khăn của mình. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng xấu hổ của hai anh em Triệu gia, lại nhìn tên đàn ông trẻ tuổi trước mặt, hắn cảm thấy sự việc không đơn giản. Hắn nhìn tên thanh niên phía bên kia rồi trầm giọng nói, nếu các vị có chuyện cần bàn thì ngồi xuống trò chuyện, nếu không thì mời đi ra ngoài. Chương 1338, một rồng gặp nước cạn bị tôm đùa bỡn. Vương Tử Quân căn bản có uy nghiêm của bản thân, bình thường không để lộ ra, mỗi khi nổi giận thì lại làm cho nhiều người cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Lúc này đám thanh niên ăn chơi trác táng kia so ra thì kém rất xa một người đầy kinh nghiệm như Trần Viễn Lũng. Thế nên lúc này đám người kia căn bản không dám thở mạnh, tinh thần không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi. Nhưng bọn họ căn bản không biết thân phận của Vương Tử Quân, vì vậy cảm giác sợ hãi nhanh chóng biến thành phẫn nộ.
Bọn họ là những con cua bò ngang tỉnh Nam Giang, khi nào thì chịu thiệt thòi như vậy? Đúng là chán sống rồi. Hừ, mày là cái thá gì? Dám rông dài với ông sao? Có tin ông phế mày đi không? Một tên thanh niên tóc nhuộm vàng làm cho người ta sinh ra cảm giác tinh anh chợt lớn tiếng mắng Vương Tử Quân. Vương Tử Quân có tính tình rất tốt nhưng lúc này nghe đối phương nói như vậy thì gương mặt không khỏi trở nên lạnh lùng. Hắn nhìn thoáng qua tên thanh niên kia rồi nói cậu có đánh răng không? Sao mở miệng hôi thối như vậy? Vương Tử Quân trầm mặt xuống làm cho bầu không khí trong phòng càng thêm ngưng trọng. Lần này Triệu Thái Sóc tìm Vương Tử Quân chính là muốn xử lý giúp mình một vấn đề, căn bản không muốn phát sinh xung đột. Hắn thấy bộ dạng sốt ruột của Vương Tử Quân, thế là nhanh chóng đứng lên nói, các vị huynh đệ, chúng ta đến để bàn việc, tôi thấy mọi người nên bình tâm tĩnh khí thì dễ ăn nói hơn. Tên thanh niên đi đầu nhìn qua có vẻ hơn 25-26 tuổi, cơ thể căn bản làm cho người ta sinh ra cảm giác vô hại. Hắn nhìn thoáng qua Triệu Thái Sóc, sau đó lại nhìn Vương Tử Quân, lúc này mới nói, anh này nói đúng, chúng ta đến không phải để đánh nhau, nếu anh đã nói như vậy, trước tiên chúng ta bàn chuyện của cậu ngũ cái đã. Tôi biết nguyên nhân hậu quả của chuyện này, chúng tôi nên nhận lỗi sẽ nhận lỗi, coi như bồi thường tiền thuốc men, các vị cứ cho ra số tiền cụ thể. Triệu Thái Sóc dùng ánh mắt hung hăng nhìn em của mình, sau đó cười tủm tỉm nói với tên thanh niên đi đầu. Vương Tử Quân lúc này mới thầm nghĩ ra vấn đề, có lẽ là Triệu Thái Thạch làm phát sinh chuyện gì đó ở Nam Giang, làm cho đám người kia bao quanh chặn đánh. Nhưng hắn không khỏi có vài phần suy đoán về thân phận của tên thanh niên kia, tuy bây giờ vì Triệu lão gia tử qua đời mà Triệu gia dần xuống dốc, thế nhưng Triệu Thái Sóc cũng là cán bộ cấp cục ở bộ và ủy ban trung ương. Sự việc bình thường thì dù là ai cũng phải nể mặt. Đám người này căn bản là có khí thế rất cao, sau lưng nhất định có chỗ dựa tin cậy. Tiền, anh bàn chuyện tiền nong với anh em chúng tôi sao? Anh có lầm không, tiền trong mắt chúng tôi chỉ là đống giấy thối nát mà thôi. Nếu không thì thế này, anh nói giá bao nhiêu, chúng tôi cho anh, chỉ cần cậu em của anh bị đánh một trận, xem như tất cả sẽ xong. Tên thanh niên đi đầu ngồi xuống trước mặt Triệu Thái Sóc rồi dùng giọng cực kỳ có khí thế nói. Tên thanh niên vừa nói như vậy thì ngay sau đó đã có người ồn ào, đúng vậy, chúng tôi không thiếu tiền, chỉ là không có cơ hội được đánh người, chỉ cần cậu em của anh bị đánh thì bao nhiêu tiền cũng xong. Triệu Thái Sóc tuy không muốn dây vào đám người này, thế nhưng quyết không thể đứng nhìn em mình bị đánh. Vì vậy hắn có chút chần chờ, sau đó đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn đám thanh niên ngang ngược trước mặt, tuy hắn còn chưa đoán được thân phận lai lịch của bọn họ, thế nhưng dù là ở phương diện nào hắn cũng không thể để cho anh em Triệu gia là người bị hại. Nhị ca, em đến hơi chậm, đáng lý đã đến từ sớm, thế nhưng đúng là không may, gặp một thằng không có mắt. Khi Vương Tử Quân định mở miệng thì lại có người xông vào. Người xông vào căn bản không xa lạ gì với Vương Tử Quân, chính là người vừa rồi phát sinh chút liên quan với hắn. Người kia vừa nhìn thấy Vương Tử Quân ngồi vững vàng trên ghế mà giống như gặp được kẻ thù thì đỏ mắt, hắn thấy Vương Tử Quân thì nhanh chóng kích động, hắn chỉ vào Vương Tử Quân rồi nói, thằng kia, mày không phải có bản lĩnh lắm sao, vì sao lại trốn đến đây? Ông nói cho mày biết, dù mày trốn vào đây thì ông cũng sẽ không bỏ qua. Tên thanh niên nói rồi lên tiếng với đám người sau lưng, chúng mày lên hết cho tao, đánh cho thằng kia một bài học. Vài tên đàn ông to khỏe tất nhiên sẽ nhanh chóng lên tiếng đáp lời, sau đó tự động đứng thành hàng, ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân có vài phần thân mật. Vương Tử Quân nhìn đám người kia mà trái tim không khỏi siết chặt vài phần, vì hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, tình huống này nếu như xử lý không tốt thì người chịu thiệt sẽ là mình. Cậu em, có chuyện gì xảy ra, tiểu tử này làm hại gì đến cậu sao? Tên thanh niên dẫn đầu nhìn thoáng qua tên vừa mới bị tiểu tử cho một tát. Sau đó dùng giọng lạnh lùng nói. Đại ca, đừng nói nữa, tên kia dám đánh em, lần này phải cho nó biết tay. Tên thanh niên nói rồi vung tay lên, đánh nó cho tao, đánh mạnh vào, có chuyện gì ông phụ trách. Vài tên đàn ông trẻ tuổi kia là cấp dưới của tên này, vừa nghe thấy đại ca nói như vậy thì căn bản không khách khí, trực tiếp lao về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thấy tình cảnh này mà không khỏi sinh ra cảm giác bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy không đáng như vậy, nhưng cũng có vài phần chờ mong. Hắn nhìn thoáng qua gương mặt khiếp sợ của Triệu Thái Sóc rồi nói, chú Triệu, những năm qua ngài có còn động tay động chân không?
Trên cơ bản là không. Triệu Thái Sóc nói đến đây thì dùng giọng bất đắc dĩ lên tiếng, nhưng nếu muốn đánh thì căn bản dư sức ứng phó. Triệu Thái Sóc nói đến đây thì lớn tiếng nói, các người định làm gì? Tôi nói cho các người biết, anh ấy chính là trưởng phòng Vương, Vương Tử Quân. Vương Tử Quân là cái quái gì? Đánh nó cho tao. Tên thanh niên nhanh chóng vung tay với đám thủ hạ, chuẩn bị cho đàn em ra tay. Khi thấy vài người chạy đến gần thì Vương Tử Quân chợt sinh ra cảm giác rồng xuống nước cạn bị tôm đùa bỡn. Nhưng dù hắn có ý nghĩ thế nào thì điều quan trọng nhất vẫn là bảo toàn chính mình. Vương Tử Quân thầm nghĩ những ngày qua theo học công phu của Mạc Tiểu Bắc, xem ra hôm nay lại có thể áp dụng. Đúng lúc này tiểu tử vọt đến nói, các người đừng nhúc nhích, tôi nói cho các người biết tôi đã báo cảnh sát rồi, nếu ai làm bị thương trưởng phòng Vương, căn bản là ném vào tù mọt gông. Tên thanh niên đi đầu bên kia nhìn bộ dạng của tiểu tử, hắn có chút chần chờ, sau đó hỏi một tên ở phía sau, tiểu thất, chờ một lát, không phải bọn họ muốn báo cảnh sát sao? Cứ để cho cảnh sát đến đây, để xem bọn họ bắt ai. Khi đám người đang trò chuyện trong phòng, một chiếc xe cảnh sát mở còi ưu tiên chạy đến bãi đậu xe. Vài tên cảnh sát vội vàng đi lên lầu, đi đầu là một vị cảnh sát trung niên hơn 40. Khi người này thấy Vương Tử Quân thì trực tiếp cúi chào, trưởng phòng Vương, tôi là Đỗ Do Công của Cục Công an quận Thành Nam, mong anh cho ra chỉ thị. Lúc này vẻ mặt đám thanh niên thấy Đỗ Do Công cung kính trò chuyện với Vương Tử Quân chợt biến đổi lớn, tên thanh niên đi đầu càng trầm mặc xuống, vừa rồi anh nói hắn ta là ai? Hình như là Vương Tử Quân, một tên đàn ông đứng phía sau lên tiếng nói. Tuy đám thanh niên này ỷ vào người nhà làm quan lớn mà hoành hành, thế nhưng bọn họ vẫn biết vài tình thế trong quan trường Nam Giang. Bọn họ nghĩ đến cái tên Vương Tử Quân, thế là cả đám đổ mồ hôi ròng ròng. Chương 1338, 2, rồng gặp nước cạn bị tôm đùa bỡn. Nếu như vừa rồi bọn họ còn nghi ngờ thân phận của Vương Tử Quân, như vậy bây giờ Đỗ Do Công giới thiệu mới làm cho bọn họ tin tưởng đây là thật. Chính là vị trưởng phòng Vương Tử Quân được tuyên truyền rầm rộ trong Nam Giang ở thời gian gần đây. Chính mình sao lại mắt mù mà đắc tổ với một vị đại thần như vậy, thế là bọn họ không khỏi nhìn về phía tên thanh niên kia. Tên khốn này rõ ràng là quá hồ đồ, nói nặng một chút thì rõ ràng là đầu đất. Nhóm người mình cùng ở một chỗ, Đỗ Do Công dù không đi theo nhưng ít nhất cũng không nói bậy, nhưng bây giờ bộ dạng của đối phương giống như muốn bắt đám người mình đi ngay. Tên thanh niên được xưng là nhị ca căn bản có chút chần chờ, sau đó mới tiến lên, chào ngài. Xin hỏi ngài có phải là trưởng phòng Vương hay không? Vương Tử Quân nhìn thoáng người đàn ông trẻ tuổi kia sau đó nói, tôi là Vương Tử Quân, các anh là ai? Tuy trong lòng đã có dự cảm sẵn nhưng khi nghe lời nói của Vương Tử Quân tên thanh niên cảm thấy những gì mình nghĩ là đúng, thế nên trán càng vã mồ hôi. Hắn dùng ánh mắt cẩn thận nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương, tôi là Kim Lâm Dịch, bố tôi là Kim Hành Thuấn, sự việc hôm nay chỉ là hiểu lầm. Tôi không biết có ngài ở đây. Vương Tử Quân không ngờ tên kia là con trai của Kim Hành Thuấn. Hắn đưa mắt nhìn đám thanh niên chung quanh, thầm nghĩ hèn gì anh em Triệu ai cố gắng làm xong vì lực lượng của đám người này giống như là khá lớn. Tình hình vừa rồi làm cho Vương Tử Quân không khỏi bực mình, thế nhưng hắn nghe thấy đó là con trai của Kim Hành Thuấn, hắn càng có ý nghĩ đả kích dáng vẻ kiêu nghệ oi bệ vệ của đối phương. Hắn nhìn thoáng qua Kim Lâm Dịch. Sau đó trực tiếp bấm số điện thoại của Kim Hành Thuấn, Chủ tịch Kim, tôi là Vương Tử Quân, nếu ngài có rảnh thì đến khách sạn Sán Thiên một chuyến. Vương Tử Quân gọi điện thoại đi làm cho hy vọng của Kim Lâm Dịch phá sản, hắn có thể xác định người này là Vương Tử Quân có uy danh còn vượt xa bố hắn trong tỉnh ủy. Kim Lâm Dịch cực kỳ hoảng sợ, hắn trầm ngâm giây lát rồi tiến lên trước mặt Vương Tử Quân, hắn khẽ nói trưởng phòng Vương, không, là chú Vương. Hôm nay chúng cháu có mắt không thấy núi Thái Sơn, điều này. Kính mong trưởng phòng cho chúng tôi một cơ hội, lần sau tuyệt đối không như vậy nữa. Đám thanh niên cũng dùng ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn Vương Tử Quân, bọn họ căn bản cũng biết Vương Tử Quân là hạng người gì ở Nam Giang, nghĩ đến việc bọn họ định kêu người của mình đánh trưởng phòng Vương, thế là trong lòng thầm kêu may mắn không thôi. Thầm nghĩ may mà tên kia kịp nghĩ ra, nếu không nhóm người của mình chỉ sợ sẽ bị lột một lớp da. Vương Tử Quân nhìn đám thanh niên lúc này như biến thành người khác, trong lòng thầm cười lạnh. Những tên này bây giờ nhìn có vẻ mềm nhũn, thế nhưng nếu mình cho bọn họ dễ dàng vượt qua,
còn không biết bọn họ sẽ cho ra những chuyện gì. Gần đây Vương Tử Quân không quan tâm đến đám công tử nhà quan này, nhưng bây giờ hắn có cơ hội, tất nhiên sẽ phải cho bọn họ một bài học, để cho bọn họ biết có những việc mà mình không nên làm. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nhìn về phía Kim Lâm Dịch nói, cậu để cho bọn họ gọi điện thoại cho trưởng bối trong nhà, tôi muốn hỏi bọn họ xem, rốt cuộc là bọn họ giáo dục các cậu như thế nào, sao lại để cho các cậu không thèm kiêng nể gì ai như vậy. Kim Lâm Dịch thấy Vương Tử Quân đã thông báo cho bố mình, hắn thầm nghĩ mình không may. Không bằng để cho mọi người cùng lộ mặt, như vậy thì mình cũng ít chịu trừng phạt hơn. Kim Lâm Dịch thầm hạ quyết tâm. Hắn nhìn đám người đứng chung quanh rồi nói, đừng đứng ngây ra đó, mau gọi điện thoại đi. Tuy đám người kia thường ngày hoành hành đã quen, thế nhưng đám người cũng không phải kẻ ngu, bọn họ biết rõ hậu quả khi để cho người nhà của mình xuất hiện trước mặt Vương Tử Quân, vì vậy cũng không ai chịu gọi điện thoại. Nhưng khi nhìn thấy Vương Tử Quân ngồi vững vàng nơi đó, giống như không xử lý thì không thèm bỏ qua, thế là bọn họ đành phải gọi điện thoại đi. Anh em Triệu Thái Sóc nhìn bầu không khí đã yên tĩnh trở lại, không khỏi đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Tuy bọn họ biết rõ địa vị hiện tại của Vương Tử Quân ở Nam Giang, thế nhưng không ngờ Vương Tử Quân vừa đến Nam Giang lại có được uy thế lớn như vậy. Chú Triệu, để mọi người chê cười rồi. Vương Tử Quân không quan tâm đến đám người Kim Lâm Dịch, hắn nở nụ cười nói với hai anh em Triệu Thái Sóc. Lúc này Triệu Thái Sóc cười như một đóa hoa, trưởng phòng Tử Quân, lúc này dẫn đến phiền toái cho cậu, nếu không cậu sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Khi đám người Vương Tử Quân đang nói lời khách khí với nhau thì một người đàn ông trung niên mập mạp chạy vào. Khi vừa vào cửa thì nhìn vào phòng, hắn thấy rõ vị trí của Vương Tử Quân, thế là nhanh chóng chạy đến nói, trưởng phòng Vương, tôi kiểm điểm với ngài, là tôi không dạy con cho tốt, nên gây ra phiền toái cho ngài. Người đàn ông trung niên vừa nói thì hét với một tên thanh niên đang đứng bên cạnh, đến đây, xem anh có được bản lĩnh gì. Không chờ tên thanh niên tiến lên, người đàn ông trung niên đã cho hắn một tát thật mạnh. Tên thanh niên có hơi tránh đi, thế nên một tát cũng không trúng má, lại trúng đầu. Khi người đàn ông trung niên định đánh tiếp thì Vương Tử Quân đã giữ lấy tay nói, trưởng phòng Lý, anh muốn dạy bảo con thì nên chờ về nhà đã. Nhưng có một điều là con anh đã lớn, anh đánh con cũng không giải quyết được gì. Người đàn ông trung niên bị Vương Tử Quân kéo tay, hắn dùng giọng kiểm điểm nói, trưởng phòng Vương, bình thường tôi bận rộn công tác, căn bản không đủ quan tâm đến con cái, sau này tôi nhất định sẽ quản giáo thật nghiêm, tuyệt đối không cho nó làm sằng bậy bên ngoài. Sau khi nghe Vương Tử Quân gọi người kia là trưởng phòng Lý, vẻ mặt Triệu Thái Sóc chợt biến đổi. Hắn biết rõ đối phương là phó phòng thường vụ phòng xây dựng tỉnh Nam Giang, sở dĩ công ty của Triệu Thái Thạch xuất hiện vấn đề cũng là vì đứa con của người này làm loạn. Vì gặp mặt trưởng phòng Lý mà Triệu Thái Sóc đã mất nhiều thời gian nhưng không thành công, người ta nói trưởng phòng Lý đã đi công tác, nhưng Vương Tử Quân xuất hiện thì đối phương nhanh chóng chạy đến. Khi anh em Triệu Thái Sóc đang cảm khái thì lại có người tiến vào. Người này hầu như có những hành động giống hệt như trưởng phòng Lý. Vừa vào cửa đã cố gắng xin lỗi và khẳng định sẽ dạy bảo lại con cái cho tốt, căn bản bày ra tư thái không đánh cho con trai một trận là không được, là có lỗi rất lớn với Vương Tử Quân. 10 phút mà có 6 người đến, bọn họ đều là trưởng bối của đám thanh niên bên kia. Vương Tử Quân nhìn đám người kia tụ tập lại một chỗ, hắn biết vì sao anh em Triệu Thái Sóc chơi không lại bọn họ. Những người này căn bản đều nắm thực quyền, càng là tai to mặt lớn ở Nam Giang. Đám người kia tụ hội lại cùng một chỗ, hơn nữa còn có con trai của Kim Hành Thuấn, như vậy có rất ít người dám chống lại bọn họ. Triệu Thái Sóc nhìn đám người vây quanh Vương Tử Quân như sao sáng quanh trăng mà không khỏi thở dài một hơi, trong lòng càng có thêm vài phần chờ mong, chờ đến lượt phó chủ tịch thường ủy Kim Hành Thuấn. Nếu Kim Hành Thuấn đến thì sẽ có tình cảnh thế nào? Chương 1339, hổ xuống đồng bằng bị chó ăn hiếp. Nhưng ngay sau đó Triệu Thái Sóc lại nghĩ rằng Kim Hành Thuấn sẽ không tự mình đi đến, chỉ cần cho một cấp dưới đến xin lỗi là được, đây rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Khi trong đầu Triệu Thái Sóc liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, Kim Hành Thuấn chợt đẩy cửa đi vào. Kim Hành Thuấn liếc mắt nhìn đám người đứng chung quanh Vương Tử Quân, sau đó đi đến gần bên cạnh Vương Tử Quân rồi nói, trưởng phòng Tử Quân, vừa rồi tôi có chút chuyện cần bàn với chủ tịch Trử, tê thế nên đến muộn. Vương Tử Quân đứng lên mời Kim Hành Thuấn ngồi xuống,
Sau đó hắn mỉm cười nói, Chủ tịch Kim, tôi cũng là đến gặp mặt hai vị trưởng bối, thật không ngờ lại gặp quý công tử. Vương Tử Quân nói rồi giới thiệu hai anh em Triệu Thái Sóc cho Kim Hành Thuấn. Dù Triệu Thái Sóc là cán bộ cấp cục ở Trung ương, thế nhưng căn bản vẫn có khoảng cách quá lớn với một người cấp phó bộ đầy thực quyền như Kim Hành Thuấn. Sau khi bắt tay chào hỏi, Kim Hành Thuấn gọi Kim Lâm Dịch đến, muốn dạy bảo cho một trận nên thân. Anh Kim, đều là những trò không hay của con trẻ, cũng không cần quá chú trọng. Nhưng khi mà con cái càng ngày càng lớn, tôi cảm thấy nên chú trọng hơn một chút. Vương Tử Quân nói rồi chỉ về phía tiểu thất chạy chiếc Porsche, giám đốc Hà, con của anh nên cho đến đội cảnh sát giao thông học luật giao thông đường bộ, vừa rồi tôi vừa mới đến cổng khách sạn, thiếu chút nữa bị cậu này tông vào người. May mà đó là tôi, nếu là một người đi đứng không chú ý, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Tiểu thất lúc này đã cúi đầu xuống tận bụng, nhưng bố hắn cũng không bỏ qua. Không chờ Vương Tử Quân nói xong thì giám đốc Hà đã tiến lên túm lỗ tai của tiểu thất. Tuy bố tiểu thất là nhân vật phong vân ở Đông Hồng, căn bản có hàng tỷ trong tay, nhiều người theo không kịp. Thế nhưng người so với người lại có sự khác biệt, anh còn phải nhìn xem đối phương là ai, nếu so với một vị lãnh đạo nắm nhân sự tỉnh Nam Giang trong tay, anh căn bản không đủ tư chất để so sánh. Giám đốc Hà vốn có chút thái độ giúp đỡ với con mình khi kết giao với nhóm người Kim Lâm Dịch, lần này biết con mình và vài người bạn làm khó Vương Tử Quân ở nơi đây, hắn cũng không quá lo lắng, cũng không quá sợ hãi. Dù sao thì chuyện này cũng không là gì, chỉ cần mở miệng trách mắng một chút là được. Nhưng không ngờ con mình lại làm ra trò như vậy, thiếu chút nữa lái xe tông vào người Vương Tử Quân. Lúc này hắn thật sự sợ hãi, may mà còn chưa có vấn đề gì, nếu như đụng bị thương một người đầy quyền lực ở Nam Giang như Vương Tử Quân, dù thế nào thì mình cũng bị lột ra. Giám đốc Hà nghĩ vậy mà cảm thấy sợ hãi, hắn vung tay tát con mình. Nếu không phải bị Vương Tử Quân giữ chặt lấy thì chỉ sợ tiểu thất đã bị hắn đánh thành đầu heo. Ni phu gì thì đây cũng là chuyện không hay, thế cho nên sau khi Vương Tử Quân trò chuyện thêm vài lời với nhóm người Kim Hành Thuấn, để cho bọn họ rời đi. Khi Kim Hành Thuấn rời đi còn cười nói có thời gian nhất định sẽ mời rượu anh em Triệu Thái Sóc để bồi tội. Khi đám người kia rời đi thì bầu không khí trong phòng khôi phục lại vẻ yên ắng, anh em Triệu Thái Sóc vừa rồi căn bản cảm thấy kinh hãi. Thế nhưng bây giờ bọn họ đã hoàn toàn yên lòng, bọn họ hiểu sự việc xem như đã qua. Sau khi gọi nhân viên phục vụ dâng trà, Triệu Thái Sóc cũng không che giấu mà trực tiếp nói ra nguyên nhân sự việc. Thì ra Triệu Thái Thạch bao một cô ngôi sao, không biết thế nào mà cô gái kia lại được Tiểu Ngũ trong nhóm của Kim Lâm Dịch chú ý. Triệu Thái Thạch là một công tử nhà giàu, xưa nay sống trong sung sướng, hầu như không cho người nào cướp món ăn trong miệng mình. Khi Tiểu Ngũ đùa giỡn người của mình, hắn cho người đánh Tiểu Ngũ một trận. Thật ra cũng chỉ là cho vài đấm, chủ yếu là dọa một chút, nhưng không ngờ sự việc lại nhỏ biến lớn, phương diện kinh doanh của Triệu Thái Thạch bắt đầu gặp khó ở Nam Giang, cuối cùng sinh ra tình cảnh hôm nay. Vương Tử Quân tuy có chút chướng mắt với Triệu Thái Thạch, thế nhưng hắn cũng không nói gì. Dù sao thì Triệu Thái Thạch cũng là một trưởng bối của hắn, thế nên sau khi nói vài câu với anh em Triệu gia, hắn rời khỏi khách sạn. Sau khi tiến chân Vương Tử Quân, Triệu Thái Thạch cảm thấy nhẹ cả người, hắn cười nói với anh mình, anh, sớm biết Vương Tử Quân có lực ảnh hưởng lớn như vậy ở Nam Giang, chúng ta chẳng cần phải nói với gia đình, không bằng trực tiếp tìm cậu ấy xử lý vấn đề có hay hơn không? Em thấy chúng ta nên tăng cường liên lạc với Vương Tử Quân, tối hôm nay cậu ấy có rảnh không? Em thấy hay là ngày mai hoặc ngày mốt chúng ta mời cậu ấy một bữa cơm? Triệu Thái Sóc thấy cậu em mình có ý nịnh bợ Vương Tử Quân, hắn cảm thấy Triệu Thái Thạch quá ngốc. Nhưng hắn lại đang suy nghĩ đến phương diện khác, cũng không tiếp lời Triệu Thái Thạch. Anh cảm thấy nên tặng cho Vương Tử Quân thứ gì là tốt? Triệu Thái Thạch cũng không vì anh mình không quan tâm mà căn bản bỏ qua đối thoại. Gần đây hắn rất kính phục anh mình, mặc dù anh hắn phát triển không được tốt trong số những người cùng thế hệ, thế nhưng dù thế nào thì cũng là người lo liệu công việc chủ yếu của gia đình. Triệu Thái Sóc nhìn gương mặt chỉnh trọng của em trai, hắn biết rõ ý nghĩ của em mình là gì, thế nên cười cười thản nhiên nói, cậu cảm thấy bây giờ trưởng phòng Vương cần gì? Ba chữ trưởng phòng Vương làm cho Triệu Thái Thạch sững sờ, vừa rồi vì có mặt Vương Tử Quân nên hắn không để ý, bây giờ nghe anh trai xưng hô như vậy thì không khỏi cảm thấy không đúng, khác với cách xưng hô của mình.
Cho đến nay Triệu Thái Thạch cũng không hề quan tâm đến xưng hô với Vương Tử Quân, nhưng từ sau khi nhóm người Kim Hành Thuấn bỏ đi, hắn căn bản cảm thấy cực kỳ tôn kính quyền lợi của Vương Tử Quân. Anh cảm thấy cô ngôi sao kia của em thế nào? Tuy có hơi dối nhưng lại là người cực kỳ có hương vị. Triệu Thái Thạch nói làm cho Triệu Thái Sóc cau mày, hắn dùng ánh mắt có chút hèn mọn nhìn em mình, sau đó lại căm tức lên tiếng, cậu có nên sửa bỏ tật xấu của mình đi không? Vì sao luôn để cứt trong quần như vậy? Vương Tử Quân là người có tương lai vô hạn, cậu cho rằng cậu ấy sẽ quan tâm đến loại người rách dưới như vậy sao? Nếu như là người khác thì Triệu Thái Thạch căn bản không chịu buông tay, thế nhưng người mở miệng mắng hắn là anh ruột, dù hắn có bất mãn cũng không dám cãi lại. Hắn tiếp tục lên tiếng, anh cũng không nói như vậy được, người làm quan có áp lực, cô gái kia căn bản là người có kỹ năng tuyệt hảo, có thể giúp đỡ người ta thả lỏng một chút. Được rồi, cậu bỏ qua ý nghĩ không ra gì của mình đi, nếu cậu thật sự dám làm như vậy, căn bản đã làm tổn thương đến tình cảm của hai gia đình. Triệu Thái Sóc cũng không muốn cùng em nói về cô gái kia, hắn khoát tay mất kiên nhẫn, đừng nói lời vô nghĩa nữa, chúng ta thương lượng chuyện đứng đắn, bây giờ trưởng phòng Vương cần gì? Chương 1340, một đi về phía trước trong hoàn cảnh khó khăn mới trưởng thành được. Triệu Thái Thạch là người chìm nổi thương trường nhiều năm, cũng xem như khôn khéo hơn người, thế nhưng lúc này không ngờ mình ném cô gái tuyệt hảo ra lại bị anh trai mắng xối máu chó lên đầu. Nếu đã như vậy thì hắn căn bản không còn ý kiến nào khác. Trưởng phòng Vương cần sự giúp đỡ về tài nguyên nhân lực. May mà Triệu Thái Sóc cũng không chờ câu trả lời của Triệu Thái Thạch, hắn lên tiếng lẩm bẩm. Tài nguyên nhân lực, hừ, nếu anh có được sự giúp đỡ cho Vương Tử Quân về tài nguyên nhân lực, anh cũng không phải đang lận đận trên vị trí cán bộ cấp cục. Triệu Thái Thạch khẽ ngáp một cái, thế nhưng không dám nói ra ý nghĩ của mình. Có phải cậu cảm thấy tôi chỉ được cái giỏi mở miệng nói bừa không? Triệu Thái Sóc nở nụ cười đắc ý rồi dùng giọng thần bí nói, bản thân tôi không có được sự giúp đỡ nào cho trưởng phòng Vương, thế nhưng nhiều người như tôi thì căn bản là lực lượng khó bỏ qua. Triệu Thái Thạch nghe và giống như hiểu ý anh của mình, nhưng hắn căn bản còn chưa công phá được bức tường chắn trong đầu mình. Ông cụ nhà ta có nhiều người bạn già, những người chiến hữu này tuy không phải có vị trí đặc biệt hiển hách, thế nhưng con cái lại có tuổi tác không khác biệt gì tôi, có không ít người đảm nhận vị trí quan trọng ở nhiều địa phương, nếu như chúng ta có thể tăng cường liên lạc, như vậy. Triệu Thái Sóc chỉ nói nửa câu, Triệu Thái Sóc căn bản biết khá nhiều về con cái những người bạn của ông mình, thậm chí là hắn còn quen thuộc bọn họ hơn cả Triệu Thái Sóc. Vì dù sao hắn cũng là người tham gia kinh doanh, hắn thường chạy khắp nơi, tiếp xúc với nhiều người. Những người kia tuy không phải quyền cao chức trọng, thế nhưng căn bản giống như lời nói của anh hắn, cũng là một lực lượng làm cho người ta phải lau mắt mà nhìn. Anh, một chiêu này rất khéo, em giơ hai tay đồng ý. Sao anh không nói sớm hơn? Nếu không thì em cũng chẳng phải chịu nhiều uất ức như vậy. Triệu Thái Sóc cũng chỉ cười khổ với lời oán trách của em mình, trước đó hắn cũng không phải không có ý nghĩ như vậy, vấn đề là hắn căn bản không làm được. Mặc dù đó là tình cảm từ thế hệ trước, thế nhưng bây giờ hai bên vẫn có thể giúp đỡ nhau một chút, chẳng qua muốn nắm vào chút liên hệ đơn giản để kết nối các bên thành một sợi dây thừng thì khá khó khăn. Dù sao thì ngàn người cũng có ngàn gương mặt, hơn nữa những gì bọn họ mong muốn cũng không giống nhau, nếu muốn tụ tập những người kia lại cùng một chỗ, căn bản chẳng phải là sức của một mình là được. Triệu Thái Sóc có thể tự nhận là mình bất phàm, thế nhưng hắn vẫn tự hiểu lấy vài sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Triệu Thái Sóc không thể làm được, thậm chí là những người kia cũng không làm được, vì trong số bọn họ căn bản không có người nào đủ quan trọng để làm nhân vật trung tâm. Nhưng bây giờ sau khi gặp mặt Vương Tử Quân thì Triệu Thái Sóc chợt sinh ra cảm giác hai mắt tỏa sáng, vì người này căn bản là nhân tuyển cực kỳ phù hợp. Mặc dù vị trí của Vương Tử Quân căn bản không phải là cao nhất, thế nhưng lại là một người có tiềm lực phát triển mạnh mẽ nhất, có khả năng làm đại tướng biên cương. Mà những người như vậy cần phải có mối quan hệ rộng, căn bản phải nắm bắt thật chặt. Tất nhiên cũng chính là vì Vương Tử Quân có tiềm lực, đủ để hình thành một lực hướng tâm, chắc chắn phải có người giúp đỡ phía sau. Thế nhưng đối với những người cấp bậc như vậy, có nhiều lực lượng giúp đỡ mình không tốt hơn sao? Cớ gì không làm? Triệu Thái Sóc thầm nghĩ nếu mình làm tốt chuyện này, như vậy địa vị của mình đối với Vương Tử Quân sẽ tăng tiến. Thậm chí dựa vào lực lượng này mà hắn có thể thoát khỏi trạng thái dậm chân tại chỗ nhiều năm qua.
Triệu Thái Sóc càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, hắn phất tay với em mình, cậu quan tâm thật chặt đến công tác kinh doanh ở Nam Giang, hai anh em chúng ta nên nắm chặt thời gian hoàn thành sự kiện này. Vương Tử Quân tất nhiên không biết được mưu đồ bí mật của anh em Triệu Thái Sóc, hắn xem hai người này như lữ khách qua đường, dù gặp mặt thì cũng giống như người xa lạ mà thôi. Vương Tử Quân nghĩ đến đám người Kim Lâm Dịch mà không khỏi lắc đầu, những người này căn bản là cực kỳ đáng ghét, nhưng Vương Tử Quân cảm thấy thực tế cũng không ai muốn hư hỏng như vậy, chẳng qua chỉ có một số người làm hư con cái mà thôi. Những người này sở dĩ trở nên phóng đãng làm loạn như vậy cũng có vài phần trách nhiệm của gia đình, nếu như bố mẹ quản con cái thật chặt, không dung túng nhân nhượng, như vậy con cái cũng không phải loại người ăn chơi trác táng. Vương Tử Quân nghĩ đến phương diện Tiểu Bảo Nhi bị Mạc Tiểu Bắc quản cực kỳ quy củ, thế là mới giảm bớt chút lo lắng, không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Sau khi quay lại phòng làm việc của mình thì Vương Tử Quân nhận được vài tin tức báo cáo từ Lỗ Kính Thu. Lúc này sự kiện của Tiểu Khương đang được xào nấu nóng hừng hực, nhiều truyền thông chú ý đến điều này. Trưởng phòng Vương, lúc này nên xử lý cho thật tốt, nếu không sẽ phát sinh di chứng. Nhanh chóng xử lý chính là áp chế cho sự kiện không phóng đại, Vương Tử Quân hiểu rõ ý nghĩ này, hắn trầm ngâm giây lát rồi hỏi Lỗ Kính Tu, bí thư Lỗ, xử lý nhanh chóng là có ý gì? Chúng ta nên cho ra ý kiến xử lý những đồng chí căn bản có vấn đề ở phương diện nghiêm túc, và những đồng chí có trách nhiệm tương quan. Lỗ Kính Tu tuy nghe lời nói của Vương Tử Quân mà cảm thấy có chút khó chịu, thế nhưng hắn là bí thư ủy ban tư pháp, hắn vẫn phải có chủ kiến của mình. Vương Tử Quân không nói gì, lúc này hắn thầm nghĩ xử lý như vậy rõ ràng là ổn thỏa nhất, nhưng cũng như vậy mà tồn tại bất công với đồng chí Khương Tồn Minh, càng làm cho anh hùng đổ máu phải rơi lệ. Niên Chí Tân vì sự kiện này mà càng sinh ra thỏa hiệp, chỉ sợ sẽ biến thành vật hy sinh. Nếu di rời cương vị của Niên Chí Tân, như vậy sẽ là phá hủy đi tất cả những bố trí trong phương diện đả kích buôn lậu ở Nam Giang, sẽ là một hành vi cực kỳ không có lợi. Bí thư Lỗ, tôi cảm thấy sự kiện của Khương Tồn Minh còn nhiều điểm đáng ngờ, tốt nhất cứ chờ một chút rồi nói sau. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cho ra ý kiến của mình. Mặc dù trước khi gọi điện thoại cho Vương Tử Quân thì Lỗ Kính Thu đã dự cảm được ý nghĩ này, thế nhưng Vương Tử Quân nói ra vẫn làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Dù sao thì vị trí của Lỗ Kính Thu cũng bày biện ra quá rõ ràng, sự việc náo loạn, hắn căn bản là một bí thư ủy ban tư pháp sẽ phải chịu mất mặt. Cục diện hiện tại căn bản cực kỳ bất lợi cho hắn, dù thế nào thì hắn cũng phải nhanh chóng dẹp loạn, nhưng Vương Tử Quân trả lời như thế, càng cho ra ý kiến phản đối với ý nghĩ của hắn. Lỗ Kính Tu cân nhắc giây lát rồi trầm giọng nói, trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy nên liên hệ với Đoạn Văn Đống cái đã. Chương 1342, đi về phía trước trong hoàn cảnh khó khăn mới trưởng thành được. Vương Tử Quân cúp điện thoại mà thở dài một hơi. Hắn biết rõ Lỗ Kính Thu căn bạc không quan tâm đến một nhân vật nhỏ nhặt như Khương Tồn Minh, muốn hy sinh Khương Tồn Minh để giải quyết sự việc. Đây rõ ràng là phương pháp giải quyết nhanh nhất, nhưng Vương Tử Quân căn bản không đến mức tàn nhẫn lạnh lùng như vậy. Chuyện của Khương Tồn Minh làm cho Vương Tử Quân rất phiền lòng, nhưng đó cũng không phải là việc chủ yếu vào lúc hiện tại. Điều hắn cần suy xét cấp bách nhất trình là làm sao để thúc đẩy cải cách nhân sự ở Nam Giang. Phải làm sao để giải quyết khó khăn khi tiến hành cải cách. Sau khi xem xét kỹ càng và thẩm duyệt văn kiện của Trì Hoa Trục vài lần, hắn cho Du Giang Vĩ in ra phương án mà chính mình đã sửa đổi nhiều lần và cảm thấy ưng ý nhất, sau đó cầm nó đi đến phòng làm việc của Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân cũng sớm có chuẩn bị với báo cáo của Vương Tử Quân, nhưng khi thấy Vương Tử Quân nhẹ nhàng đặt văn kiện lên bàn làm việc của mình, gương mặt lão nhanh chóng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Đối với một người có kinh nghiệm công tác cơ sở lâu năm như Diệp Thừa Dân, lão rất đồng ý tiến hành cải cách nhân sự theo phương án của Vương Tử Quân. Nhưng lão biết chắc rằng mỗi một góc trong quan trường không phải mảnh đất trong sạch bách độc bất xâm, tùy tiện động vào đơn vị nào cũng phát sinh mâu thuẫn nặng nề, có thể nói là dù nơi đâu cũng khó áp dụng cải cách thay đổi nhân sự. Sự kiện lần này căn bản là không đơn giản, chỉ cần động vào một điểm sẽ rung động toàn thân, có ý nghĩ cắt gân nối xương. Nếu phát triển không thuận lợi thì chính mình sẽ rơi vào bị động. Trưởng phòng Tử Quân, bước tiến của phương án này hình như quá lớn có phải không? Diệp Thừa Dân trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi. Vương Tử Quân ngồi xuống đối diện với Diệp Thừa Dân, hắn châm một điếu thuốc rồi nói, bí thư Diệp,
tôi thấy chúng ta không nên bảo thủ ở phương diện cải cách nhân sự, chúng ta nên nhanh chóng giải quyết các vấn đề, như vậy thì cải cách mới là thực chất, mới có thể tạo nên một lực lượng có tố chất trong công cuộc phát triển Nam Giang. Vương Tử Quân nói và Diệp Thừa Dân hiểu, có một số việc dù rất đúng đắn nhưng khi áp dụng thì căn bản là không dễ chút nào, nếu không thì thế gian này đã không có nhiều tranh cãi như vậy. Diệp Thừa Dân dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, gương mặt có vài phần ngưng trọng. Lão căn bản là cực kỳ thận trọng với việc cải cách nhân sự, vì chỉ sợ sự việc này sẽ tạo nên những ảnh hưởng không hay cho mình. Diệp Thừa Dân trầm ngâm giây lát rồi ngẩng đầu lên nói, cải cách nhân sự cũng không thể gấp được, cũng khó thể làm một lần là xong, yêu cầu chúng ta phải có nghiêm có nghỉ, phải nắm chắc lực lượng và cho ra phương án tốt. Tôi căn bản là đồng ý với ý kiến của cậu, thế nhưng ít nhất cũng phải tôn trọng ý kiến của các đồng chí khác. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, Diệp Thừa Dân tỏ thái độ có vài phần huyễn hoặc, thế nhưng hắn vẫn có thể hiểu. Dù sao thì Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, là người phụ trách toàn tỉnh Nam Giang, lão sẽ phải nghĩ đến nhiều thứ hơn mình. Vương Tử Quân xem như lọt qua cửa của Diệp Thừa Dân, như vậy điều hắn cần làm tiếp theo chính là liên hệ với phó bí thư tỉnh ủy Diêu Trung Tắc. Sau sự kiện công ty xe hơi Đông Hồng thì uy danh của bí thư Diêu đã giảm thấp, không bằng trước kia, thế nhưng dù sao hắn cũng ngồi trên vị trí phó bí thư tỉnh ủy, là người được nắm công tác nhân sự, nếu muốn cải cách nhân sự thì cũng phải đi qua cánh cửa của người này. Sau khi Vương Tử Quân đi vào phòng làm việc của Diêu Trung Tắc, lúc này Diêu Trung Tắc đang trò chuyện với người khác. Khi thấy Vương Tử Quân đứng bên ngoài, hắn tiễn chân người trong phòng, sau đó thân mật mời Vương Tử Quân ngồi xuống ghế salon. Nếu như không phải là người hiểu nhiều chuyện, chỉ sợ nhìn vào không thấy khoảng cách ngầm giữa hai người. Diêu Trung Tắc gọi thư ký dâng trà ngon cho Vương Tử Quân, sau đó cùng trò chuyện vui vẻ với Vương Tử Quân, một lúc sau mới hỏi Vương Tử Quân đến phòng mình có chuyện gì. Sự việc đến mức này thì Vương Tử Quân căn bản không giấu giếm, hắn nhanh chóng nói ra mục đích của mình. Vương Tử Quân nhìn phương án cải cách nhân sự của Vương Tử Quân mà hai hàng chân mày không khỏi giãn ra. Hắn trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng có chút khó khăn nói, trưởng phòng Tử Quân, tôi cảm thấy phương án của phòng tổ chức các anh là cực kỳ tốt, phương án này căn bản có thể là phương châm cải cách nhân sự cho các địa phương trong nước. Nhưng tôi cảm thấy có vài việc nên chậm rãi thúc đẩy, dù sao thì làm quá nhanh cũng không quá tốt, nên đi từng bước thì hay hơn. Tuy Diêu Trung Tắc nói lời không thuận theo ý mình nhưng Vương Tử Quân cũng không cho rằng những lời này là không đúng. Nhưng nếu dựa theo ý nghĩ của Diêu Trung Tắc mà thúc đẩy từng bước, như vậy phương diện cải cách nhân sự được Lâm Trạch Viễn coi trọng sẽ biến thành thùng rỗng kêu to. Những chuyện thế này nếu không cho ra nhiều yêu cầu, không có chỉ lệnh nghiêm minh, chỉ sợ sẽ được người ta đặt lên bàn vài ngày, sau đó chôn vào trong lòng đất. Sự kiện cải cách nhân sự được Lâm Trạch Viễn yêu cầu thúc đẩy, Vương Tử Quân không cho phép mình không giải quyết được gì. Hắn nâng ly trà lên uống một ngụm. Sau đó nói, Bí thư Diêu, tôi tán thành chỉ thị của ngài, nhưng tôi chỉ dựa theo phương án này đi bước đầu tiên trong ba bước, chính là yêu cầu khảo hạch cán bộ phải có thi tuyển, phải có cơ chế rõ ràng. Diêu Trung Tắc nói cũng không phải là vì tốt cho Vương Tử Quân, nhưng lúc này nghe Vương Tử Quân đề xuất bước đầu tiên thì căn bản là giật mình không thôi, vì anh chỉ cần hoàn thành bước đầu tiên này thì quá tốt rồi, xem ra cán bộ thanh niên vẫn là bốc đồng. Diêu Trung Tắc thầm cảm thấy vui sướng. Nhưng vẻ mặt hắn lại càng thêm nghiêm túc, Tử Quân, tôi căn bản giúp đỡ anh ở sự kiện này, nhưng phương diện chấp hành phương án này, ý của tôi là anh nên làm vững chắc lên một chút, nên làm tốt công tác cơ sở cái đã. Phòng Quảng Thắng biết Vương Tử Quân đang ở trong phòng làm việc của Bí Thư Diêu, hắn căn bản cực kỳ sợ hãi với vị trưởng phòng tổ chức trẻ tuổi này. Mặc dù sự kiện công ty xe hơi Đông Hồng giống như không liên quan đến hắn, thế nhưng hắn vẫn cực kỳ sợ hãi với sự tàn nhẫn của Vương Tử Quân. Trần Viễn Lũng và Thẩm Tiềm Thiết đều là những nhân vật có thực lực được xem trọng ở Nam Giang nhiều năm qua, mặc dù Thẩm Tiềm Thiết so ra kém Phòng Quảng Thắng một chút, thế nhưng tổng hợp thực lực thì Trần Viễn Lũng thậm chí còn vượt qua Phòng Quảng Thắng. Nhưng bây giờ hai người Trần Viễn Lũng và Thẩm Tiềm Thiết đang là những người bị ghẻ lạnh, vị trí hiện tại so với trước kia căn bản là kém xa ngàn dặm. Tuy hai người này gặp Phòng Quảng Thắng vẫn tỏ ra ung dung bình tĩnh, thế nhưng dù bọn họ có che giấu thế nào thì sự cô đơn vắng vẻ vẫn rất rõ ràng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 121.